sẽ ra sao nếu chúng ta sống trong thế giới nơi con người chỉ tôn thờ ngoại hình. Nam sinh này có gương mặt xấu xí cùng với thân hình mập mạp nên cậu ta vô cùng tự ti. Nam sinh mập bị tất cả bạn học kỳ thị, còn trở thành trò tiêu khiển của đám côn đồ. Vào một đêm mưa to gió lớn, thanh niên đẹp trai với gương mặt lạnh lùng kéo chiếc vali ra bờ biển, chứa thân xác nam sinh mập bên trong, cậu ta trực tiếp ném xuống biển, kèm theo một câu nói: "Tạm biệt quá khứ tồi tệ của tôi, chuyện này rốt cuộc là sao? Vậy thì phải kể từ lúc nam sinh mập chuyển trường." Cậu ta tên là Thác Văn Soái, thường được gọi với cái tên Soái Mập. Từ nhỏ Soái Mập đã bị bắt nạt, đến khi trưởng thành cũng không khá hơn, cậu ta phải chuyển trường lên thành phố. Vào ngày đầu tiên đi học, Soái Mập đang tự sướng trên xe buýt để khoe với bà ngoại ở quê, đột nhiên chiếc xe phanh gấp, khiến điện thoại vô tình rơi xuống váy nữ sinh. Bạn thân của nữ sinh là Đào Xảo, nghĩ rằng Soái Mập bén thái chụp lén, vội vàng cướp lấy điện thoại kiểm tra. Bạn trai của nữ sinh cũng lao vào, khiến cậu ta phải bỏ điện thoại mà chạy. Soái Mập trốn đến quán net, vẫn bị đám bạn Lý Trấn Thành tìm tới. May mắn đây là địa bàn của Vatco, là người thích hành hiệp trượng nghĩa, không cho Trấn Thành cơ hội quậy phá. Hai bên nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Trấn Thành đang bị trường học quản chế nên cũng không muốn gây náo động, cậu ta đành phải bỏ đi. Soái Mập mới được thở phào, nhưng còn chưa kịp vui mừng, Soái Mập lại vô tình phát hiện video cậu ta bị đám côn đồ cưỡng ép cởi chân chạy dưới mưa đang phát tán trên mạng, tất cả mọi người đều xem được, khiến Soái Mập không biết chui mặt vào đâu. Bên kia Đào Xảo kiểm tra điện thoại cũng không thấy ảnh chụp lén phụ nữ. Thêm việc Soái Mập bị lộ clip, Đào Xảo mới nhận ra bản thân đang nghi ngờ một người đáng thương. Buổi tối, Soái Mập ngồi trên sân thượng, cậu ta được bà ngoại thuê cho một phòng trọ ở đây. Soái Mập cảm thấy vô cùng tủi thân, từ nhỏ đến lớn cậu ta luôn bị bắt nạt chỉ vì có ngoại hình xấu xí. Bà nội từng nói điều ước dưới đèn hoa đăng sẽ thành hiện thực. Soái Mập cũng đưa tay với lấy khát khao có một thân hình hoàn hảo. Không may cậu ta rơi xuống đúng lúc một thanh niên đẹp trai đi ngang qua. Soái Mập bất tỉnh nhân sự, cậu ta được Vatco đánh thức, liền vội vã trở về phòng trọ. Thanh niên đẹp trai lại ngất đi trong một góc, đến khi Soái Mập lên giường ngủ. Cũng là lúc thanh niên đẹp trai kia tỉnh lại, tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng vừa nãy đã lên giường ngủ rồi mà, không ngờ linh hồn Soái Mập đang ở trong thân xác thanh niên đẹp trai. Cậu ta vẫn nghĩ nằm mơ, liền tìm đường trở về phòng trọ. Đến lúc phát hiện mình có hai thân xác, cậu ta mới bắt đầu hốt hoảng, tiếng hét của Soái Gầy vang khắp khu nhà. Cậu ta tự vào một cái cho tỉnh, khi Soái Gầy ngất đi, cũng là lúc Soái Mập tỉnh lại. Đào Xảo nghe thấy động tĩnh đến gõ cửa, Soái Mập liền ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy Đào Xảo, cậu ta vội vã lảng tránh. Đào Xảo giữ Soái Mập lại xin lỗi vì chuyện hiểu lầm hôm trước, đồng thời muốn trả điện thoại cho cậu ta. Biết Soái Mập là học sinh chuyển trường, Đào Xảo hẹn gặp lại cậu ta ở trường rồi lên đường đi học trước. Sau đó Soái Mập trở về phòng, nhìn vào cơ thể hoàn hảo của thanh niên trên giường. Cậu ta ước được một góc của Soái Gầy, nhưng cái miệng vẫn húp một phát hết hai gói mì. Bây giờ không cần mất công ăn kiêng và tập luyện, chỉ cần Soái Mập đi ngủ, Soái Gầy sẽ lập tức tỉnh lại. Ông trời đã cho Thác Văn Soái thêm một cơ thể để cậu ta trải nghiệm sự khác biệt. Khi được làm con người hoàn hảo, Soái Gầy thay Soái Mập đi học, giáo viên thấy không giống ảnh trong học bạ, liền thắc mắc với Soái Gầy, rốt cuộc em giảm cân kiểu gì hay vậy? May mắn Soái Gầy không bị giáo viên phát hiện. Lúc sau giáo viên giới thiệu Soái Gầy với lớp, làm tất cả nữ sinh trầm trồ. Vì vẻ ngoài điển trai của cậu ta, các nam sinh thì tỏ ra ganh tị, chỉ có Đào Xảo thấy kỳ lạ, tại sao không phải Soái Mập? Không chỉ thu hút các bạn nữ trong lớp, Soái Gầy còn trở thành tâm điểm của cả trường. Nữ sinh thi nhau xếp hàng dài chỉ để được ngắm Soái Gầy. Cơ thể hoàn hảo của cậu ta được đem ra làm mẫu vẽ. Bây giờ Soái Gầy có thể tự tin chơi các môn thể thao mà lúc mập mạp không thể làm được. Sống trong cơ thể mới quả thật là điều tuyệt vời. Tuy nhiên cậu ta vẫn còn một khuyết điểm, đó là bản tính nhút nhát. Ngoại hình có thể thay đổi nhưng tính cách con người thì không. Soái Gầy trốn vào nhà vệ sinh thử học cách cao ngạo. Đúng lúc Trấn Thành dẫn đám bạn đi vào, nhắc đến chuyện truy tìm Soái Mập, Soái Gầy nghĩ tới lại sợ hãi. Cú đánh lần trước vẫn còn đau, cậu ta cố tỏ ra cứng rắn trước mặt Trấn Thành, may mắn qua được cửa, ra bên ngoài mới dám thở mạnh. Lúc sau Soái Gầy trở về lớp, cậu bạn nhút nhát mang bánh đến cho Soái Gầy. Hóa ra lần đầu nam sinh nhìn thấy có bạn học dám bật lại Trấn Thành nên vô cùng ngưỡng mộ Soái Gầy. Nam sinh muốn nhờ Soái Gầy bảo kê sau này, bất ngờ Đào Xảo xuất hiện, nghĩ rằng Soái Gầy ép cậu bạn nhút nhát mua bánh, ngày đầu chuyển trường đã dở thói bắt nạt. Đào Xảo mắng xa xả vào mặt Soái Gầy, nhắc nhở cậu ta đừng có giang hồ. Soái Gầy oan ức nhưng không thể giải thích. Đến khi tan học ở trường, Soái Gầy vô tình đi chung xe buýt với Đào Xảo. Cậu ta tìm cách lảng tránh, vẫn bị Đào Xảo phát hiện ra, nhưng cô không để ý, chỉ nghĩ cả hai có duyên chung đường mà không biết Soái Gầy chính là cậu bạn mập mạp sống trên căn phòng tầng thượng nhà cô. Soái Gầy tránh mặt Đào Xảo về được đến nhà, bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của cô. Đào Xảo thắc mắc tại sao hôm nay không thấy Soái Mập đến lớp. Soái Gầy liền nói dối cậu đã thôi học rồi. Nghe giọng Soái Gầy có chút kỳ lạ, Đào Xảo nghĩ rằng cậu bị ốm muốn lên kiểm tra tình hình. Soái Gầy ngăn cản nhưng không được, vội chạy vào phòng đánh thức thân xác mập mạp. Soái Mập thế chỗ ra giải thích với Đào Xảo mới khiến cô không phát giác. Buổi tối Soái Mập ra ngoài đi dạo,
bất ngờ nhận được tin nhắn của các bạn trong lớp muốn tổ chức một bữa tiệc chào đón thành viên mới, nhưng Soái Mập làm gì có tiền, cậu định gọi điện xin bà nội ở quê. Lại thấy bà lão bán hàng rong vất vả, bà nội cũng kiếm từng đồng cho cậu đi học, Soái Mập thương bà nên không xin tiền nữa. Vô tình Soái Mập thấy bảng tuyển nhân viên ở một tiệm tạp hóa. Hôm sau cậu đổi sang thân xác soái gầy đến phỏng vấn, ông chủ vui vẻ chấp nhận, chỗ này là dành cho cậu, không yêu cầu kinh nghiệm ngoại hình, nhưng đến khi đổi sang soái mập, nói rằng được soái gầy giới thiệu, ông chủ nhìn vào ngoại hình, lại không muốn nhận cậu ấy, con gái ông chủ ngồi một bên quan sát, biết soái mập là bạn soái gầy, liền gọi soái gầy đến thương lượng. Nữ sinh sẽ nhờ bố nhận soái mập vào làm, đổi lại soái gầy phải thực hiện 10 yêu cầu, soái gầy không nghĩ nhiều lập tức chấp nhận, tối nay nữ sinh muốn soái gầy thực hiện yêu cầu đầu tiên. Đó là tham gia bữa tiệc chào mừng, soái gầy phải canh thời gian để quay về đổi chỗ cho soái mập đi làm, ngày đầu tiên không thể đến muộn, vô tình chạm mặt Đào Sảo trên sân thượng. Giờ cô mới biết soái gầy ở đây, cậu ta vội giải thích là người mới chuyển đến ở ghép cùng soái mập, Đào Sảo cũng tin rồi bỏ qua, sau khi đổi lại thân xác. Soái mập đến cửa hàng tạp hóa làm việc, một nam sinh đến mua hàng, hóa ra là cậu bạn nhút nhát, cậu ta nhận ra soái mập là người chụp lén trên xe. Vội chạy đi báo với Trấn Thành, biết tin đám người Trấn Thành lập tức kéo đến tạp hóa, tẩn cho soái mập một trận, may mắn nhóm Vasco xuất hiện, giải cứu soái mập kịp thời. Sau khi Vasco rời đi, soái mập ấm ức gọi điện cho bà nội, nhưng không dám kể chuyện vừa trải qua, hôm sau soái gầy đến lớp. Giờ chút thủ đoạn trả thù Trấn Thành, cậu ta không hề hay biết, vẫn tự hào kể về việc dạy dỗ soái mập, nhưng chuyện chụp lén chỉ là hiểu lầm, Đào Sảo vô cùng tức giận. Khi thấy Trấn Thành không nói lý lẽ mà đánh người, cậu ta vẫn tỏ ra trơ cháo, khiến soái gầy cũng nổi giận theo, rất nhanh Trấn Thành phải trả giá. Lúc này bà nội đến trường tìm soái mập, mang theo xiên bẩn bà bán ở quê, tuy nhiên bà nội không biết đường đi trong trường, may mắn gặp được nam sinh tốt bụng, bà nội nhờ nam sinh đưa xiên bẩn cho cháu trai. Để văn soái mời các bạn trong lớp, còn bà sẽ về nhà chờ cậu ấy. Sau đó nam sinh cùng soái gầy mang xiên bẩn đến căng tin, chia cho các bạn cùng ăn. Soái gầy mời nam sinh tốt bụng dùng thử, cậu ấy không tiện từ chối. Đột nhiên soái gầy nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức phải chạy về nhà. May mắn bà nội vẫn chưa mở được cửa, soái gầy dẫn bà xuống phòng chủ nhà nói chuyện. Cậu ta giải thích được soái mập cho ở nhờ, vì không có nơi nào để đi. Bà nội thấy đây là chuyện tốt, dù sao soái mập cũng một thân một mình. Bà nội muốn lên thăm cháu trai, soái gầy vội cản lại, cậu ấy cần dọn dẹp một số thứ trong phòng. Soái gầy chạy lên trả hồn cho soái mập để cậu ấy tiếp đón bà nội, còn soái gầy lại ngủ li bì. Thấy vậy bà nội tiến đến kiểm tra, lại bị soái mập ngăn cản, cậu ấy có bệnh trong người, nếu đánh thức sẽ gặp nguy hiểm. Bà nội mới chịu bỏ qua. Hôm sau soái gầy tỉnh lại, không biết soái mập lại ngất ở đâu rồi, nhưng cậu không tiện quan tâm, ra bàn đánh chén trước đã. Lúc sau soái gầy ngất đi trên bàn ăn, hóa ra soái mập đang ngủ bị ông chủ đánh thức, cậu ấy vội chạy về nhà, nói dối bà nội đi chạy bộ, hôm nay bà nội sẽ về quê. Muốn cho soái mập chút tiền tiêu vặt, nhưng cậu ấy không muốn nhận, bất ngờ Đào Sảo đi tới, bà nội tưởng bạn rủ cháu trai đi học, soái mập ra hiệu với Đào Sảo. Giấu chuyện cậu đã nghỉ học, Đào Sảo lập tức hiểu ý, soái mập cũng theo cô ấy ra ngoài, ở điểm buýt soái mập thắc mắc với Đào Sảo, sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Đào Sảo không trả lời, cô nhớ lại chuyện hồi bé, cũng bị bạn bè kỳ thị vì mập mạp nên cảm thấy đồng cảm với soái mập. Sau đó Đào Sảo đến lớp. Soái mập nhận tin bà nội đã về, cũng về đổi xác cho soái gầy đi học. Sau khi tới trường soái gầy tìm cậu bạn nhút nhát, muốn mời lại cậu ta chiếc bánh hôm trước, đồng thời lấy lại thiện cảm từ Đào Sảo. Tuy nhiên soái gầy vô tình rút nhầm số tiền mà bà nội đưa cho soái mập, cậu bị Đào Sảo phát giác, vội trốn vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này nhóm Vasco đi đến, lấy mất ví của soái gầy, Vasco đưa ra thách đấu, nếu soái gầy thắng cậu ta ở sân boxing, soái gầy sẽ lấy lại được ví. Vì không muốn để mất số tiền bà nội cất công dành dụm, soái gầy có mặt tại sân boxing, nhưng vì còn bỡ ngỡ, cậu không phải đối thủ của Vasco, soái gầy nhớ đến những lần bị đánh. Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, sự dồn nén bắt đầu sôi trào, soái gầy phản công, làm Vasco cảm thấy hứng thú, soái gầy tung cú then chốt. Lập tức hạ đo ván tuyển thủ boxing, Vasco bất tỉnh nhân sự, soái gầy cũng lấy lại được ví tiền. Sau đó soái gầy trở về nhà, thấy Đào Sảo đang gõ cửa gọi soái mập. Cô cũng đang muốn soái gầy giải thích tại sao lại cầm ví của soái mập. Soái gầy lập tức thanh minh là soái mập cho cậu ấy mượn, Đào Sảo vẫn không tin. Nhất định gọi soái mập hỏi cho ra lẽ, soái gầy muốn lấy lại ví, lập tức bị Đào Sảo đớp vào tay, cậu phải vội vã xin hàng rồi mở cửa cho Đào Sảo vào nhà. Soái gầy cũng tìm đường trốn trước, vô tình lại gặp Vasco đi lên, soái gầy đành quay lại sân thượng, Vasco cũng đi vào phòng, thấy soái mập còn đang bất tỉnh. Vasco thấy cảnh này thật quen thuộc, định đánh thức soái mập bằng cái tát, may mắn cậu ấy kịp mở mắt, Đào Sảo còn chưa kịp hỏi, soái mập liền giải thích. Cô ấy đã hiểu lầm soái gầy, cậu ấy là một người tốt, soái mập hết lời khen ngợi, lại làm Vasco và Đào Sảo sinh nghi, có khi nào soái mập bị bắt nạt. Ép phải nói ra những lời như vậy, Vasco muốn điều tra soái gầy, cả hai định đi tìm cậu ấy hỏi chuyện, lại không thấy soái gầy đâu nữa, hóa ra cậu ấy đang ngủ trong góc sân thượng. Nghĩ rằng soái gầy có tật giật mình, Vasco và Đào Sảo đành đi trước. Sau khi đã an toàn, soái mập mới khiêng soái gầy vào nhà, hôm sau Vasco cho người dẫn soái gầy lên sân thượng.
trực tiếp ấn vai cậu xuống, có phải cậu bắt nạt anh bạn mập, soái gầy nhất Quýt phủ nhận, làm Vát Cô càng tức giận hơn, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại của cậu bạn nhút nhát lén trốn trong góc nhìn trộm, Vát Cô mới chịu buông tay, nhưng từ nay Vát Cô sẽ giám sát soái gầy, để cậu không có cơ hội bắt nạt soái mập, soái gầy ấm ức bỏ đi. Cùng cậu bạn nhút nhát trốn vào nhà vệ sinh, cậu bạn nhút nhát còn khen soái gầy có thể chịu đựng Vát Cô bóp vai 1 phút, người bình thường 10 giây là gục, cậu bạn nhút nhát lại tặng bánh cho soái gầy. Bất ngờ đám người Trấn Thành xông vào, mới đó đã muốn phục tùng người khác, cậu bạn nhút nhát sợ hãi, Trấn Thành đuổi soái gầy ra ngoài, bấy giờ soái gầy nhớ đến lần bị đánh, tức giận muốn bật lại Trấn Thành mà không có đủ dũng khí, soái gầy đành bỏ rơi cậu bạn nhút nhát. Trong nhà vệ sinh, cậu bạn nhút nhát bị Trấn Thành ép buộc chuẩn bị cho cậu ta 2000 tệ để mua găng boxing mới. Cậu bạn nhút nhát lấy đâu số tiền lớn như vậy? Trấn Thành không quan tâm, cho cậu ta một ngày chuẩn bị rồi dẫn đồng bọn rời đi. Buổi tối, cậu bạn nhút nhát tìm soái gầy cầu cứu, nhưng soái gầy cũng không có tiền. Cậu bạn nhút nhát đành đăng bán đôi giày thể thao, mất công dành dụng cả năm mới mua được, soái gầy vô cùng khó xử. Biết đám Trấn Thành là người gây chuyện, nhưng cậu lại không làm được gì, soái gầy trằn trọc không ngủ được, đành đánh thức soái mập dậy để cậu có thể dừng suy nghĩ, đồng thời để soái mập đi làm. Tối nay, soái mập xin ông chủ ứng lương để có thể giúp đỡ cậu bạn nhút nhát, nhưng ông chủ không đồng ý, nếu ứng lương cậu phải nghỉ làm. Soái mập đành cho qua, lúc sau có một khách hàng che kín mặt đến tạp hóa, cậu ta ngồi khóc một mình, soái mập nhận ra cậu bạn nhút nhát, gương mặt bị đánh tím bầm, hóa ra cậu bạn nhút nhát mang giày đi bán, không may gặp phải đám lừa đảo, gã côn đồ không chỉ đánh người, còn bắt cậu bạn nhút nhát ấy đồ quay clip, cậu bạn nhút nhát mất cả chỉ lẫn trải. Hiện tại còn bị Trấn Thành nhắn tin thúc giục, nhanh mang 2000 tệ đến, soái mập định an ủi lại thôi, cậu vào nhà kho lấy hàng, đến khi ra ngoài mới phát hiện tủ tiền bị người khác lấy trộm, soái mập vội đuổi theo cậu bạn nhút nhát, may mắn túm được cậu ta, soái mập yêu cầu trả lại tiền, lấy trộm tiền là phạm pháp. Cậu bạn nhút nhát xô ngã soái mập, rồi nhân cơ hội bỏ trốn, soái mập đành trở về nghe ông chủ trách phạt, trước tiên ông chủ muốn báo cảnh sát, tìm được bao nhiêu tiền rồi lấy lương bù vào, soái mập ngăn ông chủ, vì không muốn bạn học bị bắt, ông chủ lại nghĩ rằng cậu thông đồng với người ngoài trộm tiền. Không báo cảnh sát cũng được, soái mập bị đuổi việc không lương. Hôm sau cậu bạn nhút nhát đem tiền đến cho Trấn Thành, thấy đã gom đủ, Trấn Thành mới chịu bỏ qua. Cậu bạn nhút nhát mới được thở phào, đúng lúc nhận được tin nhắn của soái gầy, liền chạy đi tìm cậu ấy, thấy cậu bạn nhút nhát vui vẻ, soái gầy biết chuyện tiền nong đã giải quyết xong, còn trực tiếp vạch trần cậu bạn nhút nhát ăn trộm, biết soái mập là bạn của soái gầy, hơn nữa còn vì cậu ta mà bị đuổi việc không lương, cậu bạn nhút nhát cảm thấy cắn rứt. Hứa khi nào gom đủ tiền sẽ đem trả cho soái mập, soái gầy nói không cần nữa, cậu chỉ muốn biết nguyên nhân cậu bạn nhút nhát phải đi ăn trộm. Tôi tưởng cậu đã bán được giày thể thao, cậu bạn nhút nhát kể lại chuyện bản thân bị côn đồ lừa, còn bị quay clip, soái gầy nhớ đến hình ảnh của bản thân cũng bị côn đồ bắt nạt như thế, cậu muốn đòi lại công bằng cho bạn. Sau đó cả hai cùng nhau tới quán net, cậu bạn nhút nhát tìm thấy gã côn đồ đang bán đôi giày thể thao vừa cướp được lên mạng, soái gầy giả làm người mua, hẹn gặp gã côn đồ, bạn gái gã côn đồ dẫn soái gầy đến chỗ hẹn, vẫn là nơi cậu bạn nhút nhát bị đánh. Gã côn đồ bắt soái gầy lấy tiền, nhưng cậu ấy không hề có tiền, soái gầy yêu cầu gã côn đồ trả lại giày thể thao, nhưng hắn đã bán rồi, giày trên mạng chỉ là mồi nhử. Để dụ dỗ những học sinh ngây thơ, soái gầy không cần giày cũng được, chỉ cần gã côn đồ xóa clip của cậu bạn nhút nhát, hắn yêu cầu soái gầy đưa tiền. Cậu rút ra 300 tệ bà cho, gã côn đồ cảm thấy đang bị trêu đùa, muốn dạy cho soái gầy một bài học, soái gầy buộc lấy cứng đối cứng, phản công lại gã côn đồ. Nhớ lại những miếng đánh của Vát Cô, soái gầy dễ dàng hạ gục gã côn đồ, cậu cướp lại điện thoại xóa clip, không ngờ gã côn đồ còn có đồng bọn, soái gầy ăn một gậy bất tỉnh. Làm soái mập ở nhà tỉnh lại, biết cơ thể kia đang gặp nguy hiểm, soái mập lập tức chạy ra ngoài tìm, một bên khác Đào Xảo đến tạp hóa mua đồ, mới nghe tin soái mập nghỉ làm. Con gái ông chủ kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn cho Đào Xảo xem đoạn băng ghi hình. Đào Xảo biết ngay soái mập bị hại, muốn tìm cậu bạn nhút nhát tính sổ, khi cô nhắn tin yêu cầu gặp mặt. Cậu bạn nhút nhát lập tức cho Đào Xảo biết, soái gầy đi gặp gã côn đồ, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại. Đào Xảo lo lắng đến chỗ cậu bạn nhút nhát, còn gọi Vát Cô tới giúp đỡ. Cậu bạn nhút nhát dẫn mọi người đến địa bàn gã côn đồ, nhưng ở đây không còn ai cả. Vát Cô phát hiện trên đất có vết máu, nhận ra soái gầy đang gặp nguy hiểm, lập tức bảo cậu bạn nhút nhát báo cảnh sát. Những người còn lại chia nhau đi tìm. Soái mập gặp được nhóm Vát Cô, nhưng chạy lâu quá khiến cậu ấy ngất đi. Giúp soái gầy bên kia thức tỉnh, thấy bản thân đang bị trói, soái gầy vùng vẫy thoát ra, cậu cầm ghế ném vào đám côn đồ, rồi nhân cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên vừa mới xuống cầu thang vài bước, soái gầy lại mơ màng ngất đi, hóa ra soái mập bị nhóm Vát Cô đánh thức, cậu cảm thấy vô cùng bực bội, suýt nữa có thể trốn được rồi. Soái mập nhớ lại, trong lúc đang bỏ trốn, thấy được địa chỉ nơi bị nhốt, soái mập bảo nhóm Vát Cô đến đó trước, rồi lại lao đầu vào cột ngất tiếp. Cho soái gầy bên kia tỉnh lại, cậu thoát khỏi tay đám côn đồ lần nữa, rồi chạy một mạch xuống tầng hầm. May mắn Đào Xảo và Vát Cô vừa kịp đến, soái gầy đẩy Đào Xảo ra phía sau, rồi cùng Vát Cô lao lên kháng địch. Hai gã côn đồ không đánh lại hai học sinh trung học, phải lấy dao ra chơi bẩn. Thấy vậy soái gầy liền tung cú lốc ao, khiến gã côn đồ lăn quay ra đất.
Đám bạn của Vasco chạy đến, bây giờ là 2-4, nhưng gã côn đồ cũng chuẩn bị trước, liền gọi cho đồng bọn gần đây, mấy học sinh bị chúng bao vây. Gã côn đồ liền đắc ý khiêu khích, mày đánh tao nữa đi. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp làm gì, bất ngờ xe cảnh sát đi tới, đám côn đồ phải chia nhau bỏ chạy. Vasco khai báo sơ qua tình hình cho cảnh sát, rồi dẫn Soái Gầy đến bệnh viện. Sau khi được băng bó, Soái Gầy bắt đầu mơ màng vì Soái Mập bên kia đang bị gọi tỉnh lại. Thấy không gọi được Soái Mập, cậu bạn nhút nhát vội đưa Soái Mập đến bệnh viện. Sau sự việc lần này, nhóm Vasco và Đào Sảo cũng tin Soái Gầy là người tốt. Đào Sảo ở lại chăm sóc Soái Gầy để nhóm Vasco trở về trước. Nhân lúc Đào Sảo tiễn họ, Soái Gầy tìm cách trốn khỏi bệnh viện. Ra bên ngoài cậu lại trông thấy thân thể Soái Mập được đưa vào bệnh viện, lỡ như có người đánh thức Soái Mập, chẳng phải Soái Gầy sẽ ngất trên đường về hay sao? Cậu phải tìm cách đưa cả hai cơ thể trở về. Soái Gầy lấy xe lăn để Soái Mập trốn khỏi bệnh viện, không may bị Đào Sảo phát hiện. Soái Gầy cõng Soái Mập chạy một mạch về nhà, vừa đặt cậu ấy xuống chưa kịp thở đã bị Đào Sảo đuổi tới. Soái Gầy muốn khiêng Soái Mập giấu vào giường, không may lại va vào đầu cậu ấy, khiến hồn đổi sang người Soái Mập. Sau đó Soái Mập ra ngoài nói chuyện với Đào Sảo, cảm ơn vì sự giúp đỡ hôm nay. Đào Sảo không hiểu lý do thắc mắc, rõ ràng cô chỉ giúp Soái Gầy. Soái Mập cảm ơn hộ, rồi bảo Đào Sảo về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau Trấn Thành bị chủ nhiệm gọi đến trách phạt vì trấn lột tiền của cậu bạn nhút nhát, có người gửi thư tố cáo nạc danh. Trấn Thành nghĩ rằng là cậu bạn nhút nhát nên đến tìm cậu ta tính sổ, thấy Trấn Thành lại giở thói côn đồ. Đào Sảo lao tới can ngăn, tạo cơ hội cho cậu bạn nhút nhát bỏ trốn. Trấn Thành càng thêm tức giận, nhưng được cái không đánh phụ nữ, lại tiếp tục đuổi theo cậu bạn nhút nhát. Đào Sảo lập tức báo tin cho Soái Gầy, rồi hẹn cậu ấy đến căng tin. Soái Gầy cùng Vasco có mặt, tìm cách giúp cậu bạn nhút nhát giải quyết. Tối đó Soái Gầy đi ngủ, Soái Mập thức dậy không có việc gì làm, lại đến xin ông chủ một cơ hội quay về tạp hóa làm việc. Thấy Soái Mập cũng là người thành thật, ông chủ đồng ý với điều kiện. Soái Mập phải đi làm sớm hơn một tiếng, cậu ấy vui vẻ chấp nhận. Trong lúc làm việc, Soái Mập vô tình chứng kiến cậu bạn nhút nhát bị Trấn Thành đuổi oánh. Soái Mập chạy ra khuyên can. Trấn Thành nhắc nhở Soái Mập đừng làm bạn với con người này, không biết một ngày có thể bị đâm sau lưng. Soái Mập mặc kệ, nhất định bảo vệ cậu bạn nhút nhát. Trấn Thành muốn cho Soái Mập hiểu rõ bản mặt cậu ta, bây giờ hai cậu đánh nhau, ai thắng tôi sẽ không đánh người đó. Soái Mập không thỏa hiệp, nhưng cậu bạn nhút nhát lập tức tấn công Soái Mập, còn oánh rất mạnh tay. Trấn Thành nhìn thấy ngứa mắt, tần cậu bạn nhút nhát một trận nữa. Sau đó Soái Mập dẫn cậu bạn nhút nhát vào tạp hóa tâm sự, hỏi ra mới biết lý do cậu ta bị đánh. Trấn Thành tưởng cậu bạn nhút nhát gửi thư tố cáo, nhưng cậu ta lại nói với Trấn Thành là do Đào Sảo gửi, trong trường cũng chỉ có Đào Sảo dám chống đối Trấn Thành. Soái Mập lo lắng Đào Sảo sẽ gặp nguy hiểm, hôm sau trở lại với thân xác Soái Gầy, cậu phát hiện Trấn Thành bám theo Đào Sảo, lập tức chạy theo bảo vệ. Trong phòng Trấn Thành thắc mắc, có phải Đào Sảo tố cáo cậu ta, nhưng Đào Sảo cũng không biết. Trấn Thành cảnh cáo Đào Sảo, từ nay đừng lo chuyện bao đồng, nể mặt Đào Sảo thân thiết với bạn gái, Trấn Thành mới không động vào cô. Liệu bạn gái có muốn cậu trở thành kẻ côn đồ? Câu nói trực tiếp chọc giận Trấn Thành, cậu ta định ra tay đánh phụ nữ. May mắn Soái Gầy xuất hiện kịp lúc, đạp cho Trấn Thành một cái hả dạ. Rồi kéo Đào Sảo bỏ chạy, cả hai trốn vào phòng tranh, khiến Trấn Thành không thể tìm ra. Tuy nhiên đoạn video Soái Gầy dẫn Đào Sảo chạy trốn đã bị lan truyền trên mạng. Điều này càng làm Trấn Thành tức điên, lại tìm đến Soái Gầy gây sự, hất thức ăn đổ lên người cậu. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, Soái Gầy không thèm tranh cãi. Vội vào nhà vệ sinh giặt đồ, vì cậu chỉ có mỗi bộ đồng phục duy nhất. Đúng lúc nam sinh tốt bụng đi tới, nhà tôi nhiều đồng phục, có thể cho cậu một bộ. Soái Gầy liền rối rít cảm ơn. Một bên khác, nữ sinh trà xanh cũng xem được video, cô ta ghen ăn tức ở với Đào Sảo, vì không được Soái Gầy chú ý, liền vẽ bậy lên bàn Đào Sảo. Cô phát hiện vô cùng tức giận, vừa nhìn đã biết ai làm. Đào Sảo chất vấn trà xanh, nhưng cô ta không chịu thừa nhận, còn tiếp tục bỏ rắn giả vào tủ cá nhân của Đào Sảo. Soái Gầy không hiểu chuyện con gái, liền tìm cậu bạn nhút nhát hỏi thăm, không ngờ lại bị cậu ta dụ dỗ. Đến chỗ của đám Trấn Thành, Soái Gầy bị bạn học bao vây. Lần này chỉ có thể đứng lên phản kháng, nhưng cậu không phải đối thủ của Trấn Thành, rất nhanh bị bón hành ngập miệng. May mắn Vasco xuất hiện kịp thời, ngăn chặn thói côn đồ của Trấn Thành. Tôi đến để giúp Văn Soái bạn của tôi. Trước kia Vasco và Trấn Thành từng là bạn thân, sẵn sàng giúp nhau khi cần. Nhưng càng ngày Trấn Thành càng sa ngã, rời bỏ ý chí của người học võ, đó là bảo vệ công lý. Vasco giao hẹn với Trấn Thành một kèo đấu để giúp cậu ta nhìn nhận bản thân. Trấn Thành cũng sẵn sàng phụng bồi. Sau khi đám Trấn Thành rời đi, Vasco đỡ Soái Gầy dậy hỏi thăm. Nghe qua tình hình, Vasco cho Soái Gầy biết cậu cũng có thể đánh bại Trấn Thành, nhưng vì tâm lý sợ hãi mà không làm được. Nếu Soái Gầy càng lùi bước, đối thủ càng có cơ hội lần tới. Vasco sẽ dạy cho Soái Gầy vài đường cơ bản, mấu chốt chiến thắng nằm ở sự tự tin của cậu. Sau đó Soái Gầy về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ câu nói của Vasco. Tuy nhiên cậu phải đổi chỗ cho Soái Mập đi làm. Ở tạp hóa, Soái Mập vô tình nghe được cuộc cãi vã của Đào Sảo với nữ sinh trà xanh, không những hãm hại Đào Sảo ở trường,
Trà Xanh còn công khai nói xấu cô ấy trên mạng, lợi dụng truyền thông tẩy chay quần áo của Đào Sảo, khiến shop online không thể kinh doanh. Đào Sảo mới tìm Trà Xanh hỏi cho ra lẽ. Cô ta thừa nhận thích soái gầy, bắt Đào Sảo phải tránh xa soái gầy. Nghe được câu chuyện, soái mập mới biết là lỗi của mình, vội chạy vào can ngăn hội chị em oánh nhau. Sau ca làm soái mập trở về đánh thức soái gầy, tại gương mặt đẹp trai này liên lụy Đào Sảo, soái gầy phải bảo vệ cô ấy. Buổi sáng soái gầy đi theo Đào Sảo ra ngoài. Phát hiện cô đến chỗ Trà Xanh, soái gầy ở ngoài quay lại cuộc nói chuyện của hai người. Bên trong Đào Sảo cầu xin Trà Xanh hãy đính chính thông tin trên mạng. Chị em Đào Sảo chỉ có thể dựa vào kinh doanh online, kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Không giống những người được bố mẹ bao bọc từ nhỏ như Trà Xanh, Đào Sảo chỉ sợ nghèo khó. Trà Xanh bắt Đào Sảo quỳ xuống, rồi ném tiền vào mặt cô. Cần tiền thì tôi cho tiền, cô hãy tránh xa văn soái. Trà Xanh còn đổ rác lên đầu Đào Sảo, cô vẫn nhẫn nhịn nhặt tiền. Nhưng Đào Sảo trả lại cho Trà Xanh, đừng ném tiền bố mẹ vất vả làm ra. Nói xong Đào Sảo quay người bỏ đi, bấy giờ soái gầy mới xuất hiện. Trà Xanh lại bày ra bộ mặt vô tội, soái gầy trực tiếp vạch trần. Nếu Trà Xanh không lên mạng đính chính tin đồn về Đào Sảo, soái gầy sẽ công khai đoạn băng lên mạng. Cho mọi người thấy bộ mặt của cô ta, soái gầy dẫn Đào Sảo đi, Trà Xanh liền gọi người giúp đỡ. Ra ngoài cả hai gặp bạn gái Trấn Thành, cô ấy có chuyện muốn nói với Đào Sảo. Bất ngờ Trấn Thành xuất hiện, cũng có chuyện muốn nói với soái gầy. Đào Sảo không muốn soái gầy đi chịu đánh, nhưng cậu quyết định đối diện với nỗi sợ. Hai thanh niên dẫn nhau ra bãi đất trống, Trấn Thành muốn soái gầy giao ra, đoạn băng Trà Xanh xúc phạm Đào Sảo, nhưng soái gầy chuẩn bị tư thế, chiến đấu chứ không đầu hàng. Cả hai bắt đầu giao tranh, lần này soái gầy nghe lời dạy của Vatco, đã tự tin hơn hẳn, ăn miếng cũng phải trả miếng nặng tay, đấm cho Trấn Thành vỡ alo. Tuy nhiên soái gầy nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, may mắn hai người Đào Sảo đi tới, bây giờ bạn gái thừa nhận với Trấn Thành, thư tố cáo do cô ấy gửi, muốn Trấn Thành đừng tiếp tục làm loạn. Sau đó bạn gái nhờ Đào Sảo dẫn về nhà, Trấn Thành đuổi theo, muốn làm rõ lý do bị phản bội, bạn gái không muốn thấy. Cậu ta ngày càng sa ngã, biến thành kẻ côn đồ, tớ có thể trông đợi gì ở cậu, Trấn Thành mới nhận ra, đã đánh mất niềm tin ở bạn gái. Phía soái gầy sau khi bị đánh bầm dập, về nhà ngủ thiếp đi, để soái mập tỉnh dậy đi làm, soái mập muốn kiểm tra vết thương trên cơ thể soái gầy. Vô tình tìm thấy vết bớt con mắt sau gáy, cái này trông thật kỳ lạ, soái mập cũng không tiện để tâm. Hôm sau soái gầy đến trường tìm Trà Xanh, có phải cậu bảo Trấn Thành đến lấy đoạn băng? Trà Xanh một mực phủ nhận, còn giận dỗi soái gầy nghi oan cô ta, cả trường tớ chỉ thân thiết nam sinh duy nhất là cậu. Nhưng ngoài trường thì Trà Xanh quen hẳn đàn anh giang hồ, còn là cấp trên của Trấn Thành. Đàn anh tức giận vì Trấn Thành không xử lý được soái gầy, hay để anh đi xử lý thằng đó. Trà Xanh yêu cầu đàn anh, động vào ai cũng được trừ soái gầy, cô ta khiến đàn anh tức giận, lại chút lên đầu Trấn Thành, cậu ta ấm ức nhưng vẫn phải nhịn. Lúc này Đào Sảo và bạn thân đang tìm cách giải quyết số hàng tồn kho, bạn thân gợi ý, các shop quần áo online thường thuê người mẫu quảng cáo, nhưng Đào Sảo lấy đâu ra tiền. Bất ngờ có hàng chuyển phát nhanh của văn soái, đầu bạn thân lập tức nảy số, có thể nhờ soái gầy làm người mẫu, Đào Sảo cũng quyết định thử xem. Cô đem trả hàng chuyển phát cho soái gầy, nhân tiện nhờ cậu ấy giúp đỡ. Soái gầy cũng muốn giúp, nhưng chưa làm người mẫu bao giờ, việc này soái gầy không phải lo. Đào Sảo sẽ nhờ chị gái đào tạo, soái gầy miễn cưỡng đồng ý. Sau khi Đào Sảo trở về, soái gầy đóng cửa bóc hàng chuyển phát, bên trong là hai lọ thuốc ngủ dạng hơi. Một cái cho soái mập, một cái cho soái gầy, dùng để đánh thức đối phương. Soái gầy liền thử công dụng, một hơi tiễn cậu lên mây. Riêng soái mập phải hai hơi, cậu mới có thể nhắm mắt, để tiết kiệm thuốc ngủ, vẫn là dùng cách truyền thống đánh soái mập bất tỉnh. Hôm sau trên lớp có kỳ thi. Soái gầy chẳng biết làm gì, đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ, khiến soái mập ở nhà tỉnh lại. Tuy học ngu nhưng đầu nhanh nảy số, soái mập liền nghĩ ra cách quay cóp tinh vi. Cậu ta đọc sách, rồi lại rít thuốc đi ngủ, để soái gầy bên kia điền vào bài thi. Soái mập cũng biết đây là gian lận, nhưng nhớ đến bà nội ở quê, cậu ta muốn bà một lần tự hào. Khi cháu trai được đứng nhất trường, soái gầy tiếp tục dùng cách này làm bài, vô tình bị nam sinh tốt bụng phát hiện. Hết giờ nam sinh mới hỏi soái gầy, nhưng sao cậu có thể để lộ bí mật. Kết thúc kỳ thi, soái gầy trở về phòng, cậu cảm thấy vô cùng bứt rứt, làm như vậy thật có lỗi với bạn bè học hành chăm chỉ. Bất ngờ Đào Sảo tìm đến, hôm nay soái gầy có lịch hẹn làm người mẫu. Đào Sảo muốn dẫn cậu đi mua quần áo, nhưng soái gầy cũng có chuẩn bị, nam sinh tốt bụng tặng soái gầy vài bộ, vừa nhìn chị Đào Sảo liền nhận ra đây chính là quần áo đắt tiền. Cho rằng soái gầy giả nghèo, nhưng cậu lại nói không phải, hai người bắt cặp chụp ảnh. Tuy nhiên soái gầy toàn nhắm mắt, khiến không bức ảnh nào ra hồn, Đào Sảo đành để soái gầy chụp một mình. Không ngờ cậu ấy lại tạo dáng tốt hơn, có lẽ soái gầy ngại khi đứng gần con gái, Đào Sảo đành tự ghép ảnh, trông cũng khá tự nhiên. Hôm nay soái gầy đến lớp học, vô tình va phải nam sinh tốt bụng, hai người chạm tay, khiến nam sinh tốt bụng ngại ngùng cầm nhầm bản thảo, soái gầy cũng không để ý, có người tìm nên vội đi ngay. Sau đó soái gầy đến chỗ chủ nhiệm, được cô giáo giới thiệu cho nhà thiết kế nổi tiếng. Soái gầy không muốn đi vì cậu chưa tự tin trước máy ảnh, chủ nhiệm lại động viên cậu. Nhà thiết kế này rất giỏi đào tạo người mẫu, có thể đây là cơ hội tốt cho soái gầy. Cậu quyết định thử gặp nhà thiết kế, tự tin không có, kỹ thuật cũng không, nhưng bằng vào khuôn mặt đẹp trai. Soái gầy lập tức được duyệt, với mức lương gấp 3 ngày công người thường, nhà thiết kế để soái gầy về trước, hẹn cậu chụp ảnh cuối tuần, soái gầy hớn hở quay về.
vô tình để quên bản thảo trên ghế. Nhà thiết kế xem được, cảm thấy bản thảo vô cùng đặc biệt nên muốn giữ làm của riêng mà không biết đây là đồ của ông chủ. Nam sinh tốt bụng Tề Quang không ngờ lại là cấp trên của nhà thiết kế, cậu ấy cũng là người giới thiệu soái gầy cho công ty. Lúc sau soái gầy quay lại văn phòng tìm kiếm tài liệu bỏ quên, nhưng nhà thiết kế đánh lừa để soái gầy đi chỗ khác tìm. Cuối tuần soái gầy tham gia buổi chụp ảnh đầu tiên, cậu còn nhiều bỡ ngỡ nên làm hỏng cả bộ ảnh. Thợ chụp ảnh vô cùng khó chịu, nhưng nhà thiết kế lại động viên, lần đầu làm thế là tốt rồi. Soái gầy vẫn cảm thấy có lỗi, đi thẳng một mạch về nhà. Đào Sảo đang ngồi chờ sẵn, hỏi thăm về buổi chụp ảnh hôm nay, chẳng ra làm sao cả. Soái gầy bất lực ngồi xuống, Đào Sảo lại động viên, cứ cố gắng hết sức là được. Thấy soái gầy vẫn còn buồn bã, Đào Sảo quyết định hướng dẫn cậu tạo dáng. Bây giờ tưởng tượng đôi mắt là máy ảnh, soái gầy lại nhân cơ hội định hôn trộm, liền bị Đào Sảo đẩy ra. Bất ngờ trời đổ mưa lớn, cả hai ngại ngùng cùng nhau trốn vào hiên trú mưa. Một bên khác, Tề Quang phát hiện mẫu áo trong bản thảo của cậu trở thành mẫu mới trên thị trường. Hôm sau, Tề Quang bám theo soái gầy vì nghĩ rằng soái gầy ăn cắp bản thảo. Sau khi soái gầy gặp chủ nhiệm, Tề Quang muốn dẫn cậu về nhà chơi. Soái gầy vô cùng kinh ngạc khi thấy nhà Tề Quang rất giàu, cậu tò mò đi xung quanh thăm thú, lại phát hiện bản thảo Tề Quang cố tình để trên bàn. Tề Quang thắc mắc với soái gầy, có phải thấy bản thảo này rất quen không? Soái gầy nhận ra điều gì đó, vội xin phép đi trước, rồi chạy một mạch đến chỗ nhà thiết kế. Tề Quang cũng cho người lái xe bám theo. Bên trong văn phòng, soái gầy thắc mắc với nhà thiết kế, tại sao mẫu áo mới ra của cô ta lại giống bản thảo của Tề Quang, khác mỗi logo trên áo. Nhà thiết kế tức giận, dù sao cô ta cũng có danh tiếng, làm gì phải ăn cắp ý tưởng của một học sinh. Nhà thiết kế giải thích sự trùng hợp, có thể do đồng ý tưởng trong thiết kế, nhưng ở ngoài xã hội, ai nhanh chân hơn là người đó thắng. Soái gầy thấy cũng hợp lý nên xin phép rời đi trước. Nhà thiết kế lại đưa cho cậu một số tiền, cổ vũ sự cố gắng của soái gầy khi làm mẫu ảnh. Soái gầy cũng vui vẻ nhận lấy, ra ngoài cậu hăng say đếm tiền. Bất ngờ Tề Quang xuất hiện, cho rằng vì tiền mà soái gầy ăn cắp thiết kế của cậu ta. Soái gầy muốn giải thích với Tề Quang, nhưng cậu ta mặc kệ bỏ đi. Đột nhiên soái gầy cảm thấy choáng váng nên vội trở về nhà, vì nghĩ soái mập ở nhà xảy ra chuyện, trên sân thượng bà nội đang chờ sẵn. Soái gầy không để ý, suýt nữa thì bại lộ thân phận, cậu vội chạy vào nhà đánh thức soái mập. Cậu ta tỉnh lại ra ngoài đón tiếp bà nội, sau đó dẫn bà nội đi mua sắm. Soái mập đưa bà nội đến cửa hàng của nhà thiết kế, cứ nói chúng ta quen với người mẫu, chắc chắn sẽ được giảm giá. Tuy nhiên khi trông thấy bà nội quê mùa, nhà thiết kế muốn đuổi bà đi. Thấy vậy, soái mập vô cùng tức giận, cậu ta chạy vào văn phòng nhà thiết kế, mới nhớ ra đang trong thân thể mập mạp, không dám nói gì lại rời đi ngay. Làm nhà thiết kế vô cùng khó hiểu, soái mập về nhà hoán đổi thân xác với soái gầy, rồi gọi điện cho Tề Quang, nhưng cậu ấy không nghe máy. Tề Quang còn định chặn số của soái mập, lại nhận được tin nhắn, tôi đã biết ai là kẻ trộm. Lúc này soái gầy đang ở văn phòng của nhà thiết kế, trực tiếp vạch trần cô ta ăn trộm bản thảo của Tề Quang. Nhà thiết kế vẫn chối tội, soái gầy buộc phải lục soát bàn làm việc của cô ta, tìm được bản thảo của Tề Quang. Vậy mà cô dám nói thiết kế của mình, đúng lúc Tề Quang xuất hiện. Nhà thiết kế cho rằng nếu không có cô ta thì bản thảo sẽ chẳng bao giờ trở thành sản phẩm. Cô ta không biết Tề Quang là ông chủ phía sau. Cậu ta chỉ khuyên nhà thiết kế một câu, hãy là một con người tử tế nếu không muốn biến mất khỏi ngành này. Đột nhiên nhà thiết kế thấy họ Cố cũng quen quen, liền hỏi Tề Quang là ai. Cậu ấy lại không muốn trả lời, soái gầy bắt nhà thiết kế phải trả lại bản thảo, đồng thời xin lỗi Tề Quang. Cô ta chấp nhận nhưng thái độ không tự nguyện, soái gầy chưa thỏa mãn còn muốn nhà thiết kế xin lỗi một người nữa, đó là bà lão bị nhân viên xua đuổi bên ngoài. Nhà thiết kế cũng đồng ý thỏa hiệp, nếu không soái gầy sẽ công khai mọi chuyện lên mạng. Xong việc, soái gầy vui vẻ dẫn bà nội rời khỏi cửa hàng. Tề Quang cũng chút bỏ được hiểu lầm với soái gầy, cậu ta rủ soái gầy đi ăn nhà hàng để chuộc lỗi. Soái gầy không trách Tề Quang, nhưng muốn biết lý do tại sao nhà thiết kế có vẻ e ngại cậu ấy. Đây là một bí mật. Đúng lúc có một đôi vợ chồng đi vào nhà hàng, làm sắc mặt Tề Quang trầm xuống. Soái gầy nhận ra đây là bố Tề Quang, cậu đã thấy trong bức ảnh ở nhà. Tề Quang muốn dẫn soái gầy đi nơi khác, nhưng soái gầy vẫn còn nói. Cậu dẫn Tề Quang đến cửa hàng tiện lợi ăn mì, có lẽ người giàu chưa từng thử qua. Soái gầy vui vẻ hướng dẫn cho Tề Quang, cậu ta cũng bắt chước làm theo. Dường như ngon hơn những món ăn thượng hạng hàng ngày, mì gói là số 1. Một bên khác, Trấn Thành bị đàn anh gọi đến, yêu cầu cậu ta xử lý Vatco. Hóa ra mấy anh em trong bang vừa bị Vatco đánh cho bầm dập vì giở thói côn đồ trên đường. Lần này Trấn Thành từ chối, cậu ta nghe lời bạn gái, đang muốn cải tà quy chính. Đàn anh nghe xong vô cùng tức giận, Trấn Thành lại cứ thế bỏ đi, đàn anh đành phải tự xử lý Vatco. Hắn bắt cậu bạn nhút nhát dụ Vatco đến, rồi cho anh em bao vây. Cậu bạn nhút nhát trốn thoát, nhưng biết Vatco sẽ gặp nguy hiểm nên liên lạc cho soái gầy. Hiện tại cậu đang trong thân xác soái mập để đi làm ở cửa hàng tạp hóa, không thể trực tiếp nhấc máy. Khi nghe cậu bạn nhút nhát kể lại, soái mập vô cùng lo lắng, nhờ cậu bạn nhút nhát trông chừng cửa hàng rồi chạy về nhà hoán đổi với soái gầy. Tuy nhiên ngay khi vừa hoán đổi xong, soái gầy phát hiện Tề Quang đang ở đây. Cậu ta thắc mắc, soái mập xảy ra chuyện gì, có phải cậu ta bị ngất đi không, giày còn chưa kịp cởi. Soái gầy vội giải thích, do soái mập đi làm về mệt quá nên mới ngủ thiếp đi. Cậu lập tức đẩy Tề Quang ra ngoài, đi thôi, mình có chuyện quan trọng.
Tề Quang còn chưa hết hoang mang nhưng vẫn phải đi theo Soái Gầy. Một bên khác, bạn học chạy đến báo tin cho Trấn Thành, vắt cô sắp bị đàn anh xử lý. Trấn Thành không quan tâm đuổi bạn học đi, nhưng trong lòng đang vô cùng khó xử. Lúc này đàn anh ra lệnh xử lý vắt cô, đám đàn em lao vào. Đều không phải đối thủ, đàn anh chơi xấu dùng gậy phang vắt cô, bắt cậu ta quy thuận dưới trướng, nhưng vắt cô quyết không gia nhập với đám côn đồ, vậy thì tao sẽ phế mày. May mắn Soái Gầy xuất hiện kịp lúc giải cứu vắt cô, cả hai phối hợp chiến đấu với đám côn đồ. Các công nhân trong xưởng thấy động tĩnh chạy tới, đám côn đồ cũng co giò bỏ chạy. Vắt cô và Soái Gầy mới qua cơn hoạn nạn, sau đó Soái Gầy trở về nhà, muốn đánh thức Soái Mập dậy đi làm, lại nhớ đến chuyện của Tề Quang vừa nãy. Có khi nào cậu ấy đã phát hiện, bất ngờ có người gõ cửa, tự nhận là cảnh sát. Soái Gầy đang vô cùng bối rối, cảnh sát liền phá cửa xông vào. Không ngờ là Tề Quang gọi tới, Đào Sảo cũng theo lên nghe ngóng. Tề Quang giải thích với cảnh sát, hai người trước mặt đều là Thác Văn Soái, một linh hồn nhưng có tới hai cơ thể. Tề Quang cũng biết cơ chế hoán đổi, người này thức dậy người kia sẽ đi ngủ. Cảnh sát muốn đánh thức Soái Mập kiểm chứng, Soái Gầy ngăn cản nhưng không được. Soái Mập thức dậy, lại nhận ra vẫn đang ở cửa hàng tạp hóa, hóa ra chuyện cảnh sát đến nhà chỉ là mơ, hôm sau là ngày trả bài thi. Nhờ gian lận Soái Gầy vươn lên thứ hai, suýt vượt mặt học bá top 1 server Tề Quang, cộng thêm cả việc chơi thể thao nổi trội, Soái Gầy ngày càng được chú ý. Nhưng ánh mắt Tề Quang lại tỏ ra nghi ngờ. Trong phòng thay đồ, Tề Quang đến gặp Soái Gầy, thắc mắc về anh bạn mập gặp ở nhà tối qua. Soái Gầy vội giải thích là một người bạn ở quê, hiện giờ không còn đi học, đang làm thêm ở cửa hàng tạp hóa. Tề Quang muốn có cơ hội gặp anh bạn mập, Soái Gầy đành giả vờ đồng ý. Cậu biết Tề Quang đang bắt đầu nghi ngờ, buổi tối Soái Mập đến tạp hóa làm việc như thường lệ, bất ngờ Tề Quang xuất hiện, Soái Mập giả vờ không quen. Nhưng tôi lại biết cậu là người sống chung nhà với Soái Gầy, Tề Quang nhắc đến chuyện nhờ Soái Gầy sắp xếp buổi hẹn giữa ba người. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, Tề Quang muốn gọi cho Soái Gầy, Soái Mập đang cầm điện thoại, vội vàng cúp máy của Tề Quang. Nhưng lại giả vờ như Đào Sảo đang gọi, Tề Quang quyết định ở đây đợi Soái Gầy, nhờ Soái Mập pha cho cốc mì, Soái Mập cũng nhân tiện ăn đêm, vô tình Tề Quang để ý. Cách ăn mì của Soái Mập giống hệt với Soái Gầy, Tề Quang buộc miệng thốt ra, rốt cuộc hai người có bí mật gì, Soái Mập ngu ngơ không nghe thấy. Tề Quang cũng quyết định bỏ qua, buổi sáng nhà thiết kế đọc được bài báo, khen ngợi các thiết kế của cô ta nên cảm thấy vui vẻ. Muốn gọi điện mời nhà báo ăn cơm, nhưng nhà báo lại từ chối vì có thông tin thiết kế của cô ta là đồ ăn cắp, nhà thiết kế liền thay đổi sắc mặt. Sau đó nhà thiết kế đến gặp một người phụ nữ, nhờ bà ta giải quyết. Khi nghe tên học sinh vẽ bản thảo, người phụ nữ lại không hề lo lắng, vì bà ta chính là mẹ kế của Tề Quang. Lúc này Soái Gầy đến gặp Tề Quang vì thiết kế của cậu ấy đang rất nổi tiếng nhưng lại thuộc sở hữu của người khác. Tề Quang không quan tâm, cho người khác thiết kế cũng được nhưng nhất định không được để lộ danh tính. Soái Gầy không nhịn được, muốn làm chuyện này ra lẽ, dù sao cũng vì cậu mà thiết kế của Tề Quang mới bị đánh cắp. Tề Quang biết Soái Gầy có ý tốt, nhưng giờ không phải lúc. Tề Quang bị bố gọi về nhà, mẹ kế đã kể cho bố tất cả sự việc. Ông trực tiếp tát vào mặt Tề Quang, bố không muốn Tề Quang theo con đường thiết kế mà ngồi im an nhàn hưởng thụ gia sản. Công ty thiết kế của bố, mẹ kế muốn giúp con riêng của bà ta chiếm đoạt, Tề Quang cũng chỉ có thể giữ im lặng. Sau chuyện này Tề Quang phải chuyển nhượng tác phẩm cho nhà thiết kế. Biết tin Soái Gầy tức giận đến tìm cô ta, mặc kệ nhà thiết kế đưa ra những thỏa thuận có sức hút, Soái Gầy vẫn không muốn làm việc với người thiếu uy tín. Cậu trực tiếp rời khỏi văn phòng, Soái Gầy lo lắng liên lạc cho Tề Quang, nhưng cậu ấy không nhấc máy. Soái Gầy đành đến đợi trước cửa nhà, vừa thấy Tề Quang trở về, cậu liền hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng Tề Quang vẫn chỉ giữ im lặng. Cả hai dẫn nhau ra bờ sông uống rượu, có chút men Tề Quang mới dốc hết nỗi lòng. Cậu ấy kể cho Soái Gầy nghe về hoàn cảnh gia đình, cứ tưởng nhà giàu sẽ sung sướng, nhưng đó lại là địa ngục với Tề Quang. Cậu ấy luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Có điều không phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày, Tề Quang cũng không hiểu lý do tại sao lại kể hết chuyện nhà cho Soái Gầy. Có thể cậu đã coi tôi là bạn. Soái Gầy muốn giúp Tề Quang kết thêm bạn mới nên gọi điện cho Vatco, cậu ta sẵn sàng bỏ cả trận game khi bạn bè nhờ giúp đỡ, nhìn bề ngoài có vẻ giang hồ. Nhưng Vatco là một người tốt, Soái Gầy muốn Tề Quang và Vatco làm quen, giúp cả hai có thêm bạn mới, nhóm ba người cũng được hình thành. Hôm sau Soái Gầy đang phơi quần áo, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Đào Sảo với chủ nhà, cô nợ tiền nhà 3 tháng chưa trả nên sắp bị đuổi ra ngoài, đúng lúc Đào Sảo có chuyện muốn nhờ Soái Gầy. Cô không thể nhập xỉ từ chỗ nhà thiết kế nên muốn Soái Gầy thương lượng với cô ta, nhưng Soái Gầy đã nghỉ làm người mẫu, cậu vừa nghe liền biết nguyên do nên đến tìm Tề Quang nói chuyện. Có vẻ như nhà thiết kế đang trả thù Soái Gầy, vô tình Đào Sảo lại bị liên lụy. Soái Gầy muốn Tề Quang giúp đỡ, trực tiếp tuyên chiến với nhà thiết kế. Đúng lúc Đào Sảo cũng được gọi tới, Soái Gầy cho cô biết sản phẩm mới ra mắt của nhà thiết kế là ăn cắp bản thảo của Tề Quang. Đào Sảo vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy khinh bỉ nhà thiết kế. Nếu bây giờ có thể mời Tề Quang làm nhà thiết kế, chắc chắn shop online của Đào Sảo sẽ nhanh phát triển. Đây cũng là tâm nguyện cả đời của Đào Sảo, có thể cùng bạn bè khởi nghiệp. Không ngờ Tề Quang lại đồng ý, nhưng có hai điều kiện, không để lộ danh tính và người mẫu phải là Soái Gầy.
Đào Sảo đưa mắt nhìn Soái Gầy, không có lý do để cậu từ chối tham gia. Đào Sảo vô cùng vui mừng kèm xúc động, cuối cùng chiến dịch khởi nghiệp cũng có thể bắt đầu. Tề Quang đo đạc tỷ lệ cơ thể của Soái Gầy để chuẩn bị thiết kế, nhân cơ hội Soái Gầy muốn biết tại sao Tề Quang lại đồng ý giúp Đào Sảo. Tề Quang không phải giúp Đào Sảo, mà đang muốn hiểu rõ hơn về con người Soái Gầy. Câu nói khiến cậu cảm thấy hoang mang. Tề Quang cũng phát hiện vết bớt con mắt sau gáy Soái Gầy rất giống mắt thần hô rớt, nhưng Soái Gầy cũng không biết đó là gì. Tề Quang không tiện quan tâm, ngồi xuống chuẩn bị vẽ bản thảo. Bên kia Đào Sảo cũng được bạn thân giúp đỡ cho việc kinh doanh shop online, nhưng còn thiếu điều quan trọng nhất, đó là thuê người quảng cáo. Hiện tại cũng không có tiền, Đào Sảo đành mặt dày đến nhờ Trà Xanh. Cô ta đồng ý quảng cáo giúp shop online, nhưng với một điều kiện, phải được live stream cùng Soái Gầy. Đào Sảo đành hy sinh vì sự nghiệp. Để Soái Gầy lên hình cùng Trà Xanh, buổi live đạt hiệu ứng rất tốt. Nhờ gương mặt đẹp trai của Soái Gầy, Trà Xanh được nước lấn tới, muốn Soái Gầy đưa về nhà. Soái Gầy chờ đợi ý kiến của Đào Sảo, bây giờ cô lại không thể từ chối Trà Xanh. Soái Gầy đành bị Trà Xanh lôi đi, bạn thân nói với Đào Sảo. Đây chính là kế hoạch của Trà Xanh, cô ta giúp đỡ Đào Sảo, chỉ để gần gũi với Soái Gầy. Đào Sảo giả vờ không quan tâm, chuyện quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Cô dẫn bạn thân trở về, ra ngoài vô tình gặp được Trấn Thành, gương mặt bị đánh bầm dập, bạn gái tỏ vẻ không quan tâm, như vậy cậu ta mới biết những người trước kia bị oánh đau thế nào. Bạn gái không hề hay biết, vì Trấn Thành muốn cải tà quy chính nên mới bị đàn anh dạy dỗ, cô ấy lại mặc kệ Trấn Thành bỏ đi. Một bên khác, nhà thiết kế xem được quảng cáo của shop online, biết ngay ai có thể vẽ những mẫu thiết kế này, liền gọi điện cho mẹ kế Tề Quang. Mẹ kế còn là hiệu trưởng của trường, gọi Tề Quang đến phòng giáo vụ nói chuyện. Tề Quang nhất quyết không nhận, thiết kế là của cậu ấy. Hiệu trưởng đành gọi thêm 3 người, Đào Sảo, Soái Gầy và Trà Xanh. Trà Xanh cũng không biết nhà thiết kế là ai, Soái Gầy biết nhưng muốn che giấu cho Tề Quang. Hiệu trưởng đe dọa, nếu như không ai chịu khai thật thì bà ta sẽ đuổi học hết. Tề Quang định thừa nhận, Đào Sảo lại đứng ra trước, em chính là nhà thiết kế, nhưng việc khởi nghiệp kinh doanh có gì sai? Họ cũng đều là học sinh sắp ra trường, biết không moi được thông tin gì của đám trẻ. Hiệu trưởng đành tức giận đuổi đi, ra ngoài Trà Xanh sợ liên lụy nên không muốn hợp tác với Đào Sảo nữa. Bấy giờ Đào Sảo mới cho Soái Gầy và Tề Quang biết, chuyện này chắc chắn do nhà thiết kế giở trò, để người khác không bị liên lụy, Đào Sảo sẽ đứng ra nhận trách nhiệm với hiệu trưởng. Nhưng Tề Quang cho rằng nhà thiết kế và hiệu trưởng thực chất nhắm vào cậu ấy, nên chuyện này vẫn phải do Tề Quang giải quyết. Sau khi kết thúc buổi học, Tề Quang về nhà tìm mẹ kế, lấy ra bằng chứng nhà thiết kế ăn cắp bản thảo. Nếu mẹ kế tiếp tục gây sức ép lên các bạn, Tề Quang sẽ công khai mọi chuyện với phóng viên. Hơn nữa, thân phận mà cả gia đình đang cố gắng che giấu cho Tề Quang cũng sẽ bị mọi người phát hiện. Mẹ kế biết Tề Quang chẳng quan tâm gì đến tác phẩm, con chỉ quan tâm đến các bạn của con, hơn nữa còn là học trò của mẹ. Mẹ kế buộc phải chấp nhận với đề nghị của Tề Quang. Tề Quang cũng thở phào vì chuyện được giải quyết. Buổi tối, Tề Quang đến chỗ bà nội của Văn Soái ở quê để thăm dò về thân phận thật của Soái Gầy. Bà nội vừa nghỉ bán nên dẫn Tề Quang về nhà chơi. Tề Quang muốn xem ảnh của Văn Soái hồi nhỏ, lại vô tình phát hiện Văn Soái thật chính là anh bạn mập ở tạp hóa. Tề Quang cảm thấy hoang mang nên trực tiếp đến tìm Soái Gầy hỏi chuyện. Cậu gọi điện cho Soái Gầy, lại phát hiện Soái Mập cầm điện thoại chạy vào phòng. Tề Quang cũng vào phòng xem thử, nhìn thấy Soái Mập vừa bú thuốc ngất đi thì Soái Gầy liền tỉnh lại. Soái Gầy vội nghe máy của Tề Quang, lại phát hiện cậu ấy đang ở trong phòng. Tề Quang hỏi Soái Gầy, rốt cuộc cậu là ai? Soái Gầy không thể trả lời, bởi vì người trên giường kia mới là Văn Soái thật sự. Tề Quang đã xem được ảnh trong album. Soái Gầy thắc mắc, vậy bà nội đã biết chuyện chưa? Tề Quang chưa nói cho bà biết, mà chạy ngay đến đây gặp Soái Gầy để có thể biết sự thật đầu tiên, nhưng Soái Gầy lại chưa thể nói, khiến Tề Quang vô cùng thất vọng. Tôi tưởng chúng ta là bạn. Tề Quang muốn bỏ đi, Soái Gầy đành phải thú nhận, tôi có hai cơ thể. Cậu kể lại câu chuyện từ lúc chuyển trường. Văn Soái mà Tề Quang quen nguyên bản là anh bạn mập trên giường. Tề Quang không tin, cho rằng Soái Gầy bịa đặt để đánh lừa. Tề Quang tức giận về nhà, thư ký mang tài liệu điều tra về Văn Soái đến, nhưng cậu ấy chẳng thèm quan tâm nữa. Bên kia, Soái Gầy trả lại linh hồn cho Soái Mập để cậu ấy đến tạp hóa làm việc, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Không biết từ nay phải đối diện với Tề Quang thế nào. Bất ngờ, Soái Mập nhận được cuộc gọi của bà nội, ngày mai nhà có việc hệ trọng, bà nội muốn Soái Mập sắp xếp trở về, cậu ta không thể từ chối. Hôm sau, Tề Quang đến lớp không thấy Soái Gầy đi học, qua miệng Đào Sảo mới biết hôm nay Văn Soái về quê. Tề Quang đến phòng Văn Soái xác nhận, lại phát hiện Soái Gầy đang nằm ngủ. Cậu ấy dần tin vào câu chuyện vô lý, một cơ thể đi ngủ, cơ thể còn lại sẽ thức, Văn Soái phải ở trong hình dạng Soái Mập thì mới có thể đi gặp người nhà. Tề Quang tìm về quê gặp Soái Mập, thấy cậu ta đang đi cùng bà nội hiểu ý cho hai đứa nói chuyện riêng. Bấy giờ để xác nhận với Tề Quang, bản thân chính là Văn Soái, Soái Mập kể lại chi tiết câu chuyện. Khi Soái Gầy đi cùng Tề Quang, cậu ấy cũng dần dần tin tưởng. Bất ngờ có một đám bạm trợ đi đến, là đám chuyên bắt nạt Soái Mập ở quê, cậu lập tức dẫn Tề Quang bỏ trốn. Tuy nhiên vẫn bị đám bạm trợn bắt lại, chúng tần cả Tề Quang lẫn Soái Mập. Soái Mập cầu xin đại ca cứ nhắm vào một mình cậu mà tha cho Tề Quang. Đại ca lôi Soái Mập ra giã một trận, lại vẫn nhắm vào tiền của Tề Quang. Trông cậu có vẻ giàu có, nhưng trong ví lại trống trơn, Tề Quang không dùng tiền mặt.
đại ca tức giận định đục Tề Quang, Soái Mập lại nói có tiền. Tuy nhiên sau khi lấy được tiền, đại ca vẫn không tha cho Tề Quang, Soái Mập tức giận lao đến xô ngã hắn, làm đại ca phọt máu mũi. Hắn cho đàn em lôi Soái Mập dậy, bây giờ mày lớn gan rồi phải không? Đại ca chưa kịp ra tay, may mắn có người đi tới, Soái Mập mới thoát được một kiếp. Buổi tối Tề Quang cho Soái Mập quá giang về thành phố, cậu ta xem được video Soái Mập bị bắt nạt, cảm thấy đáng thương hơn đáng trách. Sau khi trở về nhà, Soái Mập biểu diễn lại cho Tề Quang xem cách cậu ấy hoán đổi cơ thể, thấy Soái Mập hít thuốc ngất đi, Tề Quang vô cùng lo lắng, nhưng Soái Gầy tỉnh lại, nói rằng cậu ấy không sao. Soái Gầy tiếp tục thể hiện lại, nhưng không dùng bình xịt mà đánh thẳng vào mặt Soái Mập để đánh thức cậu ta, ngoài ra có thể dùng cách này. Tề Quang cảm thấy thương hại, sao lần nào người chịu đau cũng là cậu, bởi vì tôi da dày thịt béo. Tề Quang khuyên Soái Mập hạn chế dùng bình xịt vì trong đó có thành phần hóa học độc hại. Soái Mập cũng đồng ý. Tề Quang còn một thắc mắc, cơ thể Soái Gầy không phải người máy, liệu có ý thức khác không? Soái Mập cũng chưa phát hiện ra, lẽ nào là người nhân bản? Tề Quang quyết định phải tìm hiểu cho rõ. Một bên khác, Trà Xanh đang livestream, bất ngờ nhận được donate 200 triệu. Cô ta hí hửng cảm ơn fan giấu mặt, mà không biết sau màn hình là một kẻ bén thái. Hôm sau, Trà Xanh phát hiện túi trang điểm trong tủ cá nhân bị mất, đào xảo lại cho rằng chẳng ai lấy túi trang điểm làm gì cả. Trà Xanh vẫn cảm thấy đáng nghi, cô ta còn bị mất cả tất lưới lẫn đồ lót nữa. Lúc sau ở bên ngoài trường, Vatco và các bạn đang chăm chỉ nhặt rác, Trà Xanh bỗng đi ngang qua. Bạn học bàn tán về clip cô ta uốn éo trên mạng, nhưng Vatco không quan tâm, bất ngờ lại nghe tiếng Trà Xanh hét lớn, hóa ra đàn anh tìm đến hỏi thăm. Tại sao em lại nói lời yêu thương với người khác, ai donate nhiều thì có được tôi thôi. Đàn anh định kéo Trà Xanh đi, lại bị Vatco ngăn cản, đúng là đâu cũng thấy mặt mày, Vatco nói rằng. Đây là trường học, đàn anh đừng dở thói côn đồ, nhưng hắn vẫn cố tình xé áo Vatco, không ngờ trên lưng Vatco toàn sẹo, đây mới là biểu hiện của người trải qua nhiều trận chiến. Đàn anh trông thấy cũng hơi rén, liền tạm thời rút lui trước. Buổi tối, Trà Xanh đến nhà kho tạp hóa, chuẩn bị cho một buổi livestream, vì phòng quay đang đợi sửa chữa, Soái Mập muốn ngăn cản. Nhưng ai mới là con ông chủ, Trà Xanh bắt Soái Mập ra ngoài canh chừng, khi nào ông chủ đến phải ra tín hiệu cảnh báo, Soái Mập buộc phải nghe theo, ngay khi cậu vừa bước ra. Đúng lúc bắt gặp ông chủ, Soái Mập tìm cách hô lớn, ông chủ liền phát giác bên trong có người, ông chủ bắt quả tang con gái đang khoe hàng trên mạng, lập tức cảnh báo Trà Xanh. Hàng xóm cũng live stream, suýt nữa bị bén thái tấn công, Trà Xanh vẫn cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ bị đụng tới, nhưng ông chủ vẫn bắt con gái tắt live về nhà, cô ta lại trút giận lên Soái Mập. Hôm sau, Đào Xảo phải mang quần áo đến cho Trà Xanh thì cô ta mới có thể quay quảng cáo, vì Trà Xanh đang bị bố cấm túc, không thể tự do ra ngoài. Trà Xanh còn muốn nhờ Đào Xảo giúp đỡ để cô ta trốn chạy, nhưng Đào Xảo không đồng ý, con cái phải nghe lời cha mẹ. Trà Xanh dùng khổ nhục kế, nếu Đào Xảo không giúp, cô ta buộc phải tự nhảy xuống. Đào Xảo hết cách đành đồng ý, sau đó Trà Xanh đổi đồ với Đào Xảo trốn ra ngoài. Đào Xảo mặc đồ của Trà Xanh đợi trong phòng, lúc sau Trà Xanh đến tạp hóa, muốn Soái Mập cho mượn tạm phòng để có thể quay livestream, Soái Mập sao có thể đồng ý, vì Soái Gầy đang ngủ trong phòng. Tuy nhiên nhân lúc Soái Mập dọn hàng, Trà Xanh vẫn ăn trộm chìa khóa, cô ta đến phòng Soái Mập gõ cửa. Nhưng không có ai mở cửa, tưởng Soái Gầy đã đi vắng, Trà Xanh tự ý vào bên trong, cô ta mở livestream, nhảy điệu uốn éo trên mạng. Bén Thái xem được vô cùng kích thích, nhưng đột nhiên hắn phát hiện phía sau Trà Xanh có một người đàn ông, Bén Thái bắt đầu kích động, đúng lúc Tề Quang đi đến. Hóa ra Soái Mập phát hiện bị mất chìa khóa, nên nhờ Tề Quang chạy tới nhà giải nguy, Soái Gầy cũng tỉnh lại, cả hai phối hợp đuổi Trà Xanh ra ngoài. Sau khi Trà Xanh đi khỏi, Soái Gầy mới cảm ơn Tề Quang, nhưng Tề Quang nhanh nhận ra, nếu Soái Gầy tỉnh thì Soái Mập có lẽ đang ngất ở đâu đó. Soái Gầy định hít hơi để đi ngủ, lại bị Tề Quang ngăn cản, lần trước đã nói thứ này rất độc hại, Tề Quang sẽ thay Soái Gầy đi đánh thức Soái Mập. Sau đó cậu ấy chạy đến tạp hóa, thấy Soái Mập đang gục trên bàn, Tề Quang nhanh trí lấy lông gà chọc vào mũi Soái Mập, giúp cậu ấy tỉnh lại. Soái Mập cũng chỉ biết nói cảm ơn. Hôm sau ở trường rộ lên tin đồn, vì chuyện Trà Xanh xuất hiện trong phòng Soái Gầy, mọi người cho rằng cả hai hẹn hò với những cô gái livestream, điều này không tốt vì họ sẽ ít nhận được donate hơn. Trà Xanh muốn Soái Gầy đền bù, Đào Xảo ở bên ngoài xem chỉ có thể thở dài, đáng lẽ không nên giúp Trà Xanh trốn khỏi phòng. Bất ngờ Đào Xảo phát hiện có chậu cây rơi ngay trên đầu Trà Xanh, Soái Gầy liền kéo Trà Xanh né tránh, may mắn không ai bị thương. Tề Quang lại cảm thấy chuyện này bất thường, liền dẫn Soái Gầy lên sân thượng kiểm tra. Theo phân tích của Tề Quang, sẽ không ai đặt chậu cây ở đây, chắc chắn có người đang nhắm vào Trà Xanh. Soái Gầy nhớ ra gần đây Trà Xanh bị một kẻ bám đuôi, Vatco từng chạm trán với hắn, chính là đàn anh của đám côn đồ. Soái Gầy dẫn Tề Quang đến chỗ đàn anh, phát hiện hắn đang oánh Trấn Thành. Vì vẫn chưa chịu giải quyết Soái Gầy và Vatco, sau khi đàn anh rời đi, Soái Gầy và Tề Quang liền đi sau theo dõi, tìm được căn cứ của bọn chúng. Nếu như phát hiện đồ của Trà Xanh ở đây, có thể xác nhận đàn anh là kẻ biến thái và báo cảnh sát bắt hắn. Soái Gầy sẽ dụ đám côn đồ để Tề Quang vào trong tìm kiếm. Đám côn đồ bị đánh động, lập tức chạy theo Soái Gầy. Tề Quang nhân cơ hội vào trong lục lọi, không ngờ đàn anh vẫn chưa rời đi, Tề Quang bị hắn túm được, nhanh trí xịt hơi cay đàn anh.
Đúng lúc Soái Gầy trở lại, cậu chất vấn đàn anh có phải người theo dõi Trà Xanh, nhưng hắn không nhận tội. Tề Quang cũng không tìm được đồ của Trà Xanh trong tủ. Có lẽ họ đã nhầm người. Soái Gầy oánh đàn anh một cú cảnh cáo rồi bỏ chạy, không may bị đám côn đồ chặn đầu, lập tức dẫn Tề Quang đi lối khác. Bên kia Đào Xảo đang đợi Trà Xanh ở trường, để cô ta về một mình không yên tâm, nhưng Trà Xanh vẫn không biết sợ, còn chậm chạp trong nhà vệ sinh. Bất ngờ một kẻ đeo khẩu trang xuất hiện, định bế Trà Xanh đi. Đào Xảo nghe tiếng chạy vào, kẻ bịt mặt mới chịu bỏ đi. Lần này Trà Xanh cảm nhận được nguy hiểm. Sau đó Đào Xảo dẫn Trà Xanh đến đồn cảnh sát báo án. Cô ngồi kể lại chi tiết sự việc, kẻ đó đeo khẩu trang nên không nhận ra. Trà Xanh còn đang sợ hãi, không thể nhớ được gì, cảnh sát cũng gọi người nhà của Trà Xanh đến đón. Bố trách mắng Trà Xanh, đã bảo không được live stream bao nhiêu lần rồi, mẹ lại hết mực bảo vệ con gái. Thấy cảnh này Đào Xảo vô cùng ganh tị, vì bản thân không có bố mẹ từ nhỏ. Lúc sau Soái Gầy cũng đón Đào Xảo về nhà, cậu dặn dò Đào Xảo, nếu từ nay còn gặp phải chuyện nguy hiểm, hay đi ra ngoài một mình buổi tối, hãy gọi Soái Gầy đến bảo vệ. Đào Xảo cảm thấy ấm lòng, không có bố mẹ, nhưng cô có những người bạn tốt. Một bên khác kẻ bén thái trở về phòng. Trong lúc tấn công Trà Xanh, hắn vô tình bị Đào Xảo làm sức cổ, kẻ bén thái vô cùng cay cú, quyết định tìm Đào Xảo tính sổ, không ngờ kẻ bén thái lại là bảo vệ trường. Nhân lúc Đào Xảo đang một mình trong phòng thiết kế, gã bảo vệ mò đến chỗ cô, Đào Xảo không hề hay biết, còn có chuyện muốn hỏi gã bảo vệ, hôm qua khi chú tuần tra ở trường, có gặp kẻ nào khả nghi không? Gã bảo vệ muốn Đào Xảo miêu tả lại, cô suy đoán hình dáng của bén thái lại trùng khớp với gã bảo vệ, đeo khẩu trang lên thì vừa giống, Đào Xảo mới bắt đầu hoang mang. Bất ngờ Tề Quang tìm tới, muốn dẫn Đào Xảo về nhà, cô không nghĩ nhiều đi theo Tề Quang, gã bảo vệ lại nở nụ cười bén thái, rồi âm thầm quan sát hai người. Hóa ra Tề Quang được Soái Gầy nhờ đón Đào Xảo, vì cậu ấy cảm thấy không yên tâm. Đào Xảo thắc mắc, tại sao Soái Gầy không tự đến đón? Tề Quang che giấu hộ Soái Gầy, nói rằng cậu ấy có việc bận, giờ này Văn Soái đang trong cơ thể mập mạp làm việc ở tạp hóa, hôm sau nhóm bạn hẹn nhau ở quán cà phê, Đào Xảo tìm ra cách có thể tóm được kẻ bén thái. Hắn chắc chắn là một fan của Trà Xanh, hơn nữa còn phải thông thuộc trường học. Trong danh sách fan của Trà Xanh lọc được 3 người, hôm nay Trà Xanh sẽ hẹn 3 người này ra gặp mặt. Nhóm Soái Gầy sẽ ẩn thân trong quán cà phê theo dõi, xem ai giống với kẻ bén thái. Tuy nhiên chỉ có 2 fan xuất hiện, lại chẳng có vẻ gì giống kẻ bén thái. Vô tình Đào Xảo nhận ra, gã bảo vệ gặp trong trường hôm trước cũng đến, trên cổ hắn còn có vết sẹo do bị Đào Xảo cào. Gã bảo vệ phát hiện xung quanh có mai phục, vội quay người rời đi trước. Đào Xảo đuổi theo hắn, nhưng lại không cho ai biết. Không may khi cô tới hầm gửi xe, lại bị gã bảo vệ phát hiện ra. Đào Xảo chưa kịp nhắn tin thông báo với các bạn, liền bị gã bảo vệ chụp thuốc mê bắt cóp. Lúc này Soái Gầy phát hiện, không thấy Đào Xảo đâu nữa, vội chạy ra ngoài tìm. Suýt nữa bị xe của gã bảo vệ đụng trúng, nhưng lại không nhận ra hắn hành động bất thường. Gã bảo vệ sau khi đi khỏi quán cà phê, mang Đào Xảo đến tòa nhà bỏ hoang, hắn ngồi chế thuốc mê, định ra tay với cô gái khác. Đào Xảo mơ màng tỉnh lại, bên kia Soái Gầy vào thông báo với các bạn, Đào Xảo đã biến mất. Bất ngờ cậu nhận được tin nhắn của Đào Xảo, tớ có việc quan trọng nên về trước, mọi người mới bớt lo lắng. Trong 3 đối tượng tình nghi có người không đến, Trà Xanh cũng nhận được tin nhắn của người đó, nói rằng có việc quan trọng. Cô ta cũng không nghi ngờ fan này, vì hắn có rất nhiều tiền, mua cả Trà Xanh còn được. Trà Xanh xin phép về trước, nhưng trong lòng 3 người Soái Gầy sinh ra dự cảm không lành. Buổi tối chị gái không thấy Đào Xảo về nhà nên lo lắng gọi điện hỏi Soái Mập, nhưng rõ ràng sáng Đào Xảo nhắn tin bảo về nhà, chắc chắn có gì đó không đúng. Soái Mập định nhờ người đi tìm Đào Xảo, bất ngờ cửa hàng có khách, gã bảo vệ gấp gáp vào trong mua rượu. Soái Mập phát hiện trên cổ có vết sẹo giống miêu tả về kẻ bén thái, nhưng cậu ta không có thời gian quan tâm, muốn đi tìm Đào Xảo trước. Soái Mập gọi điện cho Đào Xảo, bất ngờ điện thoại reo trong túi gã bảo vệ, hắn vội vàng bỏ đi. Soái Mập muốn đuổi theo hỏi lý do, gã bảo vệ có điện thoại của Đào Xảo, hắn chạy một mạch đến trước nhà Trà Xanh, dùng điện thoại của Đào Xảo hẹn cô ta ra ngoài. Soái Mập muốn ngăn cản Trà Xanh nhưng lại chậm một bước, cô ta bị gã bảo vệ chụp thuốc mê khiêng đi. Soái Mập định bay đến đạp hắn nhưng nhận ra đang trong cơ thể mập mạp, Soái Mập bị bảo vệ đánh ngất. Làm Soái Gầy bên kia tỉnh lại, cậu vội gọi cho Tề Quang và Vatco, nhờ hai người nhanh đến hiện trường. Vatco đến trước, phát hiện Soái Mập bất tỉnh, đầu còn chảy méo, định gọi điện cho cứu thương. Soái Gầy vừa hay đi đến ngăn cản Vatco, sẽ có người lo cho Soái Mập, cậu miêu tả lại tình hình. Bây giờ họ cần đi cứu Trà Xanh trước, Vatco không hiểu chuyện gì cũng làm theo. Tề Quang gọi người đến đưa Soái Mập về nhà, đồng thời gửi hồ sơ của tất cả bảo vệ trong trường tới. Soái Gầy kiểm tra hồ sơ, nhận ra ảnh của bảo vệ bắt cóp Trà Xanh, cậu giao chỗ này cho Tề Quang xử lý. Rồi cùng Vatco đến địa chỉ gã bảo vệ trên hồ sơ, quả đúng hắn là một kẻ bén thái, gã bảo vệ còn có một người bố. Soái Gầy hỏi ông cụ, con trai đang ở đâu? Ông cụ chỉ cho hai người đến một nhà máy bỏ hoang. Bên trong nhà máy bỏ hoang, Đào Xảo và Trà Xanh đang lăn lộn tìm cách thoát thân, cô ta vẫn nhắc Đào Xảo cẩn thận. Mũi vừa mới làm mất mấy trăm triệu, bây giờ chít ở đây thì người đẹp cũng trở thành xác khô, Trà Xanh sợ hãi không muốn chít. Đào Xảo tìm được một cách thoát thân, vận dụng bài học ở trường, cả hai lăn qua chỗ túi của Đào Xảo, cô lấy được dao dọc giấy, rồi cắt dây trói cho cả hai.
Đúng lúc nghe tiếng gã bảo vệ trở về, hai người cùng nhau bỏ trốn. Không may Đào Sảo bị chuột rút, liền cầu cứu Trà Xanh, nhưng cô ta kệ bạn thoát thân trước. Gã bảo vệ tìm được Đào Sảo, nhưng hắn chỉ quan tâm đến Trà Xanh. Gã bảo vệ trói Đào Sảo lại trước, rồi mới đi tìm Trà Xanh. Cô ta đang trốn trong góc sợ hãi, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng gã bảo vệ vẫn tìm ra. Hắn bắt Trà Xanh nhảy giống trên live stream, rồi nói em yêu anh. Gã bảo vệ sẽ tặng bóng bay làm phần thưởng cho cô ta. Trà Xanh buộc phải làm theo, thu hút sự chú ý của gã bảo vệ, rồi tìm cơ hội bỏ trốn. Trà Xanh chạy qua chỗ Đào Sảo, nhưng chẳng thèm quan tâm bạn. Kết quả cô ta cũng không thể thoát. Gã bảo vệ tức giận. Hắn đầu tư rất nhiều tiền cho Trà Xanh, còn lấy hết lương hưu của bố donate, thậm chí là vay nợ ngập đầu, mà Trà Xanh lại vứt bỏ hắn. Đàn bà thối phải trả giá. Gã bảo vệ túm cổ Trà Xanh, Đào Sảo cắt được dây trói lao tới, dùng dao đe dọa gã bảo vệ. Hắn nhanh chóng khống chế được Đào Sảo. Trà Xanh lại tiếp tục bỏ bạn chạy trốn. Bất ngờ cô ta va phải Soái Gầy, cậu không thèm quan tâm Trà Xanh, đi sâu hơn để tìm Đào Sảo. Đào Sảo thoát khỏi khống chế của gã bảo vệ, đang sợ hãi trốn một góc, gặp được Soái Gầy vô cùng vui mừng. Soái Gầy để Đào Sảo và Trà Xanh đi trước, cậu muốn bắt giữ kẻ bén thái. Vừa hay gã bảo vệ cũng tới, hôm nay đừng mong ai thoát được. Hắn tưới xăng lên người, muốn đồng quy vô tận với nhóm Soái Gầy. Gã bảo vệ châm lửa thả xuống, Soái Gầy nhanh nhẹn lao tới cướp bật lửa trước khi chạm đất. Gã bảo vệ tức giận, bây giờ còn ngăn tao chết nữa hả? Hắn tấn công Soái Gầy, cậu không phải đối thủ. Gã bảo vệ định đâm Soái Gầy, Đào Sảo muốn đỡ cho cậu, nhưng vắt cô mới là người bắt được dao. Cậu ta bị thương quen rồi nên không thấy đau. Lúc sau cảnh sát có mặt dọn dẹp hiện trường, gã bảo vệ ăn còng đưa về đồn, Trà Xanh cũng được đưa lên xe cứu thương. Chứng kiến ba người Soái Gầy vui vẻ nói chuyện, cô ta mới hiểu đâu là tình bạn thực sự. Hôm sau Đào Sảo bắt đầu trở lại công việc kinh doanh, nhờ sự giúp đỡ của Soái Gầy và Tề Quang. Shop online buôn bán rất tốt, Đào Sảo muốn mời mọi người một bữa, Soái Gầy muốn lên phòng chuẩn bị. Khi Soái Gầy ra khỏi nhà vệ sinh, bất ngờ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu ngất luôn tại chỗ. Nhóm Đào Sảo đợi mãi chưa thấy Soái Gầy nhập hội. Tề Quang quyết định lên tìm, thấy Soái Mập đang ngủ ngon lành, Soái Gầy lại đang nằm dưới đất, cả hai cùng bất tỉnh. Vậy linh hồn Văn Soái đang ở đâu? Tề Quang vội lay Văn Soái tỉnh lại, còn định gọi cả cứu thương, nhưng nhớ đến bí mật của Văn Soái nên thôi. Trong mơ, Soái Gầy cũng nghe tiếng gọi bởi một người đàn ông Trung Quốc mặc đồ trắng. Bí mật về cơ thể đẹp trai cũng được tiết lộ. Cậu ta tên thật là Cờ Dít, là con lai Hoa Mỹ, có một tổ chức đang giáo giết truy tìm cậu ta. Bên này Soái Gầy cũng tỉnh lại. Tề Quang kể về chuyện bất thường vừa xảy ra, có phải đây là lần đầu cả hai cùng mất ý thức. Soái Gầy nhớ ra còn lần khác, khi cậu bị đám côn đồ cướp giày đánh ngất, cũng có tình trạng tương tự, nghĩ rằng chỉ là trùng hợp. Soái Gầy muốn xuống dự tiệc, không để Đào Sảo chờ lâu, nhưng lại đi đứng không vững, thôi thì đành để Soái Mập đi thay, về khoản ăn uống để Soái Mập đi sẽ lãi. Ăn cỡ này thì ai địch nổi, Đào Sảo vẫn lo lắng cho Soái Gầy, đột nhiên đau đầu chắc không sao chứ, cô muốn lên kiểm tra. Tề Quang và Soái Mập đồng loạt đứng lên ngăn cản, để Soái Gầy ngủ thêm một chút là ổn, Đào Sảo mới chịu bỏ qua. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Soái Mập cảm ơn Tề Quang đã giúp cậu ta che giấu bí mật. Tề Quang lại khuyên Soái Mập nên sớm nói cho Đào Sảo biết để cô ấy khỏi bất ngờ, nhưng Soái Mập có lý do để che giấu. Tề Quang hiểu rồi rời đi. Buổi tối, Soái Mập đến tạp hóa làm việc, nhưng thân thể Soái Gầy đột nhiên thức giấc, cậu ta không còn là Văn Soái mà là một người khác, không thể nhận ra Đào Sảo, khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Soái Gầy lảng vảng trên phố, vô tình va phải đám côn đồ. Bọn chúng muốn bắt nạt Soái Gầy, lại bị cậu thẳng tay dạy dỗ, khiến cả đám đều nằm gục, đầu Soái Gầy đau như búa bổ, không biết bằng cách nào lại tự mò về nhà. Hôm sau, ba tên côn đồ bị đàn anh dạy dỗ, ba đánh một mà cũng không lại. Đúng lúc Trấn Thành đi đến, đàn anh càng tức giận hơn. Mãi vẫn chưa xử lý được Vát Cô và Soái Gầy, đàn anh nhắc đến ân tình Trấn Thành còn nợ, xử lý xong thác Văn Soái chúng ta hết nợ, Trấn Thành buộc phải nghe theo. Sau đó cậu ta đến quán ăn, vô tình gặp được bạn gái vào Đào Sảo. Cậu bạn nhút nhát phát hiện tay Trấn Thành bị thương vì cậu ta dùng cú đấm cản cây gậy của đàn anh. Nhưng bạn gái tỏ vẻ không quan tâm, Đào Sảo cũng gọi cậu bạn nhút nhát đến chỗ mình. Sau khi mọi người ăn no, Đào Sảo dẫn bạn trở về. Cậu bạn nhút nhát thấy Trấn Thành đang say, có nên đưa cậu ấy về không? Bạn gái và Đào Sảo không quản, nhưng cậu bạn nhút nhát vẫn là người tình cảm, không thể bỏ rơi anh em. Cậu bạn nhút nhát đành nhờ Văn Soái giúp đỡ, cậu ta đang đi làm, nhờ Trà Xanh trông hộ cửa hàng một lúc, đổi thân thể cho Soái Gầy, đến cõng Trấn Thành về nhà. Soái Gầy thắc mắc tại sao cậu bạn nhút nhát bị Trấn Thành bắt nạt nhưng vẫn quan tâm cậu ta. Trước đây Trấn Thành là người rất tốt, nhưng do giao du với đám giang hồ nên mới thành bộ dạng như vậy. Hôm sau Trấn Thành đến trường học, bị hai gã côn đồ chặn cổng, gửi lời của đàn anh, nếu hôm nay không xử được Văn Soái, đàn anh sẽ đích thân đến trường xử lý. Cậu bạn nhút nhát nghe lén được, vội chạy vào lớp báo với Văn Soái. Trấn Thành vẫn lưỡng lự chưa ra tay, nhưng hôm nay chắc đám côn đồ sẽ làm thật. Đào Sảo muốn dẫn Soái Gầy về nhà trốn, Tề Quang lại nảy ra ý khác, để có thể giúp mọi người cùng thoát khỏi đám côn đồ. Lúc sau Tề Quang dẫn cậu bạn nhút nhát đến chỗ đám côn đồ, đưa cho cậu ta máy quay và điện thoại. Tề Quang chấp nhận ăn đánh, làm bằng chứng tố cáo đám côn đồ. Nếu như nguy hiểm quá, cậu bạn nhút nhát có thể gọi cho thư ký của Tề Quang. Sau đó cả hai cùng vào trong. Trấn Thành đang bị đàn anh trách phạt vì tội không nghe lời. Vậy mày có biết thác Văn Soái ở đâu không? Trấn Thành cũng không nói.
đàn anh cho rằng hôm qua Trấn Thành uống cùng Soái Gầy nên trở thành anh em với cậu ta. Bất ngờ Tề Quang xuất hiện, cậu đến thay Văn Soái. Đám côn đồ lập tức lao lên túm lấy Tề Quang, cậu bạn nhút nhát cũng gọi điện cho thư ký nhưng lại bấm nhầm số của Soái Gầy. Biết tin Tề Quang gặp nguy hiểm, Soái Gầy không thể ngồi yên, mặc kệ Đào Sảo ngăn cản, cậu ta vẫn phải ra tay hiệp nghĩa. Soái Gầy chạy thẳng đến hang ổ đám côn đồ, Đào Sảo cũng gọi điện báo cho Vatco. Bên kia Tề Quang bị đám côn đồ vây oánh, cậu bạn nhút nhát cũng bị phát hiện, liền nghe lời Tề Quang dặn chạy trước, phải giữ được bằng chứng. Trấn Thành muốn đám côn đồ dừng tay nhưng đàn anh không dễ đồng ý. Bất ngờ Soái Gầy xuất hiện, người chúng mày muốn tìm là tao. Cậu đỡ Tề Quang dậy, đám côn đồ lập tức xông vào tấn công. Đàn anh cho Trấn Thành cơ hội chuộc lỗi nhưng cậu ta vẫn quyết không ra tay. Soái Gầy bị oánh khiến đầu óc choáng váng, con mắt sau gáy đột nhiên phát sáng, cờ rít thức tỉnh. Một mình cậu ta đánh bại cả đám côn đồ, đàn anh thấy không ổn, lập tức cầm gậy phang ngất cờ rít. Sau đó hắn đuổi Trấn Thành đi vì biết cậu ta đã hết nghe lời. Trấn Thành nhìn Soái Gầy và Tề Quang không nỡ, bất ngờ Vatco xuất hiện, hiểu lầm Trấn Thành ra tay với bạn học, cậu còn muốn sa ngã đến mức nào. Trấn Thành thách thức Vatco, nếu ngứa mắt thì cứ động thủ, nhưng Vatco không thể xuống tay vì cậu ta chính là lý do khiến Trấn Thành sa ngã. Hồi nhỏ Trấn Thành thường bị bạn học bắt nạt, Vatco là người xuất hiện bảo vệ cậu ta, tuy nhiên Trấn Thành lại hèn nhát bỏ chạy, đứng nhìn những đứa trẻ khác oánh Vatco. Vết sẹo trên lưng Vatco cũng xuất hiện hồi đó. Trấn Thành cảm thấy day dứt nên mới đến tìm đàn anh nhờ bảo kê, đồng thời mượn lực dạy dỗ những đứa trẻ đã oánh Vatco. Quay lại thực tại, Trấn Thành vẫn cố làm người xấu. Cậu ta không hề nhờ Vatco giúp, chỉ trách Vatco luôn vì cái gọi là chính nghĩa, thích lo chuyện bao đồng. Vatco muốn tẩn Trấn Thành nhưng không nỡ, cậu ta không trách Trấn Thành bỏ rơi lúc nhỏ. Chỉ tức giận vì Trấn Thành sai càng thêm sai, còn không biết quay đầu là bờ. Vatco quay sang hỏi đàn anh muốn gì mới chịu tha cho những người khác. Hắn xem một màn huynh đệ tình thâm bật cười. Nếu mày thích làm anh hùng, tao sẽ cho mày làm anh hùng. Trấn Thành muốn ngăn cản Vatco, đàn anh bắt cậu ta ngậm miệng cút sang một bên. Hắn yêu cầu Vatco cởi áo, cậu ta cũng đồng ý làm theo. Đàn anh cầm gậy phang Vatco, nhưng Trấn Thành lại đứng ra chặn đòn. Bất ngờ có tiếng xe cảnh sát, đàn anh cùng đám côn đồ lập tức tháo chạy. Sau đó mọi người cùng nhau đưa Trấn Thành vào bệnh viện. Đoạn băng đám côn đồ oánh người được cậu bạn nhút nhát quay rõ nét, có thể làm bằng chứng tố cáo đàn anh. Cũng chính cậu bạn nhút nhát báo cảnh sát giúp mọi người có thể thoát nạn. Cậu ta xin phép đi trước. Bấy giờ Soái Gầy trách móc Tề Quang, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ có cách này mới khiến đám côn đồ tha cho Soái Gầy. Lúc sau Vatco cũng ra ngoài, Trấn Thành chỉ bị thương nhẹ, đang đợi bác sĩ kê đơn thuốc. Soái Gầy thắc mắc rốt cuộc trước đây Vatco và Trấn Thành có chuyện gì. Vatco kể lại sự tích lúc nhỏ, vì hai người đều có nỗi khổ riêng nên mới mất đi tình bạn đẹp. Trấn Thành nấp một bên nghe thấy, đánh rơi túi thuốc bỏ chạy. Vatco phát giác đi theo cậu ta đến cửa hàng trò chơi, cả hai cùng nhau gắp gấu. Vatco gắp được tặng Trấn Thành, coi như quà làm hòa. Trấn Thành cũng vui vẻ nhận lấy, tình bạn của hai người trở lại như ban đầu. Hôm sau cô giáo thông báo với lớp sắp tới có chuyến đi cắm trại, cô giáo muốn tìm một bạn có thể biểu diễn ca nhạc trong chuyến đi. Soái Gầy lập tức bị nhắm trúng nhưng cậu không biết gì về sân khấu, tuy nhiên mọi người lại hưởng ứng vỗ tay khích lệ Soái Gầy để phục vụ cho buổi biểu diễn. Tề Quang sẽ đích thân thiết kế trang phục cho Soái Gầy nhưng nhảy một mình có hơi đơn điệu. Đào Sảo liền nghĩ ra cách, có thể mời nhóm của Vatco nhảy chung. Cô lập tức chạy đi nhờ Vatco. Soái Gầy vẫn cảm thấy không ổn, còn bị Tề Quang trêu chọc, cậu ta giận dỗi bỏ đi. Rất nhanh Tề Quang đã thiết kế xong trang phục cho Soái Gầy, cậu ấy mang cho Soái Gầy xem thử. Tề Quang thông báo với Soái Gầy Đào Sảo đã bắt tay vào may vá. Soái Gầy lại chưa chuẩn bị được bài hát nào, dù sao đây cũng là lần đầu cậu tham gia cắm trại. Không ngờ Tề Quang cũng chưa một lần tham gia, mỗi khi trường có dã ngoại, mẹ kế lại gửi vé máy bay cho thư ký bắt Tề Quang đi du lịch nước ngoài. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu ta thắc mắc với thư ký trại hè có gì thú vị. Thư ký nói rằng rất nhàm chán, nhưng kể cả việc nhàm chán Tề Quang cũng chưa được thử qua. Hôm sau mọi người lên xe đến trại hè nhưng Soái Gầy đợi mãi Tề Quang vẫn chưa xuất hiện, bởi vì cậu ta đang trên đường ra sân bay. Nửa đường Tề Quang thay đổi quyết định muốn nhờ thư ký một việc, sau đó thư ký đến chỗ mẹ kế nghe chửi đổi cho Tề Quang một lần tham gia cắm trại. Thấy Tề Quang xuất hiện, Soái Gầy vô cùng vui vẻ, cả hai cùng nhau lên xe đến trại hè. Trà Xanh muốn Soái Gầy ngồi cùng nhưng cậu ấy lại ngồi cùng Tề Quang. Trên đường mọi người trò chuyện vui vẻ, Trấn Thành có điều muốn nói với bạn gái nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đi nửa ngày đoàn xe cũng đến khu cắm trại, huấn luyện viên trưởng tập hợp nam sinh điểm danh, đồng thời tịch thu những vật dụng không được phép mang vào khu cắm trại. Cậu bạn nhút nhát mang cả rượu. Huấn luyện viên trưởng muốn lấy gấu bông của Trấn Thành nhưng cậu ta khăng khăng giữ lại, thứ này cũng không nguy hiểm nên huấn luyện viên trưởng cho qua. Phía nữ sinh tập trung trong ký túc xá, huấn luyện viên phó tịch thu điện thoại rồi yêu cầu họ thay đồ đến sân tập. Lúc sau nam nữ sinh bắt đầu buổi tập huấn, 5 người một tổ khiêng gỗ, sau đó là tập huấn vượt chướng ngại vật. Trà Xanh bị rơi xuống ao muốn cầu cứu Soái Gầy nhưng Soái Gầy lại đỡ Đào Sảo tình tứ làm mọi người xung quanh ăn no cơm chó. Buổi tối là phần trình diễn ca nhạc, Soái Gầy vẫn chưa thể khắc phục chứng sợ sân khấu. Đào Sảo động viên cậu ta hãy cứ là chính bản thân mình. Tề Quang ngại ngùng ra ngoài trước, Soái Gầy cũng dần dần có được sự tự tin. Tuy nhiên khi lên sân khấu cậu ta vẫn chứng nào tật đấy, cầm mic mãi không hát được một câu. Bất ngờ một nam thần tượng xuất hiện,
thu hút hết sự chú ý của đám nữ sinh. Hắn cũng là bạn cùng lớp soái gầy, nam thần tượng trực tiếp tiến lên giành sân khấu, khiến bạn bè của cậu cảm thấy khó chịu. Hắn quyết định nhảy solo, tạo không khí sôi động cho trại hè, sau đó lại rời khỏi sân khấu như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám nữ sinh vẫn bám theo ra bên ngoài. Đúng lúc bắt gặp nhóm soái gầy, Đào Sảo tức giận tiến đến chất vấn, là bạn cùng lớp ít nhất cũng cho nhau chút mặt mũi, nam thần tượng cướp sân khấu của soái gầy, khác nào xúc phạm cậu ấy. Hắn tỏ ra không quan tâm, cảm thấy bản thân là trung tâm của vũ trụ, làm việc gì cũng đúng. Đào Sảo ấm ức bỏ đi, cô giáo đến tiễn nam thần tượng trở về. Nhờ cô giáo giới thiệu mà nam thần tượng mới có ngày hôm nay, hắn hứa sẽ không quên cô giáo. Nhưng ngay khi vừa lên xe, nam thần tượng nói với quản lý, chờ ngày hắn nổi tiếng, sẽ không còn quan hệ gì với cái lớp đó. Lúc này soái gầy dẫn Đào Sảo ra gốc cây hẹn hò, cậu xin lỗi Đào Sảo vì chuyện xảy ra trên sân khấu. Đào Sảo động viên không sao, chứng sợ sân khấu sẽ có thể khắc phục. Soái gầy thấy Đào Sảo ngóng chờ gì đó, liền thắc mắc với cô ấy, hóa ra Đào Sảo nghĩ rằng nơi hoang vu như chỗ cắm trại có thể xuất hiện đom đóm nhưng lại không có con nào. Biết được điều ước của Đào Sảo, soái gầy hứa sẽ tìm cho Đào Sảo một nơi có nhiều đom đóm rồi cùng cô tới đó. Đào Sảo vô cùng hạnh phúc. Bất ngờ huấn luyện viên phó đi kiểm tra khu vực, soái gầy liền ôm Đào Sảo nấp vào gốc cây, may mắn không bị phát hiện. Một bên khác, Trấn Thành đến tìm bạn gái, có chuyện muốn nói với cô ấy nhưng ấp úng không thể nói ra, gấu bông trên tay còn chưa kịp tặng, huấn luyện viên trưởng liền đến phá đám. Trấn Thành tức giận bỏ đi. Sau khi trở lại ký túc nam, Trấn Thành nhìn thấy bạn học lén mang iPad, bạn học còn phát hiện có kẻ bén thái chụp trộm chân nữ sinh đăng lên mạng. Trấn Thành cũng chẳng để tâm đi ngủ. Tề Quang và soái gầy cũng chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ soái gầy lên cơn đau đầu, Tề Quang định đi lấy thuốc nhưng soái gầy liền ấn đầu cậu ấy rồi bỏ ra bên ngoài. Soái gầy tìm được chai rượu trong đống đồ bị huấn luyện viên tịch thu, liền cầm ra gốc cây uống như nước lã. Huấn luyện viên phó phát hiện cướp lấy chai rượu, nhắc soái gầy quay về ký túc. Soái gầy gầm gừ tức giận nhưng do đau đầu không thể oánh lại. Hôm sau, Tề Quang thắc mắc chuyện gì xảy ra với soái gầy đêm qua, cậu ta chỉ nhớ đã lên giường ngủ để soái mập bên kia đến tạp hóa làm việc. Tề Quang kể lại chuyện xảy ra với soái gầy, có thể thân thể này đang sinh ra một ý thức khác. Soái gầy nghĩ Tề Quang nói đùa nhưng mặt cậu ấy rất nghiêm túc, soái gầy không biết phải làm thế nào. Tề Quang đề nghị quan sát thêm một thời gian. Cả hai tiếp tục đến buổi picnic ngoài trời, mọi người đang nướng đồ ăn. Vasco cùng Trấn Thành đến ngồi chung nhưng trà xanh không thích, chỗ này dành cho soái gầy. Vasco định rời đi bị Trấn Thành giữ lại, cô không thích thì đi chỗ khác. Soái gầy và Tề Quang đến, trà xanh liền chạy sang nũng nịu nhưng soái gầy chỉ quan tâm Đào Sảo. Biết cô bị chật chân đang ở phòng y tế, soái gầy lập tức chạy đi kiểm tra. Trong phòng, huấn luyện viên trưởng đang chăm sóc Đào Sảo có vẻ quan tâm thái quá, làm Đào Sảo cảm thấy khó chịu. May mắn soái gầy đến giải nguy, huấn luyện viên trưởng mới chịu bỏ đi. Soái gầy muốn đưa Đào Sảo đến tiệc picnic nhưng chân thế nào sao đi nổi, soái gầy tốt bụng để tớ cõng cậu. Đào Sảo ngại ngùng trèo lên lưng soái gầy, cả hai quay lại buổi picnic. Buổi chiều, các học sinh tiếp tục vui chơi. Trà xanh muốn lên xe soái gầy nhưng vì là xe đạp nên không có cửa. Trấn Thành muốn đèo bạn gái nhưng cô ấy còn giận lên xe Tề Quang. Vasco đề nghị được đèo Trấn Thành, không còn cách nào, cậu ta đành đồng ý. Mọi người cùng nhau đến hồ nghịch nước. Huấn luyện viên trưởng vẫn rất quan tâm đến vết thương của Đào Sảo. Học sinh đánh lừa rồi ném cả huấn luyện viên xuống hồ, mọi người đùa nghịch vui vẻ. Sau khi trở về, Trà Xanh đến tìm huấn luyện viên. Tối nay sẽ có bài huấn luyện gan dạ, cô ta muốn biết được ghép cặp với ai. Đó là bạn gái Trấn Thành, vậy còn Văn Soái được ghép với ai? Đó là Đào Sảo. Trà Xanh không cam tâm, muốn xin huấn luyện viên trưởng đổi lại. Em rất sợ bóng tối, có Văn Soái sẽ không sợ nữa. Nhưng huấn luyện viên trưởng không đồng ý, bởi vì ông ta đang muốn dọa Trà Xanh hết hồn con chồn. Buổi tối, huấn luyện gan dạ bắt đầu. Không hiểu sao Đào Sảo lại ghép với bạn gái Trấn Thành, còn Trà Xanh được cùng đội với soái gầy. Bạn gái Trấn Thành rất nhát gan, Đào Sảo còn dọa cô ấy sợ vãi linh hồn. Đào Sảo đề nghị hay là đổi cậu qua chỗ Trấn Thành. Đào Sảo nói tốt cho Trấn Thành mấy câu nhưng bạn gái vẫn chưa muốn làm lành với cậu ta. Lúc sau, mọi người tiến vào rừng, Trà Xanh cứ ỏng ẹo bám lấy soái gầy không buông. Bất ngờ có kẻ thay đổi biển chỉ dẫn, nhóm của Đào Sảo đi sau rẽ theo hướng kẻ kia sắp đặt, không may bị lạc trong rừng. Đúng lúc đèn cũng hết pin, khiến bạn thân sợ hãi ôm lấy Đào Sảo. Cô động viên bạn thân nhắm mắt lại và thở thật sâu, không ngờ lại bớt sợ thật. Hai người định đi tiếp, đột nhiên vết thương của Đào Sảo tái phát, không thể tiếp tục di chuyển. Bạn thân nén nỗi sợ muốn quay về tìm người giúp đỡ. Đào Sảo không yên tâm, sợ bạn thân đi lạc, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Bên kia, Trà Xanh đi cùng soái gầy, hết đeo bám rồi lại nắm tay, cô ta còn giả vờ trượt chân, bắt soái gầy cõng về, cậu cũng tốt bụng đồng ý. Trà Xanh vô cùng đắc ý. Khi thấy các bạn học ngưỡng mộ, vừa về tới soái gầy liền nghe tin nhóm của Đào Sảo đang mất tích, lập tức thả Trà Xanh dập mông rồi chạy đến chỗ huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên phó đang tìm trong rừng nhưng chưa thấy tung tích, huấn luyện viên trưởng sẽ tới hỗ trợ. Soái gầy và Trấn Thành đi theo, Vasco đến sau cũng muốn theo họ vào rừng nhưng Tề Quang vẫn tỉnh táo hơn, muốn tìm người phải giữ liên lạc. Cậu dẫn Vasco về lấy bộ đàm, nhờ Vasco mang chia cho soái gầy và Trấn Thành một cái, Tề Quang sẽ ở lại, nếu Đào Sảo trở về sẽ báo với mọi người. Vasco lập tức rời đi, vô tình Tề Quang phát hiện
Đáng lẽ Soái Gầy và Đào Xảo một nhóm, Tề Quang nhanh chóng đoán ra, ý định trao đổi là của Trà Xanh, cậu tìm đến Trà Xanh chất vấn, ai là người đã giúp cô ta? Trà Xanh cho rằng là huấn luyện viên trưởng, bất ngờ cậu bạn nhút nhát chạy ra thông báo, tìm thấy camera ẩn trong ký túc nữ sinh, Tề Quang lập tức chạy vào kiểm tra. Camera ẩn được giấu dưới gầm giường, cậu bạn nhút nhát sau khi xem ảnh chụp trộm trên mạng, phần nào đoán được vị trí của camera, Tề Quang thắc mắc, ID của người đăng ảnh là gì? Hình như là rắn độc, trùng hợp đây cũng là biệt danh của huấn luyện viên trưởng, Tề Quang lập tức đến phòng ông ta lục soát, không ngờ tìm thấy một chiếc USB chứa những bức ảnh chụp trộm chân nữ sinh. Tề Quang báo tin cho Vatco, huấn luyện viên trưởng chính là kẻ bén thái, lúc này ba người Soái Gầy đến đoạn ngã rẽ, huấn luyện viên trưởng sẽ đi bên trái. Soái Gầy và Trấn Thành tìm bên phải, tuy nhiên Trấn Thành lại nhắc nhở Soái Gầy, huấn luyện viên trưởng có điều kỳ lạ, Soái Gầy cũng nhớ ra, ban ngày ông ta rất quan tâm Đào Xảo. Không lẽ huấn luyện viên trưởng có ý với Đào Xảo, Trấn Thành lo lắng, bạn gái sẽ bị vạ lây, phải nhanh chóng tìm được bọn họ, cả hai tiến sâu vào rừng. Nhưng cũng không tìm được gì, bất ngờ Vatco chạy tới thông báo, huấn luyện viên trưởng là kẻ háo sắc, Soái Gầy và Trấn Thành vô cùng lo lắng, lập tức quay lại hướng đi của ông ta. Trước khi đi Vatco giao cho hai người bộ đàm, liên lạc với nhau qua cái này, một bên khác bạn gái Trấn Thành đang xuống núi, vô tình chạm mặt với huấn luyện viên phó. Nghĩ rằng bản thân được cứu, cô muốn dẫn huấn luyện viên phó đến chỗ Đào Xảo, nhưng hắn lại muốn bạn gái Trấn Thành xuống núi, tìm thêm sự giúp đỡ khác, cô ấy có đi cũng không giúp được gì. Bạn gái Trấn Thành chỉ chỗ của Đào Xảo, rồi làm theo lời huấn luyện viên phó, đi được một đoạn cô ấy lại va phải huấn luyện viên trưởng, bạn gái Trấn Thành thuật lại sự việc vừa xảy ra, ông ta thắc mắc. Sau huấn luyện viên phó tìm thấy người mà không liên lạc lại, huấn luyện viên trưởng nghĩ Đào Xảo gặp nguy hiểm nên kéo bạn gái Trấn Thành đi theo dẫn đường. Bất ngờ Trấn Thành lao tới tấn công ông ta vì nghĩ rằng bạn gái đang bị sàm sỡ, huấn luyện viên trưởng vội giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng bằng chứng đều được tìm thấy trong phòng ông ta. Giải thích gì thì nói với cảnh sát, Soái Gầy muốn tiếp tục vào núi tìm Đào Xảo, Trấn Thành và Vatco dẫn huấn luyện viên trưởng xuống núi để cảnh sát đưa ông ta về đồn. Xong việc Trấn Thành tiến đến an ủi bạn gái, cô ấy tỏ ra vẫn ổn, Trấn Thành muốn xin lỗi vì lại ra tay đánh người, kể từ sau lần cãi nhau trước, cậu ta đã không dùng nắm đấm. Lần này vì lo cho cậu, bạn gái thắc mắc, không đánh nhau mà trên người toàn vết thương, Trấn Thành thừa nhận do chịu đòn. Bạn gái tức giận vì Trấn Thành không cho cô ấy biết, rõ ràng là cậu không muốn nói chuyện với tớ mà, con gái thật khó hiểu, lúc này Tề Quang phối hợp với cảnh sát. Điều tra phòng làm việc của huấn luyện viên trưởng, nhân tiện cảnh sát cho Tề Quang biết, gần đây có tội phạm hấp phụ nữ vượt ngục đang lảng vảng khu vực này. Tề Quang thấy ảnh tội phạm quen quen, hỏi Trấn Thành có nhận ra không, Trấn Thành đưa cho bạn gái, đây chính là huấn luyện viên phó, vậy thì Đào Xảo có thể đang gặp nguy hiểm. Bên kia Đào Xảo đang đi cùng huấn luyện viên phó, bất ngờ hắn nhận được cuộc gọi của Soái Gầy, cậu muốn biết hai người đang ở đâu, huấn luyện viên phó bảo Soái Gầy yên tâm, hắn và Đào Xảo đang xuống núi. Đào Xảo cũng mượn bộ đàm nói chuyện với Soái Gầy để cậu bớt lo lắng, rồi tiếp tục hành trình cùng huấn luyện viên phó. Tuy nhiên càng đi càng vào sâu trong núi, Đào Xảo nhận ra đây không phải đường về khu cắm trại. Huấn luyện viên phó lại đánh lừa Đào Xảo, gần đây có một nhà gỗ, hắn muốn đưa Đào Xảo vào trị thương trước, rồi mới tiếp tục xuống núi. Đào Xảo bắt đầu sinh ra nghi ngờ, nhưng không còn cách nào đành làm theo, vào trong huấn luyện viên phó đóng cửa lại. Đào Xảo muốn mượn bộ đàm để báo với Soái Gầy một tiếng, nhưng cô lại nghe được thông báo của Tề Quang, huấn luyện viên phó là tội phạm truy nã, văn soái mau đi tìm cô ấy, biết bản thân bị bại lộ. Huấn luyện viên phó trực tiếp ném bộ đàm, Đào Xảo vô cùng hoảng sợ, hắn trực tiếp ôm lấy Đào Xảo hít hà, cô thật là thơm, Đào Xảo cắn tay kẻ bén thái. Đe dọa cảnh sát sắp đến đây, nhưng huấn luyện viên phó đã ngụy tạo chứng cứ để huấn luyện viên trưởng nhận tội thay, đến khi cảnh sát thẩm vấn ông ta xong thì tôi và cô cũng hưởng thụ xong rồi, nhanh không bạn trai cô biết, huấn luyện viên phó xé áo Đào Xảo, lại bị cô cầm bộ đàm đục đầu, Đào Xảo thông báo đang ở nhà gỗ. Tề Quang nhanh chóng xác định vị trí, rồi báo cho Soái Gầy và mọi người, quay lại nhà gỗ Đào Xảo bị đánh ngất, huấn luyện viên phó từ từ cởi áo của cô, bất ngờ Soái Gầy mở cửa xông vào, lập tức lao đến tấn công hắn ta, tuy nhiên cậu không phải đối thủ, vì huấn luyện viên phó từng là quán quân đấu võ tay không, Soái Gầy nhanh chóng bị quật ngã, huấn luyện viên phó kẹp cổ khiến cậu ngất đi. Soái Mập bên kia tỉnh lại, tình thế đang rất nguy cấp, cậu ta lại rít thuốc ngủ ngất đi, Soái Gầy thức tỉnh, nhưng không còn là Văn Soái, mà hiện tại đang là Cờ Rít, cậu ta kéo kẻ bén thái khỏi người Đào Xảo, liên tục dồn đam vào mồm, Cờ Rít bị quật ngã cũng chẳng biết đau. Giã cho huấn luyện viên phó như tử, khiến hắn bất tỉnh nhân sự, đột nhiên cơn đau đầu kéo đến, Văn Soái lấy lại ý thức, không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết chạy đến ôm lấy Đào Xảo động viên, Vatco và Trấn Thành đi tới, cả hai đều bất ngờ, thằng này có đai đen sao lại nằm im thế. Sau khi giải quyết được tội phạm, hôm sau chuyến cắm trại cũng kết thúc, mọi người lên đường trở về trường, Trấn Thành tặng bạn gái gấu bông. Hai người cũng nối lại tình xưa, buổi sáng Soái Gầy chờ Đào Xảo ở cầu thang, khi thấy cô bước ra, Soái Gầy giả vờ tình cờ gặp mặt, rủ Đào Xảo cùng đi học. Nhưng cô lại tìm cách tránh mặt Soái Gầy, cậu đợi mãi ở bến xe buýt, Đào Xảo lại cố ý lên nhầm xe, khiến Soái Gầy không hiểu chuyện gì, cậu đành đến tìm quân sư Tề Quang. Nhưng Tề Quang cũng chưa trải tình trường, không biết gì Soái Gầy thế nào, cứ trực tiếp hỏi Đào Xảo là dễ nhất. Nói xong Tề Quang mặc kệ Soái Gầy bỏ đi, buổi tối Soái Mập đến tạp hóa làm việc.
cậu ta định làm theo lời Tề Quang, nhắn tin hỏi trực tiếp Đào Sảo. Bất ngờ Đào Sảo xuất hiện ở tạp hóa, có chuyện muốn tâm sự với Soái Mập, cô hỏi thăm tình hình Soái Gầy gần đây. Tuy nhiên Mập và Gầy đều là một, cậu ta kể hết suy nghĩ trong đầu. Bây giờ Đào Sảo cũng thừa nhận bản thân thích Soái Gầy, Soái Mập vừa vui vừa khó xử. Không biết Đào Sảo thích khuôn mặt đẹp trai hay tính cách con người cậu ta, hôm sau trên lớp Soái Gầy cứ nhìn trộm Đào Sảo, trong lòng cũng thích cô ấy. Nhưng không biết thổ lộ thế nào, đến giờ ăn Soái Gầy muốn ngồi cùng Đào Sảo, nhưng cô ấy lại tìm cách né tránh. Bạn thân vừa nhìn liền nhận ra vấn đề, còn cứu sống Đào Sảo lúc nguy cấp. Đã đói còn bày đặt bỏ cơm, may có mình mua đồ ăn mang tới. Bây giờ Đào Sảo muốn hỏi ý kiến bạn thân, rốt cuộc cô ấy nên làm thế nào nếu tỏ tình mà Soái Gầy từ chối. Sau này cơ hội làm bạn cũng không có, nhưng nếu không tỏ tình, bị người khác cướp mất sẽ rất tiếc nuối. Bạn thân gợi ý, trước tiên Đào Sảo cần tìm cơ hội ở riêng với Soái Gầy. Để xem biểu hiện của cậu ấy, nếu như Soái Gầy cũng có tình cảm thì nên trực tiếp tỏ tình. Đào Sảo thấy đây là ý kiến hay, về nhà cô lấy cớ đến gặp Soái Gầy. Để trả tiền thuê cậu làm người mẫu lúc trước, Soái Gầy vui vẻ nhận lấy, hỏi Đào Sảo còn gì muốn nói, cả hai rơi vào tình thế ngượng ngùng, mãi một lúc Đào Sảo mới dám ngỏ lời. Tối nay có muốn đi xem phim cùng tớ không? Soái Gầy chỉ chờ cơ hội này đồng ý, vậy thì tối nay gặp lại. Đào Sảo về phòng sung sướng để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Đào Sảo nhờ bạn thân dẫn đi làm tóc, vô tình gặp Trà Xanh ở đây, cô ta tỏ ra khinh thường, người xấu còn học đòi chảy chuốt, bạn thân trực tiếp vả mặt Trà Xanh giúp Đào Sảo. Nói rằng Đào Sảo sắp đi hẹn hò với Soái Gầy, Trà Xanh nghe được tức điên, cầu trời khấn Phật đây không phải sự thật, bên kia Soái Gầy cũng chảy chuốt chuẩn bị. Bất ngờ cơn đau đầu kéo tới, mắt thần hô rớt phát sáng, khiến Soái Gầy biến thành bộ dạng cờ rít, cậu ta ra ngoài không mang theo điện thoại, trên đường cờ rít va phải Trà Xanh. Thấy cậu ta không đi cùng Đào Sảo, Trà Xanh vô cùng vui sướng, muốn rủ cờ rít đến quán bar, đây cũng là nơi cậu ta yêu thích, liền khoác vai đi cùng Trà Xanh. Trái với vẻ hiền lành nhút nhát của Văn Soái, cờ rít là một tay chơi chính hiệu, nhạc nào cũng nhảy, em nào cũng ôm, Trà Xanh có cơ hội chụp ảnh đăng lên mạng với tiêu đề. Đây mới là bộ dạng người đẹp trai nên có. Một bên khác Đào Sảo đợi Soái Gầy ở rạp chiếu phim, nhưng mãi cậu không xuất hiện, gọi điện cũng không nghe máy. Sợ Soái Gầy xảy ra chuyện, Đào Sảo nhắn tin nhờ Tề Quang giúp đỡ. Tề Quang lập tức chạy đến nhà Văn Soái, lại phát hiện Soái Gầy để quên điện thoại, Soái Mập thì đang ngủ ngon lành. Tề Quang đánh thức Soái Mập, hỏi Soái Gầy đang ở đâu, chẳng phải tôi đi xem phim với Đào Sảo à? Tề Quang kể lại chuyện xảy ra, Soái Mập mới nhớ, lúc mất ý thức cậu ta vẫn đang ở nhà, lúc đó là 7 giờ, bây giờ là 10 giờ, cơ thể Soái Gầy đã biến mất 3 tiếng, Soái Mập nghi ngờ bị lạc ngoài đường. Vội cùng Tề Quang ra ngoài tìm, trên đường bất ngờ Soái Mập lại ngất đi, ý thức chuyển sang cho cơ thể Soái Gầy, khiến cậu ta lại bị đau đầu, Soái Gầy lảo đảo ra khỏi quán bar, rồi chạy đến rạp chiếu phim tìm Đào Sảo. Soái Gầy nói dối Đào Sảo, cậu ta xảy ra chuyện trên đường, dùng cái ôm làm mềm lòng Đào Sảo, cô không trách Soái Gầy. Mau vào xem không phim hết mất, cả hai dắt nhau vào rạp phim, rồi cùng ngồi xuống xem phim, Soái Gầy còn biết lợi dụng, lấy bỏng ngô nắm tay Đào Sảo, hai người có một buổi xem phim vô cùng lãng mạn. Lúc này Tề Quang xem được ảnh trên mạng của Trà Xanh, chụp cô ta cùng Soái Gầy đến quán bar, liền tìm đến Trà Xanh hỏi chuyện, lúc đó Trà Xanh cũng không tin vào mắt mình. Soái Gầy như biến thành một người khác, nhưng đó mới là dáng vẻ cậu ấy nên có. Tề Quang cho Trà Xanh số điện thoại, nếu còn gặp Soái Gầy trong tình trạng tương tự, hãy liên lạc với cậu ta. Trà Xanh lại giàu trí tưởng bở, bây giờ nên chọn anh đẹp trai hay anh giàu nhỉ? Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tề Quang đến rạp chiếu phim tìm Đào Sảo. Thư ký gọi điện báo cáo, Soái Gầy vẫn chưa trở về. Tề Quang vô cùng lo lắng, lại thấy Soái Gầy và Đào Sảo vui vẻ bước ra. Soái Gầy quên điện thoại ở nhà thì không nói, đến Đào Sảo gọi cũng không trả lời. Vừa nãy cô tập trung xem phim quá nên không để ý. Tề Quang cảm thấy bực bội, mất công lo lắng cho hai người. Soái Gầy muốn dẫn hai người đi ăn tạ lỗi, nhưng Tề Quang lại ẩn ý nhắc nhở, không phải cậu có chuyện quan trọng sao? Soái Gầy hiểu ý Tề Quang giả vờ hấp tấp, cậu ta cáo bận với Đào Sảo, hôm nay không thể đi ăn được. Cậu ta lập tức cùng Tề Quang rời đi, tuy nhiên Đào Sảo lại thấy hai người có điều mờ ám. Một bên khác Nam Thần Tượng đang bị giám đốc trách phạt, vì hắn không biết giữ hình tượng, vừa mới debut không lâu, lại dính phải cắn cần chơi gái. Hắn lại mạnh miệng tuyên bố, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp, chỉ cần xử lý kẻ chụp ảnh lén. Bí mật của Nam Thần Tượng sẽ không bại lộ, hắn cũng thừa biết giám đốc sẽ làm mọi cách giúp đỡ, mối quan hệ của họ là cộng sinh, nhờ Nam Thần Tượng mà giám đốc kiếm không ít tiền. Lời hắn nói cũng không có gì sai, để bảo vệ cho đại minh tinh tương lai, giám đốc muốn Nam Thần Tượng trở về trường học, sống kín tiếng một thời gian, đợi ông ta xử lý xong rắc rối. Sẽ gọi Nam Thần Tượng quay lại, hôm sau giám đốc trực tiếp đến gặp hiệu trưởng để gửi gắm Nam Thần Tượng, đồng thời ông ta cũng muốn nhờ hiệu trưởng giúp đỡ. Tìm kiếm một tài năng thay thế thời gian này, hiệu trưởng đồng ý giúp đỡ hết mình. Ngay khi giám đốc ra khỏi phòng hiệu trưởng, vô tình va phải Soái Gầy, đây chính là gương mặt mà ông ta đang tìm kiếm. Giám đốc đưa danh thiếp cho Soái Gầy, nếu muốn thành đại minh tinh, có thể liên lạc với ông ta. Soái Gầy còn chưa hiểu chuyện gì, đám nữ sinh đã ổ lên kinh ngạc. Vì người cậu vừa nói chuyện chính là giám đốc công ty giải trí danh tiếng mà ai cũng muốn bước chân vào, Soái Gầy cảm thấy không có năng lực, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành đại minh tinh.
Lúc sau nam thần tượng đến trường, được đám nữ sinh vây quanh, cậu ta vào lớp ngồi vênh mặt kiêu ngạo, lại nghe tin soái gầy được giám đốc chú ý, nam thần tượng đánh lừa mọi người. Giám đốc chỉ tiện tay gửi danh thiếp, với soái gầy đây lại là tin tốt, cậu cũng chẳng ước ao làm idol, tuy nhiên người mà giám đốc nhắm tới không phải không có lý do. Những mẫu ảnh soái gầy chụp cho shop của Đào Sảo thể hiện cậu có tố chất thành ngôi sao, nhưng soái gầy lại nói với Đào Sảo, sở dĩ cậu tự tin đứng trước ống kính vì đằng sau ống kính là cô ấy. Nếu không có Đào Sảo, soái gầy lấy đâu ra dũng khí? Đào Sảo nghe được mà ấm lòng, Tề Quang đứng một bên lại cảm thấy khó chịu, như thể đang ghen với Đào Sảo. Trong lúc soái gầy đi lấy nước cho mọi người, vô tình va phải người đàn ông có vết sẹo trên tay, hắn gọi cậu là Cờ Rít, nhưng soái gầy không biết tiếng Anh, không hiểu người đàn ông đang nói gì. Cậu đành gọi Tề Quang đến phiên dịch, nhưng người đàn ông lại đổi chủ đề hỏi giờ, soái gầy cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng hắn hỏi cậu nhiều lắm mà. Sau đó người đàn ông đi vào hành lang. Có một đám áo đen chào đón, bọn họ đã nghe ngóng về Văn Soái, ngoại hình rất giống Cờ Rít, nhưng tiếc không phải cùng một người, người đàn ông vẫn hoài nghi. Bắt cấp dưới điều tra thêm, buổi tối soái mập ở cửa hàng tiện lợi. Nghe tin quầy ăn vặt của bà nội xảy ra chuyện, liền gọi điện nhờ Tề Quang giúp đỡ. Tề Quang đưa soái mập về nhà, nhưng bà nội không thấy ở đây, soái mập nhìn thấy mớ đồng nát. Liền biết tìm bà nội ở đâu, bà nội vì không thể tiếp tục bán đồ ăn vặt, phải đi nhặt đồng nát kiếm sống, thế nhưng lại nói dối soái mập, bà đang nghỉ ngơi ở nhà. Khiến cậu ta cảm thấy vô cùng đau xót, bà nội vẫn luôn cố gắng kiếm tiền cho soái mập đi học. Cậu ta nói với bà, bây giờ có thể tự lo cho bản thân, còn có thể nuôi bà. Bà nội nghĩ cháu trai đang đùa, cháu học tốt thì sau này mới nuôi bà được. Nói xong bà nội cúp máy, lại đếm từng đồng lẻ vừa kiếm được. Soái mập muốn lập tức chạy đến với bà, nhưng Tề Quang lại ngăn cản. Bà nội giấu soái mập vì không muốn cậu thấy dáng vẻ của bà lúc này. Tề Quang vỗ vai an ủi soái mập. Lúc sau soái mập trở về nhà, số tiền mà cậu tích góp có lẽ cũng đủ để bà mở lại quầy ăn vặt. Bất ngờ giám đốc nhắn tin tới hỏi thăm về chuyện của bà nội. Không ngờ ông ta đã điều tra hết gia cảnh nhà Văn Soái. Giám đốc đưa cho cậu một gợi ý, nếu đến công ty của ông ta làm việc, bà nội sẽ không phải vất vả nữa. Đây đương nhiên là nguyện vọng của soái mập. Giám đốc hẹn cậu ta ngày mai đến công ty thương lượng, nếu hợp lý có thể trực tiếp ký hợp đồng. Hôm sau soái gầy tìm đến công ty, giám đốc vào thẳng vấn đề, mở tiệm cho bà nội cần bao nhiêu tiền? Số tiền khoảng 6 vạn, nếu như soái gầy ký hợp đồng, giám đốc có thể cho cậu ta ứng lương. Giám đốc chớp mắt ký xong tấm séc 6 vạn, chỉ cần soái gầy ký tên vào hợp đồng là có thể cầm tiền đi, trước những lời hứa hẹn về cuộc sống tươi đẹp. Cuối cùng soái gầy chấp nhận ký vào thỏa thuận, khiến giám đốc vô cùng hài lòng. Sau khi có được tiền, Văn Soái lập tức gửi cho bà nội, đột nhiên có số tiền lớn. Bà nội phải gọi cho soái mập hỏi nguyên nhân, cậu ta đánh lừa bà nội rằng ông chủ cho ứng trước lương, bà nội vẫn không tin, muốn xin số ông chủ hỏi rõ. Soái mập vội giả vờ đang bận rồi cúp máy, khiến bà nội càng thêm nghi ngờ. Hôm sau soái gầy đến công ty giải trí để luyện tập trở thành idol, tuy nhiên cậu ta nhảy nhún chẳng ra hồn, khiến cả giáo viên và giám đốc đều bất lực. Nam thần tượng ở ngoài xỉu sói, đúng là mắt nhìn của giám đốc có vấn đề. Sau khi kết thúc buổi tập, nam thần tượng đến hỏi giám đốc tại sao lại chọn gà mờ như Văn Soái. Ông ta tự có lý do của riêng mình, không cần nam thần tượng phải quan tâm. Hắn cay cú tìm đến soái gầy chút giận, cố tình đổ nước ra bàn bắt cậu dọn dẹp. Soái gầy lại nhớ đến ở trường cũ cũng bị bạn bè bắt nạt như vậy, cậu phải nỗ lực phấn đấu để không bị người khác khinh thường. Một bên khác, Đào Sảo đang buồn bã vì soái gầy không đến lớp, từ nay shop online cũng không có người mẫu. Bạn gái Trấn Thành gợi ý có thể để Tề Quang làm người mẫu, nhưng cậu ấy đảm nhận cả thiết kế lẫn người mẫu thì không ổn. Trấn Thành đang ở gần nghe được, bạn gái liền xỉu sói cậu ta, có những người làm không hết việc, có người lại suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Buổi tối Đào Sảo đến tạp hóa tìm soái mập để hỏi về tình hình của soái gầy, nhưng hôm nay Tề Quang đi làm thay soái mập, khiến Đào Sảo vô cùng bất ngờ, soái gầy vẫn ở công ty chưa về, nên không thể hoán đổi cho soái mập, còn Tề Quang cũng là lần đầu bán hàng, khách thanh toán cậu ta lại hỏi giá, Đào Sảo bất lực đành vào làm thay. Khi khách vừa đi thì soái mập trở về, suýt chút lỡ mồm để lộ bí mật, may có Tề Quang chặn họng kịp thời. Tề Quang trả vị trí cho soái mập rồi trở về, Đào Sảo ở lại hỏi thăm soái gầy. Tôi rất nhớ cậu ấy, soái mập cảm thấy thật có lỗi với Đào Sảo, yêu đương mà cứ để người ta phải mong ngóng. Hôm sau soái gầy còn nhận kịch bản của giám đốc, lịch trình đã dày đặc, nay lại càng không có thời gian cho Đào Sảo. Soái gầy lấy lý do từ chối, nhưng giám đốc lại tin tưởng cậu làm được. Cái soái gầy thiếu bây giờ là tự tin, đóng phim không có người xem giống trên sân khấu. Hơn nữa nhân vật phụ này cũng ít thoại, chắc chắn cậu sẽ làm được. Soái gầy đành phải thử sức, bắt đầu luyện tập kịch bản. Đúng lúc nam thần tượng đi tới, soái gầy muốn nhờ hắn thị phạm, không ngờ kịch bản giám đốc đưa cho soái gầy không phải kịch bản vai phụ mà là vai chính trong bộ phim sắp tới mà nam thần tượng sẽ tham gia casting. Biết bản thân sắp bị giám đốc đá ra chuồng gà, nam thần tượng vô cùng tức giận. Hắn đến tìm giám đốc hỏi cho ra lẽ, ông ta lại thờ ơ, làm trong ngành giải trí lên voi xuống chó. Thời hoàng kim của nam thần tượng đã hết, sắp tới sẽ là thời của Văn Soái, hắn ta không thể chấp nhận, muốn chứng minh cho giám đốc thấy năng lực, chứ không phải dùng mỗi cái mặt đẹp là có thể thành công đứng lên đỉnh cao. Giám đốc cũng rất muốn có một cuộc so tài giữa hai gà cưng, xem ai mới là đại minh tinh thật sự. Hai cậu hãy cạnh tranh vai nam chính lần này đi.
Nam thần tượng cay cú bỏ đi, giám đốc vẫn chẳng thèm quan tâm. Lúc này Soái Gầy đến nhờ Đào Sảo giúp đỡ để có thể tập duyệt kịch bản, nhưng cậu ta có diễn thế nào trông cũng rất giả chân. Đào Sảo đành gọi thêm các bạn khác, kết quả là vẫn không đạt. Trấn Thành nhắc đến huấn luyện viên Phó, lúc đó cậu đánh hắn rất ngầu cơ mà. Soái Gầy lại không nhớ gì, làm Tề Quang bắt đầu sinh nghi. Đào Sảo không muốn nhắc lại chuyện đáng sợ, Trấn Thành mới không nói nữa. Trấn Thành diễn thử biểu cảm đánh nhau với Vasco, cậu phải như này nữa. Soái Gầy cũng bắt chước làm theo. Hôm nay là buổi casting phim mới, Nam thần tượng diễn đạt, nhanh chóng lọt vào mắt đạo diễn. Đến lượt Văn Soái, đợi mãi cậu vẫn chưa xuất hiện. Đạo diễn định để vai chính cho Nam thần tượng, nhưng giám đốc muốn anh ta chờ một chút, đúng là không phụ sự kỳ vọng. Gương mặt và thân thể này không tệ, đạo diễn duyệt qua vòng gửi xe, nhưng Soái Gầy cứ đứng im không bắt đầu diễn, làm mọi người sốt ruột nhắc nhở, cậu ấy càng trở nên căng thẳng. Đột nhiên Soái Gầy cảm thấy đau đầu, mắt thần hô rớt phát sáng, linh hồn cũng trở về với Soái Mập, cậu ta không hiểu chuyện gì. Mình đang ở buổi casting cơ mà, Soái Mập tìm cách quay trở lại, nhưng thuốc ngủ lại hết đúng lúc, người đang trong thân xác Soái Gầy lúc này là Cờ Rít. Tâm trí phát ra những tiếng gọi, khiến Cờ Rít bắt đầu phản kháng, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng cậu ta đang diễn. Nhưng lại không đúng kịch bản, biên kịch chạy lên nhắc nhở, liền bị Cờ Rít khống chế, biểu cảm này thật tuyệt. Đạo diễn vô cùng hài lòng, sửa kịch bản cũng rất xuất sắc, câu thoại đúng với nội tâm vùng vẫy của nhân vật, là một đặc vụ đang muốn trốn khỏi tổ chức. Diễn xong cũng là lúc linh hồn Văn Soái trở về, cậu ta lại ngu ngơ không biết gì, thay đổi trạng thái quá linh hoạt, đây mới là tố chất ngôi sao. Đạo diễn lập tức để Văn Soái đảm nhận vai chính, khiến Nam thần tượng vô cùng tức giận, Văn Soái còn chẳng nhớ chuyện gì xảy ra, giám đốc đứng ra che chở. Cho bảo bối mới của công ty, có gì không phải xin lượng thứ, ông ta dẫn Soái Gầy trở về, vào trong thang máy giám đốc mới thắc mắc, trước đây cậu chưa từng đóng phim thật sao? Soái Gầy khẳng định là thật, Nam thần tượng chỉ biết im lặng, vào trong xe hắn mới chút bỏ ấm ức, cho rằng Soái Gầy đang giả vờ ngây thơ, diễn trước mặt tất cả mọi người, để họ không đề phòng, quản lý liền trả treo, diễn tốt người ta mới được nhận vai chính. Nam thần tượng càng tức giận hơn, hắn quyết định không để yên cho Soái Gầy, lập tức gọi điện nhờ người điều tra cậu ấy, hôm sau gã nhà báo đem thông tin đến cho Nam thần tượng. Ngoài mấy tấm ảnh Soái Gầy và các bạn, hắn chẳng điều tra thêm được gì, biết Soái Gầy có cậu bạn mập mạp cùng phòng, làm việc tại cửa hàng tạp hóa nhà Trà Xanh. Nam thần tượng đến tìm Trà Xanh thăm dò, hắn moi được vài thông tin cơ bản, cùng việc Soái Mập bị bắt nạt ở quê, Nam thần tượng quyết định về quê Soái Mập một chuyến. Ở quê đám bắt nạt Soái Mập đang buồn chán, vì chẳng có Soái Mập để hành hẹ, đại ca bắt bừa một người đi đường, biến anh ta thành trò tiêu khiển. Nhưng được một lúc lại thả đi, vì chẳng có gì thú vị, cứ phải là Soái Mập mới vui, bất ngờ có một chiếc xe sang đi tới. Nam thần tượng muốn gặp đại ca, hắn nhận ra người nổi tiếng, liền lấy điện thoại tự sướng một kiểu, Nam thần tượng cảm thấy khó chịu, lấy ra đoạn video bắt nạt Soái Mập. Đại ca tỏ vẻ tự hào với tác phẩm của hắn, Nam thần tượng cảm thấy đại ca là một tài năng, muốn mời hắn tham gia kế hoạch, không nhiều lời đưa tiền là dễ thỏa hiệp. Bên trong phong bì có cả ảnh Soái Mập, đại ca quyết định đi tìm Soái Mập ôn lại chuyện cũ. Soái Mập vừa thấy đại ca thập thò ngoài cửa, sợ hãi vội chạy ra kiểm tra. Cứ nghĩ bản thân nhìn nhầm, Soái Mập mới dám thở phào, nhưng đại ca chỉ lướt qua xác nhận, hắn gọi điện cho Nam thần tượng. Hỏi kế hoạch của hắn là gì, Nam thần tượng muốn đại ca xử lý Soái Gầy, để cậu ấy không diễn được vai nam chính, sẽ có một phần thù lao hậu hĩnh. Đại ca lập tức thỏa hiệp, buổi sáng đại ca chui vào lớp gặp qua Soái Gầy, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, may mắn cô giáo bước vào giải nguy. Đuổi đại ca cút ra ngoài, hắn không muốn gây sự trong trường liền bỏ đi, tuy nhiên lại bị Tề Quang nhìn thấy, cậu lập tức chạy đến xem tình hình của Soái Gầy. Bây giờ Soái Gầy đang cực kỳ lo lắng, nhưng chẳng có lý do gì đại ca lại đi tìm Soái Gầy, làm sao mà hắn biết Soái Gầy và Soái Mập là một, ngoài Tề Quang thì chẳng ai biết. Đừng nên suy nghĩ quá nhiều, nếu cậu sợ hãi khi gặp đại ca, sẽ bị hắn dễ dàng nắm thóp, nhưng Soái Gầy rất khó khống chế cảm xúc vì đại ca khác với những gã côn đồ. Từ nhỏ đến lớn luôn là hắn bắt nạt Văn Soái. Nó đã in sâu vào tâm trí cậu, Tề Quang động viên Soái Gầy, hãy nhớ cậu không còn là Văn Soái trước đây, cứ yên tâm hưởng thụ cuộc sống. Buổi tối Soái Mập đến tạp hóa làm việc, đại ca lại mò tới, Soái Mập giả vờ không nhận ra, khiến đại ca vô cùng thích thú, hắn trêu chọc và đe dọa Soái Mập, còn muốn gửi lời hỏi thăm đến Soái Gầy, Soái Mập vô cùng lo lắng. Đại ca cứ thế mua một đống đồ không trả tiền, nhưng Soái Mập lại không dám nói một câu, hết ca Soái Mập trở về nhà, không còn thuốc ngủ bây giờ đổi sang kích điện cho đỡ tốn kém. Soái Mập dùng cách dí bản thân để đánh thức Soái Gầy, cậu suy nghĩ đến những lần oánh nhau, cũng không phải rơi vào thế yếu, cơ thể mới này chưa chắc đã thua đại ca. Hôm sau Soái Gầy gặp đại ca ở cổng trường, vô tình bị cậu bạn nhút nhát trông thấy, Soái Gầy muốn đại ca đến nơi khác nói chuyện, ra sau trường đại ca trực tiếp xuống tay. Soái Gầy cũng ăn miếng trả miếng rất mượt, nhưng đại ca da dày thịt béo không đau, ngược lại còn khiến hắn trở nên tức giận. Đại ca khiêng Soái Gầy ném xuống đất, cảnh này đều bị cậu bạn nhút nhát chứng kiến. Cậu ta lập tức gọi điện cho Vasco, hai người Vasco và Trấn Thành liền rủ Tề Quang ra ngoài, không nói cho Đào Sảo biết chuyện. Cả nhóm tới giải nguy cho Soái Gầy, đại ca bị đánh cay cú muốn báo thù, lại bất ngờ nhận được điện thoại của Nam thần tượng. Hắn nói có người không thể động vào, đại ca đành rút lui trước.
Trấn Thành muốn ngăn cản, bạn gái vội ôm lấy Trấn Thành, đại ca liền bày ra bộ mặt khinh bỉ rời đi. Bấy giờ bạn gái Trấn Thành nhận cuộc gọi từ Đào Sảo. Trấn Thành ra hiệu đừng cho cô ấy biết chuyện, bạn gái hiểu ý nói rằng không có chuyện gì, rồi cùng mọi người đưa Soái Gầy vào trong lớp. Đột nhiên Soái Gầy cảm thấy đau đầu, làm mọi người vô cùng lo lắng, cậu muốn vào nhà vệ sinh. Tề Quang liền đi theo kiểm tra, trong nhà vệ sinh mắt thần hô rớt phát sáng, biến Soái Gầy trở thành người khác. Cờ Dít nghe tiếng gọi của Tề Quang, vội tìm đường khác bỏ trốn. Ngoài cổng trường có một chiếc xe màu đen, gã đeo kính nhận ra Cờ Dít, liền cho xe bám đuôi cậu ta. Vô tình để thư ký của Tề Quang trông thấy, thư ký lập tức báo tin cho Tề Quang, sau đó anh ta tiến đến nhắc nhở Cờ Dít, đúng lúc giúp cậu ta trở lại thành Soái Gầy. Gã áo đen đi sau định trích thuốc, vội vàng rút lui trước. Tề Quang cũng chạy tới nơi, liền dẫn Soái Gầy lên xe thư ký, rồi đưa cậu ấy trở về nhà. Soái Gầy cảm thấy bối rối, không hiểu tại sao lại ra ngoài cổng trường. Tề Quang đi vào tặng cậu một chiếc điện thoại, bên trong có thiết bị định vị nhưng không cho Soái Gầy biết. Tề Quang muốn phòng tránh trường hợp Soái Gầy đột nhiên biến mất như hôm nay, bên kia đại ca gọi điện hỏi lại Nam Thần Tượng ai là người không thể động vào. Hóa ra Nam Thần Tượng e ngại bố Tề Quang, tiểu thiếu gia đó đại ca từng đánh một lần. Nam Thần Tượng vô cùng khó chịu, hắn chỉ muốn đại ca xử một mình Soái Gầy, tốt nhất là đừng động vào ai khác. Đại ca không cam tâm cúp máy, đúng lúc đàn anh dẫn đám côn đồ đi đến, mày có biết đây là địa bàn của ai không? Đại ca đánh bại cả đám côn đồ, dẫm đạp đàn anh dưới chân. Bây giờ đây là địa bàn của tao, đại ca gọi Nam Thần Tượng tới, cho đàn em mới ra mắt hắn ta. Nam Thần Tượng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đại ca muốn nhắc nhở hắn. Nam Thần Tượng chỉ cần giao tiền, xử lý ai là chuyện của đại ca, kể cả hắn có ra tay với Tề Quang, Nam Thần Tượng cũng không được có ý kiến, Nam Thần Tượng chỉ có thể im lặng mà nghe. Đại ca đuổi hắn cùng quản lý đi trước, Nam Thần Tượng vội vàng rút lui, sau đó đại ca theo đàn em mới về căn cứ, biết Soái Gầy có chỗ dựa là Vatco và Trấn Thành. Đại ca muốn xử hai người này trước, một đám côn đồ tấn công Vatco, rất nhanh bị cậu ta hạ gục, đại ca chơi bẩn cầm gạch oánh lén Vatco, thế là xử xong một người. Mục tiêu thứ hai là Trấn Thành, khi thấy Vatco phải nhập viện, Trấn Thành và mọi người vô cùng hoang mang, biết kẻ kia tiểu nhân đánh lén, Trấn Thành càng thêm tức giận. Bất ngờ cậu ta nhận được tin nhắn có ảnh Vatco, liền nói dối mọi người ra ngoài có việc, vô tình va phải cậu bạn nhút nhát, thấy Trấn Thành có biểu hiện kỳ lạ. Cậu bạn nhút nhát chạy vào báo ngay với mọi người, đúng lúc Vatco tỉnh lại, Tề Quang muốn biết ai là hung thủ, Vatco nhận ra hai gã côn đồ bị hạ gục, từng đi theo chân đàn anh. Cậu bạn nhút nhát xác nhận, đàn anh bị đại ca đánh nhập viện, đàn em của hắn đều đi theo đại ca, đột nhiên có người nhớ ra, sao Trấn Thành đi mãi chưa về. Bạn gái gọi điện cũng không nghe máy, không lẽ Trấn Thành biết đại ca là hung thủ và đi tìm hắn báo thù. Lúc này Trấn Thành đến chỗ đại ca, chửi hắn không biết xấu hổ đánh lén sau lưng, đại ca đúng là kẻ chỉ biết chơi bẩn. Thấy Trấn Thành đến một mình, liền cho đàn em bao vây, hắn thì cứ thong dong chọc bia. Trấn Thành không phải khúc xương dễ nhằn, một mình đủ sức đánh bại cả đám côn đồ, nhưng cậu ta cũng phải kiệt sức, đại ca chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để dọn dẹp, vẻ mặt cực kỳ hèn hạ. Khi Soái Gầy và các bạn đến nơi, Trấn Thành đã bị oánh bầm dập, liền được đưa vào bệnh viện, nằm chung phòng với Vatco, mấy ông thần vừa chơi game xong. Thấy bạn gái vào liền giả vờ, Trấn Thành được bạn gái yêu thương chăm sóc, các bạn của Vatco cũng bắt chước theo, nào Vatco há miệng ra. Lúc sau Đào Sảo muốn nói chuyện riêng với Soái Gầy, cô tỏ ra vô cùng tức giận khi Soái Gầy giấu chuyện đại ca, khiến hai người bạn phải nhập viện, Đào Sảo cũng nhớ ra. Đại ca là người đăng video Soái Mập, có phải cậu đang bảo vệ Soái Mập? Soái Gầy bối rối gật đầu, Đào Sảo muốn từ nay Soái Gầy không giấu chuyện gì nữa, cậu ta cũng đồng ý. Một bên khác đại ca trốn cảnh sát đến nơi tồi tàn, Nam Thần Tượng cảm thấy thật bốc mùi, hắn hỏi lý do, đại ca vẫn chậm trễ chưa xử Soái Gầy, đưa tao tiền tao sẽ tặng mày một món quà bất ngờ. Nam Thần Tượng ra hiệu quản lý lấy phong bì, bên trong ngoài tiền còn có một tấm ảnh, là bằng chứng đại ca đánh lén Vatco, nếu hắn lấy tiền mà không làm việc, Nam Thần Tượng sẽ nặc danh gửi ảnh cho cảnh sát. Đại ca định phản kháng, lại bị Nam Thần Tượng trừng mắt, hắn chỉ có thể vui vẻ thỏa hiệp. Buổi tối Soái Mập xin ông chủ nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, vì cho rằng đại ca sẽ đến quấy rối, cậu ta không muốn ông chủ biết lý do, khiến ông chủ vô cùng tức giận. Ngay khi ông chủ vừa rời đi, đại ca liền tìm đến cửa hàng. Hắn không nhắm vào Soái Mập mà muốn cậu ta gọi cho Soái Gầy, giờ này gọi cũng chẳng ai nghe máy vì hai cơ thể đều do Văn Soái sử dụng. Đại ca thấy Soái Mập chần chừ, đành cướp máy tự gọi. Ở nhà Soái Gầy đang ngủ say, bất ngờ mắt thần hô rớt phát sáng, Cờ Dít thức tỉnh nhấc máy. Thằng nào làm phiền giấc ngủ của tao? Tuy nhiên cậu toàn nói tiếng Anh, khiến đại ca đầu đất không hiểu gì. Hắn trả máy cho Soái Mập, cậu đang vô cùng hoang mang. Vì không biết ai là người nhấc máy, đại ca không cho Soái Mập thời gian suy nghĩ, liên tục táng vào đầu cậu ta. Soái Mập tức giận phản kháng, tại sao tôi đã trốn đến đây rồi anh còn không tha? Đại ca lại thấy thích thú với hành động này, đúng lúc Đào Sảo đi tới, thấy Soái Mập đang bị bắt nạt, cô muốn ra tay ngăn cản. Đào Sảo nhận ra đại ca, liền muốn báo cảnh sát, đại ca lập tức cướp điện thoại. Soái Mập định gọi cảnh sát, bị đại ca đe dọa lại chần chừ, thấy hắn xô ngã Đào Sảo. Soái Mập dùng chiêu heo bay tấn công, kết quả là úp mặt xuống nền nhà. Đại ca được phen cười vỡ bụng, có phải cô gái này cho mày can đảm?
Soái mập giữ chân đại ca cho Đào Sảo chạy trước, hắn đẩy ngã soái mập đuổi theo, cậu ta vội hít thuốc ngủ để soái gầy tỉnh lại đi cứu Đào Sảo, nhưng Cờ Rít đang trong thân xác soái gầy. Vô tình đụng trúng Đào Sảo ở gần tạp hóa, Đào Sảo muốn kéo Cờ Rít chạy cùng, cậu ta lại hất tay Đào Sảo tiến về phía trước, đại ca chặn đầu Cờ Rít, cậu ta lại chẳng nhận ra đại ca là ai. Hắn vô cùng bất ngờ, túm lấy áo Cờ Rít, liền bị cậu ta oánh cho như tử. Cờ Rít ra tay nhanh gọn, khiến đại ca không thể trả lại một đòn nào. Bị Cờ Rít giã liên tiếp vào mồm, Đào Sảo hoảng hốt khuyên Cờ Rít dừng tay, cậu ta lại nhìn Đào Sảo thành em gái lúc nhỏ. Cờ Rít vội chạy đến ôm lấy Đào Sảo, không sao có anh ở đây rồi. Đào Sảo lại hiểu lầm soái gầy đang lo lắng cho cô. Đúng lúc Văn Soái chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể, cậu sợ đại ca tỉnh lại vội kéo Đào Sảo đi trước, không may tất cả hành động vừa rồi đều bị trục trộm. Hôm sau gã nhà báo gửi ảnh đến cho Nam Thần Tượng, hắn vô cùng bực bội, cử đại ca đi xử lý soái gầy, không ngờ hắn lại bị xử lý. Gã nhà báo còn có món quà cho Nam Thần Tượng là clip soái gầy bón hành đại ca. Nam Thần Tượng tức giận muốn gọi đại ca tính sổ, nhưng đột nhiên trong đầu lại nảy ra ý tưởng hay, hắn đăng video Cờ Rít đánh người lên mạng, để mọi người nghĩ soái gầy là côn đồ, còn nhờ quản lý đẩy comment lên top, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của soái gầy, biến cậu thành đối tượng công kích của cư dân mạng. Phía giám đốc biết được chuyện này, cho quản lý của soái gầy mấy cái tát, vì tội không biết chăm lo gà cưng, giám đốc muốn soái gầy giải thích. Nhưng cậu ta chẳng nhớ gì tối hôm đó, giám đốc muốn hủy hợp đồng, khiến soái gầy lo lắng phải bồi thường, biết cậu ta có nỗi khổ riêng. Giám đốc muốn soái gầy ngồi xuống kể lại, soái gầy cũng tường thuật mọi chuyện xảy ra, đại ca là một kẻ côn đồ, tuy nhiên lúc hắn ra tay với Vasco và Trấn Thành, đều không có chứng cứ chứng minh, kể cả video đại ca bắt nạt soái mập trên mạng, hắn cũng không hề lộ mặt, giám đốc vô cùng khó hiểu, lúc đại ca đánh người đều bị che giấu. Còn lúc soái gầy ra tay, lại có bằng chứng rất rõ ràng, là người trải đời mấy chục năm, giám đốc biết chuyện này có ổn khúc. Ông ta để soái gầy về trước, rồi cho quản lý điều tra, bất ngờ giám đốc nhận tin nhắn từ đạo diễn, chuyện quay phim cũng sẽ hoãn lại vì video. Ông ta vô cùng thất vọng, sau khi soái gầy rời khỏi công ty, Tề Quang muốn tìm cậu nói chuyện, cả hai dẫn nhau ra bờ sông. Tề Quang cho soái gầy xem video bón hành đại ca, soái gầy không nhớ gì kể từ lúc cậu hít thuốc ngủ ở cửa hàng. Đến khi đang ôm Đào Sảo, Tề Quang nghi ngờ trong khoảng thời gian đó có một ý thức khác kiểm soát cơ thể, đây không phải là lần đầu. Soái gầy cũng không chắc, cho rằng vì áp lực quá lớn nên cậu ta mới mất ký ức tạm thời. Tề Quang muốn dẫn soái gầy trở về tạp hóa, ở đó có máy quay an ninh, chắc chắn sẽ để lại manh mối. Tuy nhiên khi cả hai đến cửa hàng, máy quay chỉ còn lại đoạn băng buổi sáng. Có người đã mang đoạn băng lúc xảy ra sự việc đi, không ai khác ngoài Trà Xanh Hãm Tài, cô ta bị Nam Thần Tượng dụ dỗ, lấy cắp đoạn băng đưa cho hắn. Cũng chưa xem bên trong có gì, Nam Thần Tượng vô cùng hài lòng, con gái biết nhiều quá không tốt. Một bên khác đại ca bị Cờ Rít đánh đến nỗi bó bột, phải nhờ đàn em kiếm cho nơi ở khác. Căn phòng này có gắn camera ẩn, để đại ca dễ dàng lên kế hoạch, lúc sau Nam Thần Tượng tới tìm đại ca. Hắn tức giận vì đại ca suốt ngày làm hỏng việc, nhưng đại ca đã xem video đăng trên mạng, hắn bị đánh không phải vô ích, đại ca mặt dày đòi tiền. Không có công lao cũng có khổ lao, Nam Thần Tượng không đồng ý, đại ca liền cho hắn xem một trò hay, thấy bản thân bị quay trộm, Nam Thần Tượng vô cùng cay cú. Đại ca chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, lên thành phố cũng học được, chút mánh khóe của người nổi tiếng, nếu Nam Thần Tượng không trả đủ, hắn sẽ nổi hơn cả soái gầy. Nam Thần Tượng buộc phải ra hiệu đưa tiền, đại ca cảm thấy hài lòng, bây giờ có thể coi nhau là đồng minh, Nam Thần Tượng ấm ức bỏ đi. Trong phong bì có ảnh của Đào Sảo, vậy cô ấy chính là mục tiêu tiếp theo. Buổi tối Đào Sảo đang trên đường trở về, không may bị đại ca cùng đàn em mai phục. Đào Sảo sợ hãi định gọi điện cầu cứu, nhưng đại ca biết đây gần nhà của cô, hắn còn biết Đào Sảo có một người chị, để chị gái không dính vào rắc rối. Đào Sảo đành đi theo đại ca, hắn dẫn Đào Sảo đến quán bar, vô tình để Trà Xanh bắt gặp, cô ta muốn đi theo xem thử. Nhưng đám bảo vệ không cho vào, Trà Xanh đành gọi cho soái gầy, biết tin Đào Sảo ở cùng đại ca, soái gầy lo lắng vội lên đường giải cứu, trong phòng bay đại ca bắt Đào Sảo ngồi im. Hắn muốn cho Đào Sảo xem thứ hay ho, là bản gốc của video bắt nạt soái mập trên mạng, có cả mặt của đại ca trong đó, hắn tỏ ra hoài niệm và thích thú. Khi lấy soái mập làm trò tiêu khiển, Đào Sảo tức giận ném lon bia vào đại ca rồi bỏ chạy, hắn bắt Đào Sảo lại đè xuống ghế, cô im miệng lại cho tôi. Lúc này soái gầy dẫn theo Tề Quang đến quán bar, Trà Xanh chỉ họ chỗ Đào Sảo bị dẫn đi, bảo vệ không cho vào, Tề Quang buộc phải lấy ra thẻ VIP. Bảo vệ mới đồng ý cho qua, có mỗi Trà Xanh vẫn không được vào, đám côn đồ trông thấy soái gầy chưa kịp tấn công, liền bị cậu ta một chiêu hạ gục. Bọn chúng vội chạy đi thông báo với những đàn em khác, soái gầy xông vào phòng, cho đại ca ăn cái chai vào đầu, hắn tức giận quật ngã soái gầy, Tề Quang ném cho đại ca thêm chai nữa. Rồi cùng Đào Sảo đỡ soái gầy dậy, đám đàn em theo đến phía sau, nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì, cảnh sát liền lao vào bao vây. Đại ca khôn lỏi chặn cửa, bấy giờ soái gầy cũng xem được đoạn gốc video, cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Sau khi theo cảnh sát về đồn lấy lời khai, mọi người được thả về nhà, bất ngờ có chiếc xe chắn trước mặt, hiệu trưởng tát Tề Quang một cái, rồi bắt cậu ấy lên xe. Soái gầy định nói lý, liền bị Tề Quang ngăn cản, cậu ấy đi cùng hiệu trưởng, để thư ký ở lại đưa soái gầy và Đào Sảo về nhà. Hôm sau trên lớp vô cùng vắng vẻ.
Trấn Thành đang ở bệnh viện, ba người ở quán bar tối qua đều nghỉ học. Trà Xanh tò mò lên hỏi giáo viên, mới biết Soái Gầy được công ty giải trí xin đi quay phim. Đào Sảo thì bị đình chỉ vì đi bar, còn Tề Quang bị hiệu trưởng cấm túc. Trà Xanh thầm cảm ơn bảo vệ tối qua, cô ta gọi điện hỏi thăm Soái Gầy. Đồng thời kể chuyện ở lớp, Soái Gầy biết các bạn bị liên lụy, tất cả đều do cậu ta, vắt cô và Trấn Thành nhập viện, Tề Quang bị cấm túc. Đào Sảo còn bị đình chỉ, Đào Sảo động viên, không phải lỗi của Soái Gầy, đều do gã đại ca cặn bã gây ra, nhưng Soái Gầy vẫn không khỏi tự trách. Cậu ta quyết định làm một việc hệ trọng, sau đó Soái Gầy trở về phòng, hoán đổi lại thân xác cho Soái Mập, cậu ta lấy ra USB chứa bản gốc của đoạn băng bắt nạt trên mạng, rồi mang đến chỗ giám đốc nhằm giúp Soái Gầy thanh minh, giám đốc xem được cũng cảm thông cho Soái Mập, hơn nữa ông ta cũng là người có lương tâm. Nếu dùng đoạn băng này giúp Soái Gầy, Soái Mập sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Giám đốc hỏi Soái Mập đã suy nghĩ kỹ, cậu ta không chút do dự gật đầu. Các bạn vì tôi mới bị tổn thương, Soái Mập quyết định không hèn nhát, phải tự đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân và các bạn. Giám đốc vô cùng cảm phục tinh thần của cậu ta. Lúc này hiệu trưởng và cô giáo đang bàn bạc cho đuổi học Soái Gầy vì những tin đồn không tốt mà cậu ấy gây ra. Đúng lúc giám đốc đi tới, yêu cầu đừng đuổi học Soái Gầy. Có lẽ hiệu trưởng bận quá, chưa xem tin tức mới nhất, bà ta liền mở máy tính xem thử. Bây giờ Soái Gầy là người đại diện công lý, đang được mọi người cổ vũ nhiệt tình. Đại ca bị đánh kia lại là kẻ bắt nạt, có rất nhiều tiền án tiền sự, hiệu trưởng chỉ biết bật cười trước tình thế xoay chuyển 180 độ. Bây giờ kể cả xuất diễn nam chính trong phim mới hay những nhãn hàng nổi tiếng đều muốn Soái Gầy làm gương mặt đại diện, hiệu trưởng đành chấp nhận bỏ qua cho Soái Gầy vì công ty giải trí giám đốc quản lý. Thực chất là gia sản của chồng bà ta, Soái Gầy lại đem đến nguồn lợi khổng lồ như vậy. Tin đính chính được đăng lên mạng, khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về Soái Gầy. Nam thần tượng xem được vô cùng tức giận, liền ra ngoài gọi điện cho quản lý, ra lệnh tìm đại ca ngay lập tức. Sau đó nam thần tượng cùng quản lý đến chỗ đại ca, hắn đang trốn trong khách sạn. Có người gõ cửa phải xem xét cẩn thận mới dám mở. Nam thần tượng cho đại ca xem tin tức mới nhất, hắn mới nhớ ra quên USB ở quán bar, nhờ đại ca mà Soái Gầy được đánh bóng tên tuổi. Khiến hắn vô cùng tức giận, biết Soái Gầy lại tiếp tục đóng phim, lần này đại ca muốn cậu ta không còn tay chân mà diễn. Một bên khác Đào Sảo đang lo lắng cho Soái Mập. Vì video bắt nạt cậu ta lại bị công khai, cô định gọi điện hỏi thăm Soái Mập, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của cậu ta, vô tình Đào Sảo thấy Soái Mập đang ra ngoài. Liền bám theo cậu ta xem thử, Soái Mập vào cửa hàng mua dao, thấy Đào Sảo vội vàng giấu đi, Đào Sảo muốn hỏi thăm Soái Mập, cậu ta vẫn tỏ vẻ không sao, còn cho Đào Sảo biết. Đoạn băng do cậu ta gửi giám đốc công ty giải trí, Soái Mập không muốn vì mình mà mọi người phải chịu tổn thương, Đào Sảo rất vui, vì Soái Mập có thể đối diện với nỗi sợ. Tuy nhiên cô còn một thắc mắc, Soái Mập mua dao làm gì, tôi mua dao thái rau nấu cơm. Đào Sảo không nghĩ nhiều để cậu đi, sau đó Soái Mập về nhà, ngồi tâm sự với cơ thể Soái Gầy, lẽ ra lần đó ngã từ sân thượng, Soái Mập đã về với các cụ. Nhưng Soái Gầy lại xuất hiện, cho cậu ta một cuộc đời mới, giúp Văn Soái có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Soái Mập cho rằng Soái Gầy mới chính là bản thể. Mọi người là bạn của cậu, tất cả đều yêu mến cậu, kể cả Đào Sảo cũng thích dáng vẻ của Soái Gầy, vậy thì cậu nên được sống. Soái Mập biết đại ca sẽ không để yên, cho dù lần này thương tích đầy mình, thậm chí phải hy sinh, Soái Mập không muốn đại ca tổn hại thêm ai khác, đặc biệt là cơ thể Soái Gầy. Soái Mập sẽ dũng cảm đứng ra kết thúc tất cả. Hôm sau Soái Mập về quê tạm biệt bà nội, sau khi giúp bà nội đóng cửa quán, Soái Mập muốn cõng bà nội về nhà. Cậu ta nặng nề bước từng bước, nước mắt bắt đầu rơi, không nỡ để bà nội một mình trên thế gian này. Buổi tối Soái Mập muốn ăn bữa cơm cuối cùng bà nấu, cậu ta nói dối bà nội, sắp tới phải sang nước ngoài học tập, có thể đi rất lâu không về, Soái Gầy sẽ thay cháu chăm sóc bà nội, nghe cháu trai được trường tài trợ đi học. Bà nội cảm thấy rất vui, dặn dò Soái Mập chăm chỉ học hành, bà sẽ ở nhà đợi tin tốt. Bà nội càng quan tâm như thế, khiến Soái Mập vô cùng khổ tâm. Sau khi dỗ bà nội ngủ, Soái Mập trở về thành phố, bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. Cậu ta gọi điện đánh lừa đại ca, nói rằng thực ra đang bị Soái Gầy khống chế, phải làm khổ sai không công. Soái Mập muốn nhờ đại ca ra tay tương trợ, mặc dù đại ca là kẻ cặn bã, nhưng đối xử vẫn tốt hơn Soái Gầy. Soái Mập muốn hẹn đại ca bàn bạc kế hoạch, rồi âm thầm xử lý Soái Gầy. Đại ca nghe xong vô cùng sung sướng, đồng ý với đề nghị của Soái Mập. Sau khi lừa được đại ca, Soái Mập rít thuốc ngủ cho Soái Gầy tỉnh dậy. Soái Gầy đến công ty tập kịch bản, xin quản lý ngủ lại công ty để tạo chứng cứ ngoại phạm, rồi tự trích điện nằm trên ghế. Bên kia Soái Mập tỉnh lại lấy dao. Không may hôm nay trời đổ bão lớn, Soái Mập vẫn lóc cóc ra ngoài, vô tình bị Đào Sảo phát hiện. Thấy kỳ lạ, cô liền bám theo xem thử. Soái Mập đang cầm dao ẩn nấp chờ đợi đại ca xuất hiện. Nhân lúc đại ca không để ý, Soái Mập rút dao bước tới, Đào Sảo vội vàng ngăn cản, rồi kéo Soái Mập về nhà, không may bị đại ca nhìn thấy, về tới nhà Đào Sảo cho Soái Mập ăn tát. Trách cậu sao lại nghĩ đến chuyện dại dột, nói thật Đào Sảo muốn thấy đại ca bị sét đánh chết, nhưng không muốn thấy Soái Mập chết chung với hắn ta. Cậu không nên đánh đổi cuộc đời vì một kẻ cặn bã, bây giờ Đào Sảo có việc phải đi, cô dặn Soái Mập trốn lên phòng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Soái Mập gật đầu đồng ý. Cậu ta thầm cảm ơn Đào Sảo, rồi ném con dao vào thùng rác. Tuy nhiên khi Soái Mập lên sân thượng, đại ca đang chờ sẵn ở đây, hắn đã biết kế hoạch của Soái Mập.
bây giờ cho mày cơ hội xử tao. Soái mập lại sợ hãi bỏ trốn, liền bị đại ca chặn đầu, cả hai vờn nhau trên sân thượng. Đại ca túm được soái mập, lại bị cậu ta đẩy ra, không may đại ca trượt chân, rơi thẳng xuống thùng rác bên dưới. Soái mập cho rằng đã giết người, mà không biết đây là báo ứng đại ca phải nhận. Hắn ta cũng chưa chết thật, chỉ gãy chân không đi được. Đại ca đổ lỗi cho soái mập hại mình, vừa dứt lời thì bị giàn giáo sập vào mồm. Đại phải gọi nam thần tượng đến đón, hắn không muốn động vào rác, ra lệnh quản lý vào giúp đại ca. Quản lý sợ bẩn nhưng vẫn phải làm. Sau đó nam thần tượng đưa đại ca nhập viện. Lúc này một bóng người mặc áo mưa kéo theo chiếc vali đi giữa tâm bão, người này chính là soái gầy. Cậu ta kéo vali ra bờ biển, không ngờ bên trong là soái mập đang ngủ say. Soái gầy nhìn lại cơ thể ban đầu một lần nữa, rồi ném chiếc vali xuống biển nói lời tạm biệt. Vài hạt mưa rơi chúng kích hoạt mắt thần hô rớt, cờ rít thức tỉnh. Linh hồn văn soái cũng quay về cơ thể soái mập. Cậu ta tỉnh dậy trong dòng nước biển. Tại sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ đã xuống địa ngục? Nhưng cảm giác lại giống như ngạt nước. Soái mập nhận ra đã mất quyền kiểm soát cơ thể soái gầy. Nếu như cậu ta chết ở đây thật, văn soái có thể biến mất mãi mãi. Soái mập sợ hãi cầu cứu, ở quê bà nội có linh cảm không lành thức giấc, vội nhấc máy gọi cho soái mập, nhưng cháu trai không nghe máy, khiến bà vô cùng lo lắng. May mắn cơ thể mập mạp cuối cùng cũng phát huy tác dụng, giúp vali nổi lên mặt nước, soái mập khốn khổ thoát ra, lại phát hiện soái gầy đi lại bình thường, có thể mở miệng nói chuyện, còn có ý thức độc lập. Soái mập vô cùng hoang mang, thử véo một cái xem có phải là mơ, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Bất ngờ Vasco gọi đến, soái mập cướp lấy điện thoại, cơ rít muốn cậu ta giải thích rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Soái mập muốn nghe máy trước. Vasco thông báo với soái mập, đại ca đã gặp báo ứng, vừa mới đưa vào bệnh viện. Nghe tin đại ca còn sống, soái mập thở phào nhẹ nhõm. Có thể ông trời vẫn muốn cho cậu ta đường lui. Cờ rít không chờ đợi được nữa, bắt soái mập giải thích mọi chuyện. Soái mập muốn dẫn cờ rít về trước. Tới phòng soái mập bắt đầu kể lại những gì cậu biết. Cờ rít vô cùng tức giận khi biết có người sử dụng cơ thể của cậu ta, lập tức túm cổ soái mập, nhưng nghĩ sao cũng thấy vô lý. Cờ rít cho rằng soái mập bị bệnh tâm thần. Soái mập muốn biết cậu ta là ai, nhưng cờ rít cũng chẳng thể nhớ. Cậu ta muốn ra ngoài tìm ký ức, liền bị soái mập dùng sách đánh ngất. Một bên khác, Tề Quang bị cấm túc, cảm giác lâu ngày không gặp văn soái có chút nhớ nhung. Đúng lúc soái mập gọi điện tới thông báo cơ thể soái gầy xuất hiện một ý thức khác, Tề Quang nhờ thư ký dụ dỗ vệ sĩ, sau đó lén trốn ra ngoài. Tề Quang đến nhà văn soái, ngồi nghe soái mập kể lại đầu đuôi câu chuyện ý thức mới trong cơ thể soái gầy. Không nhớ bản thân là ai, Tề Quang cho soái mập biết cậu ấy từng gặp ý thức đó trong lần đi chạy hè. Soái mập nhớ ra gần đây cũng hay mất trí nhớ, có thể là lúc ý thức mới trong người soái gầy hoạt động cứu Đào Xảo đánh đại ca đều không phải văn soái làm. Nhưng tại sao ý thức mới lại xuất hiện đúng lúc này? Tề Quang cho rằng do văn soái gánh chịu áp lực quá lớn, không thể kìm hãm ý thức trong cơ thể soái gầy. Tề Quang muốn đánh thức soái gầy dậy tra hỏi, nhưng soái mập lại ngất đi. Sự hoán đổi cơ thể quay về bình thường khiến cả hai vô cùng vui mừng. Nhưng Tề Quang chưa hết hoang mang, chủ nhân thật sự của cơ thể soái gầy có lẽ là ý thức mới xuất hiện, nhưng trong lúc văn soái sử dụng được cả hai cơ thể, ý thức đó đã đi đâu, hay nó còn một cơ thể khác nữa? Bên kia, soái gầy nhận được điện thoại của bà nội, định đánh thức soái mập dậy nghe máy, nhưng sợ mất quyền kiểm soát cơ thể soái gầy một lần nữa, cậu ta đành tự nghe. Soái gầy cho bà nội biết tình hình soái mập vẫn ổn, cũng không phải đi xa nữa. Bà nội vô cùng vui mừng, soái gầy lại cảm thấy có lỗi, bà nội lo lắng như thế mà cậu ta suýt làm điều dại dột. Hôm sau, soái gầy vô cùng mệt mỏi, cậu ta không dám ngủ vì sợ mất cơ thể đẹp trai. Đào Xảo lo lắng hỏi thăm, soái gầy chỉ trả lời không sao. Đào Xảo cho cậu ta biết đại ca đã gặp quả báo khi hắn đang nằm trong bệnh viện. Trấn Thành và Vasco đến hỏi thăm, đại ca hèn hạ van xin giang hồ không lợi dụng lúc người khác gặp nạn, nhưng anh cũng đâu phải hảo hán. Trấn Thành chỉ dọa đại ca cũng làm hắn suýt vãi ra quần, nhưng họ để cảnh sát xử lý cho đỡ bẩn tay. Quay lại thực tại, soái gầy và Đào Xảo vô cùng hài lòng với những gì đại ca đáng phải nhận. Sau cơn bão trời lại sáng, Vasco và Trấn Thành cũng được xuất viện về nhà. Đào Xảo chỉ hơi buồn vì soái gầy sắp phải đóng phim, không có nhiều thời gian hẹn hò. Nhớ đến lần được soái gầy quan tâm, có thể như vậy cũng tốt. Đào Xảo không muốn cả hai tiến triển quá nhanh. Soái gầy lại không hiểu Đào Xảo nói chuyện gì, gần đây tớ rất lạ sao? Đào Xảo vô cùng ngại ngùng. Đúng lúc xe buýt đi đến, cả hai cùng lên xe tới trường. Ở đây soái gầy gặp lại Tề Quang, cậu ta giả vờ không nhận ra, rốt cuộc cậu là ai? Soái gầy giận dỗi đề nghị Tề Quang không trêu bạn. Cả hai lại vui vẻ khoác vai nhau. Bữa trưa, Đào Xảo nhịn ăn trốn trong lớp, bạn thân biết ý mang đồ ăn đến, nhưng Đào Xảo không muốn ăn. Cô đang không biết đối diện với soái gầy thế nào, có lúc cậu ấy rất chủ động, nhưng có lúc vô cùng nhút nhát. Bạn thân châm chọc, thế cậu thích như nào? Dĩ nhiên là chủ động rồi. Bên kia, soái gầy cùng Tề Quang đến nhà ăn, nhưng không gặp được Đào Xảo, chỉ có Vasco và Trấn Thành ở đây. Trấn Thành nghe lời bạn gái, dẫn dắt soái gầy tỏ tình với Đào Xảo. Tuy khẩu vị của cậu hơi mặn, nhưng Đào Xảo cũng là cô gái tốt. Soái gầy lập tức dãy nảy bảo vệ Đào Xảo, không chỉ tốt mà cô ấy còn rất xinh đẹp, vậy thì sao còn chưa tỏ tình? Tề Quang lập tức thay đổi sắc mặt. Soái gầy vô cùng bối rối vì cậu ấy còn có bí mật, nhưng Trấn Thành không cho soái gầy thời gian suy nghĩ. Hôm nay cậu phải tỏ tình, nếu không Trấn Thành và Vasco sẽ nghỉ chơi. Bạn gái Trấn Thành nói thế, Trấn Thành và Vasco sẽ chuẩn bị. Soái gầy chỉ cần lên sân thượng thành thật với Đào Xảo,
Soái gầy đành gật đầu đồng ý. Một bên khác, Nam Thần Tượng gọi điện nhờ quản lý sắp xếp cho đại ca, cứ nói với cảnh sát đại ca đang bị què quặt nên xin hoãn thời gian giam giữ. Sau đó Nam Thần Tượng vào lớp, hôm nay có tiết học thanh nhạc, Soái gầy đưa bài hát cho Nam Thần Tượng nhưng hắn lại ném đi. Vô tình Nam Thần Tượng chú ý đến mắt thần hô rớt, hắn chạm tay xem thử, cơ rít thức tỉnh, trong đầu cậu ta phát ra âm thanh kỳ lạ. Cây chip mắt thần hô rớt, sau này cậu là một thành viên của tổ chức. Cơ rít còn chưa hiểu chuyện gì liền bị cô giáo gọi lên trả bài, nhận ra bản thân đang là học sinh. Cơ rít cũng lên thể hiện vài đường cơ bản, giọng hát của cậu ta khiến mọi người say đắm, tất cả bạn học cùng nhau cổ vũ, nhưng vẻ tự tin này lại khiến Tề Quang nghi ngờ. Sau khi kết thúc tiết học, Tề Quang bám theo Cờ Rít, muốn giữ cậu ta lại nói chuyện, nhưng Cờ Rít chẳng nhớ bản thân là ai, chỉ nghĩ rằng ai cũng là kẻ thù của cậu ta. Bất ngờ một lão tóc bạc xuất hiện, tự nhận là bố của Cờ Rít, bây giờ Tề Quang mới biết tên thật của cậu ta, Cờ Rít lại quay đầu bỏ trốn. Tề Quang vội vàng đuổi theo, Cờ Rít vượt qua hàng rào phía sau trường, Tề Quang cũng làm việc trước nay chưa từng làm, vì cậu mà cái gì tôi cũng dám, Tề Quang theo Cờ Rít đến con ngõ vắng. Bất ngờ cậu ta lao ra khống chế Tề Quang, cho rằng Tề Quang là kẻ theo dõi, tôi là bạn của cơ thể này nên không phải kẻ thù của cậu. Nhưng Cờ Rít biết Tề Quang là công tử bột, tự thân vận động thì hơn, Tề Quang vẫn cố níu kéo. Bất ngờ Cờ Rít lên cơn đau đầu, Tề Quang vội đỡ lấy cậu ta, hóa ra Soái Mập ở nhà tỉnh lại. Phát hiện bản thân mất quyền kiểm soát cơ thể Soái gầy nên Rít thuốc ngủ thử xem có thể hoán đổi cơ thể lần nữa hay không, may mắn là có hiệu nghiệm. Soái gầy trở lại bình thường, Tề Quang muốn biết chuyện gì xảy ra, Soái gầy chỉ nhớ lúc đang trên lớp, cậu ta muốn xem đã trôi qua bao lâu, lại phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhớ đến Đào Sảo đang chờ, Soái gầy lập tức về trường. Một bên khác, các bạn tập hợp trên sân thượng, chuẩn bị cho màn tỏ tình của Soái gầy với Đào Sảo, tuy nhiên nam chính mãi không xuất hiện. Trấn Thành liền gọi cậu ta, không may nữ chính lại đến trước, Trấn Thành và bạn gái tìm cách giải thích, nhưng kiểu gì cũng không hợp lý. Thôi thì đành phải nói thật là Soái gầy muốn tỏ tình với cậu, Đào Sảo vô cùng trông chờ, nhưng Soái gầy mãi không xuất hiện, Đào Sảo về phòng thiết kế. Trong lòng có chút thất vọng, bất ngờ Soái gầy chạy tới, đứng nhìn vào mắt Đào Sảo, trong đầu có sẵn câu tỏ tình, nhưng ngoài miệng thì không dám nói. Chỉ tặng Đào Sảo món quà rồi bỏ đi, Đào Sảo cũng vui vì Soái gầy đã đến. Bên ngoài, Soái gầy đứng quan sát biểu hiện của Đào Sảo, Tề Quang trách móc cậu, đến rồi mà không mở miệng tỏ tình. Nếu là Cờ Rít thì xong rồi, Soái gầy nhận ra cái tên thật sự của cơ thể này là Cờ Rít. Tề Quang kể lại tình hình cho Soái gầy, Cờ Rít còn có một người bố, nhưng cậu ta lại khẳng định đó là kẻ thù, có khả năng Soái gầy sẽ gặp nguy hiểm. Tề Quang muốn điều tra thêm, Soái gầy lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả hai ra bên ngoài cổng trường, lão tóc bạc trông thấy khẳng định cơ thể kia chính là của Cờ Rít, phải lập tức mang Cờ Rít trở về tổ chức. Một bên khác, Nam Thần Tượng đang tập nhảy chuẩn bị cho show diễn lớn, quản lý lại thông báo với hắn, tất cả các show diễn lớn đều chuyển sang cho Soái gầy. Bây giờ Nam Thần Tượng chỉ nhận quảng cáo cho nhãn hàng nhỏ, biết đây là ý giám đốc. Nam Thần Tượng đến tìm ông ta, đúng lúc giám đốc cũng muốn gặp hắn chất vấn, tại sao lại giở thủ đoạn với Soái gầy. Nam Thần Tượng vội vàng giải thích, tất cả là do đại ca làm. Giám đốc hỏi hắn đến đây làm gì, Nam Thần Tượng đành từ bỏ ý định ban đầu để giám đốc không vạch trần hắn. Giám đốc vô cùng hài lòng, từ nay quản lý và xe của Nam Thần Tượng cũng được chuyển sang cho Soái gầy, đi chụp ảnh quảng cáo thì không cần những thứ đó. Nam Thần Tượng ấm ức nhưng không thể làm gì, ra ngoài Nam Thần Tượng yêu cầu quản lý làm nội gián bên cạnh Soái gầy để trả số tiền đang nợ hắn, hãy khiến Thác Văn Soái thân bại danh liệt. Quản lý cũng gật đầu đồng ý. Hôm sau là buổi quay đầu tiên của Soái gầy, quản lý cố tình làm hỏng xe để chậm trễ thời gian đến phim trường. Soái gầy lại sợ đoàn làm phim chờ đợi, để quản lý ở lại sửa xe, cậu tự chạy bộ đến phim trường cho lẹ. Ở đây đạo diễn đang tức giận vì Soái gầy mãi vẫn chưa tới. Nam Thần Tượng nhân cơ hội nịnh nọt đạo diễn, suýt nữa được nhận vai nam chính, nhưng Soái gầy lại đến kịp, khiến mặt hắn tối sầm lại. Đạo diễn lập tức bảo Soái gầy đi thay đồ, chuẩn bị cho vai diễn. Bên ngoài phim trường, Đào Sảo mang áo đến cho Soái gầy, quà cô tự may chúc mừng Soái gầy được nhận vai chính, nhưng người trong đoàn phim không cho vào. Đào Sảo đành nhờ anh ta gửi áo cho Soái gầy, nhưng anh ta lại ném vào xe. Bên trong, Soái gầy thực hiện cảnh quay đầu tiên, nhưng cậu lại đứng như trời trồng, không thể thốt được câu thoại nào. Đạo diễn và mọi người đều bất lực, Soái gầy chỉ biết xin lỗi, giám đốc giúp Soái gầy nói đỡ mấy câu, có thể lần đầu đóng phim còn nhiều bỡ ngỡ, đạo diễn cho mọi người giải lao. Một lần nữa Soái gầy không diễn ra hồn, ông ta sẽ đổi nam chính. Trong lúc giải lao không may Soái gầy bị bẩn áo, đạo diễn vô cùng bực bội, có lẽ hôm nay Soái gầy sẽ chẳng quay được cảnh nào. Đạo diễn yêu cầu quay cảnh không có nam chính trước để Soái gầy về nhà nghỉ ngơi, tuy nhiên Soái gầy lại tìm thấy áo Đào Sảo tặng trong xe, mặc lên rồi đến chỗ đạo diễn, cậu kiếm đâu cái áo đẹp thế. Đạo diễn vui mừng vì có thể tiếp tục quay, nhưng Soái gầy lại lần nữa làm đạo diễn tức giận, cậu lại quên thoại rồi phải không, mọi người giúp Soái gầy chỉnh đốn trang phục. Vô tình chạm vào mắt thần hô rớt, Nam Thần Tượng mang kịch bản cho Soái gầy xem thử, còn nói nhỏ vào tai cậu, nếu không diễn được thì để tôi, hắn không biết bây giờ người đứng trước mặt là Cờ Rít. Mấy vai diễn này cậu ta làm như cơm bữa, để dằn mặt Nam Thần Tượng, Cờ Rít thể hiện vài đường cơ bản, hoàn thành cảnh quay một cách đơn giản thuần thục, khiến đạo diễn vô cùng hài lòng. Nam Thần Tượng không tin vào mắt mình, vai chính chỉ cách hắn một chút nữa, mọi người chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, nhưng Cờ Rít lại rời khỏi phim trường.
quản lý muốn giữ cậu ta lại, liền bị Cờ Dít cho ăn đòn. Nam thần tượng thấy sợ, tỏ vẻ thân thiết với Cờ Dít, nhưng không thể qua mắt cậu ta. Cờ Dít biết Nam thần tượng là một kẻ lươn lẹo, chẳng thèm tiếp chuyện bỏ đi. Buổi tối Soái Mập tỉnh dậy, phát hiện thân thể Soái Gầy lại mất kiểm soát. Cậu ta lo lắng đi tìm, may mắn Tề Quang cài định vị trong điện thoại Soái Gầy mới giúp Soái Mập tìm thấy. Cờ Dít tỏ vẻ mệt mỏi, không thể nhấc chân lên nổi. Soái Mập phải kéo cậu ta về nhà. Soái Mập bắt đầu lo lắng, có một ngày Cờ Dít hoàn toàn điều khiển được cơ thể, Soái Mập phải làm thế nào? Cuộc sống của cậu ta sẽ bị đảo lộn, Soái Mập nhất định phải tìm cách tiếp tục sử dụng cơ thể đẹp trai. Cậu ta nhớ lại lần mất kiểm soát do bị siết cổ, có thể đây là một cách. Liền muốn thử với Cờ Dít, lập tức bị cậu ta phản kháng, suýt nữa Soái Mập bị bẻ gãy tay, bị Cờ Dít cảnh cáo, nhưng Soái Mập vẫn bạo gan thử lại. Vô tình chạm vào mắt thần hô rớt, giúp cậu ta lấy lại quyền kiểm soát cơ thể Soái Gầy, cuối cùng cũng tìm được cách. Mắt thần hô rớt chính là công tắc chuyển đổi. Soái Gầy vô cùng vui vẻ. Một bên khác, Nam thần tượng đi đón đại ca, trên xe hắn cho đại ca xem đoạn băng hôm Soái Gầy thử vai, đại ca liền nhận ra ánh mắt sắc bén đó chính là lúc Soái Gầy đánh hắn. Có lúc cậu ta hiền lành như thỏ, có lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn như một sát thủ. Nam thần tượng từng thử tìm hiểu thì biết đây là bệnh đa nhân cách. Hắn muốn nhờ đại ca xác nhận, nếu đúng như vậy phải ăn mừng. Mấy lần thất bại nhưng đại ca mặt dày đòi tiền, Nam thần tượng cũng không ngại chi tiền. Chỉ cần làm Soái Gầy sụp đổ là được. Sau đó đại ca đến tìm Soái Gầy, nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện. Soái Gầy nhắc nhở đại ca, tôi không muốn anh phải ngồi xe lăn. Đại ca vẫn lì đòn giữ Soái Gầy lại, vì thấy mặt cậu ấy hôm nay hơi hiền, tay chân bùn rùn không có sức. Soái Gầy mạnh miệng nhưng trong lòng vẫn sợ đại ca, hắn nhất quyết phải đánh một trận. Vô tình đòn đầu tiên lại đụng trúng mắt thần hô rớt, Cờ Dít thức tỉnh thì chẳng ngán một ai, không cho đại ca thời gian khởi động mà cho hắn nằm im dưới đất. Xong việc, Cờ Dít thong thả rời đi. Hôm sau, Cờ Dít bị tiếng gọi trong ký ức đánh thức, cậu ta nhớ ra một nơi, lập tức muốn đến quán net, lại phát hiện bị Soái Mập trói chân. Cờ Dít không thèm đôi co, muốn nhanh chóng cởi dây trói, nhưng Soái Mập không cho đi, vì hôm nay có hẹn quay phim lúc 10 giờ. Cờ Dít mặc kệ cậu ta, chuyện này chẳng liên quan đến tôi. Soái Mập quỳ xuống cầu xin, nếu như phải bồi thường hợp đồng, cậu ta và bà nội biết sống sao? Soái Mập bất lực ôm mặt khóc, chỉ trách cậu ta vô dụng, không thể dùng cơ thể mập mạp này gặp mọi người. Cờ Dít vẫn không mềm lòng, tôi không phải người thích giúp người khác, cầu xin không được. Soái Mập quay sang ép buộc, cậu nhất định phải đi. Cờ Dít tức giận lốc thẳng vào giao diện xấu xí của Soái Mập, làm cho cậu ta bất tỉnh, rồi lập tức rời khỏi phòng. Ra ngoài lại đụng trúng Đào Xảo, cũng chẳng thèm tiếp chuyện với cô. Không may khi Cờ Dít ra đường lại bị lão tóc bạc phát hiện, liền cho xe bám theo cậu ta. Lúc sau, Cờ Dít đến quán net, nhớ ra từng để một túi đồ trong tủ cá nhân, may mắn là nhớ cả mật khẩu. Cờ Dít lấy lại được túi đồ, tuy nhiên khi ra bên ngoài, Cờ Dít va phải lão tóc bạc và đám áo đen, trong tâm trí tự hiện lên hai chữ kẻ thù. Cờ Dít lập tức tìm cách trốn thoát. Lão tóc bạc luôn tự nhận là bố Cờ Dít, thực ra là một tiến sĩ tâm thần. Cờ Dít chính là sản phẩm thí nghiệm trốn thoát, ông ta rất muốn bắt về. Một bên khác, Tề Quang nhận được tin của Soái Mập, Cờ Dít lại bỏ trốn. Tề Quang nhờ Trấn Thành và Vasco giúp đỡ xử lý đám bảo vệ canh cửa. Sau khi hạ gục hai bảo vệ, Vasco và Trấn Thành đưa Tề Quang ra ngoài, sau đó Tề Quang đón Soái Mập đi cùng. Theo định vị, cả hai đến quán net, phát hiện đám áo đen đang định bắt Cờ Dít. Soái Mập vội lôi cậu ta lên xe, đám áo đen muốn đuổi theo, nhưng lão tóc bạc quyết định thả đi. Trên xe, Soái Mập yêu cầu thư ký đến phim trường, nhưng Cờ Dít không đồng ý. Hai bên bắt đầu cãi nhau, Tề Quang giúp Soái Mập giữ tay Cờ Dít để cậu ta không trốn khỏi xe. Thư ký phát cáo quát cả ba im miệng, họ lập tức ngoan ngoãn như cún. Lúc sau mọi người đến phim trường, Cờ Dít mới kiểm tra túi đồ, bên trong có một hộ chiếu. Cậu ta tên đầy đủ là Cờ Dít Valier, sinh năm 1994, là người Mỹ gốc Hoa, còn có một tấm ảnh chụp chung với em gái lúc nhỏ. Tề Quang ngó vào xem thử, Cờ Dít vội cất giấu rồi bỏ đi. Tề Quang muốn giữ Cờ Dít lại, dù sao cũng đến đây rồi, hãy giúp Soái Mập quay phim. Cờ Dít không đồng ý, tại sao phải giúp cậu ta? Vì chúng tôi có thể giúp cậu. Tề Quang biết Cờ Dít mất trí nhớ, hơn nữa cũng chẳng có nơi nào để đi. Lão tóc bạc thì cậu ta luôn miệng nói là kẻ thù. Người mà Cờ Dít có thể tin tưởng duy nhất bây giờ chỉ có Tề Quang và Soái Mập. Tôi còn có thể cho cậu mượn tiền. Cờ Dít đành chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng cậu ta chỉ giúp Soái Mập quay phim hết lần này. Cờ Dít ném lại chiếc túi cho Tề Quang rồi đi vào trong phim trường. Soái Mập muốn hoán đổi cơ thể nhưng cho cậu ta dùng cơ thể. Cũng có quay được cảnh nào ra hồn đâu. Cờ Dít quyết định tự quay cho nhanh. Vào trong, Cờ Dít trả treo với tất cả mọi người, làm đạo diễn vô cùng tức giận. Ông có tin tôi đấm ông không? Đạo diễn cũng hãi hồn, Soái Mập vội đứng ra giải thích, do cậu ấy nhập vai quá sâu, đạo diễn mới chịu bỏ qua, giữ được trạng thái như vậy càng lâu càng tốt. Hết đạo diễn rồi đến quản lý chất vấn Cờ Dít, cậu ta đổi luôn quản lý, từ nay Soái Mập sẽ làm quản lý của tôi. Quản lý ấm ức nhưng không làm gì được. Tôi về tôi mách giám đốc. Cờ Dít mặc kệ bỏ đi. Buổi quay bắt đầu, Cờ Dít diễn cảnh nào ăn đứt cảnh đó, làm đạo diễn vô cùng hài lòng. Soái Mập mới biết bản thân vô dụng. Có cơ thể đẹp trai mà không dùng nổi, trả lại cho chủ nhân thì tốt hơn. Bên ngoài, Tề Quang kiểm tra chiếc túi của Cờ Dít, biết được danh tính thật sự của cậu ta. Tề Quang chụp ảnh hộ chiếu, rồi nhờ thư ký điều tra về Cờ Dít. Buổi tối, Cờ Dít trở về phòng, Đào Xảo đang đứng chờ, nhưng Cờ Dít cứ thế lướt qua.
giả vờ như không quen biết, làm Đào Sảo vô cùng khó chịu. Soái Mập theo sau hỏi Đào Sảo có chuyện gì, hóa ra cô muốn mời hai người ăn cơm, nhưng giờ đang giận không mời cờ rít nữa, cậu ta thì bụng đói cồn cào, đành mặt dày xuống ăn trực. Lần đầu tiên hai soái xuất hiện cùng lúc, khiến chị gái Đào Sảo bất ngờ. Cờ rít suýt nữa để lộ bí mật, Soái Mập lập tức nhét cho cái cánh gà bịt miệng. Soái Mập cũng thông báo tin vui, từ nay sẽ làm quản lý cho cờ rít. Đào Sảo và chị gái cũng vui lây. Nhưng Soái Mập lại ngượng ngùng, từ nay không có thời gian gặp người muốn gặp. Đào Sảo không biết là ai nên hỏi. Cờ rít lại bật cười nói toạc ra, cậu ta thích cô đó. Rõ ràng Soái Gầy và Đào Sảo đã xác nhận tình cảm, cờ rít nói vậy làm cô có cảm giác bị trêu đùa. Đào Sảo tức giận bỏ bát xuống, Soái Mập gỡ rối bằng cách kéo cờ rít lên phòng. Soái Mập đóng cửa phòng giải thích cho cờ rít, người Đào Sảo đang hẹn hò là văn soái trong cơ thể đẹp trai, cờ rít lại gắn ghép cô ấy với Soái Mập mới khiến Đào Sảo bực mình. Vậy tại sao cậu còn mượn cơ thể của tôi, từ nay không cho mượn nữa, câu nói làm Soái Mập hốt hoảng. Bây giờ cậu ta phải đối diện với mọi người thế nào? Soái Mập cầu xin cờ rít cho cậu ta sử dụng cơ thể, chỉ lúc đi gặp Đào Sảo thôi cũng được. Cờ rít thắc mắc, có phải cậu biết cách chuyển đổi cơ thể? Soái Mập lập tức giải thích, chính là nhờ mắt thần hô rớt. Cờ rít không tin, cho rằng đây chỉ là vết bớt bình thường. Cậu ta còn chạm thử, không ngờ bị chuyển đổi thật. Để chứng minh với cờ rít, Soái Gầy quay lại video, bây giờ tôi đang trong cơ thể cậu. Cậu có thể tin rồi chứ? Bất ngờ bên ngoài có tiếng động, Soái Gầy ra xem thử, không may cậu ta bị trích thuốc rồi bị đám áo đen khiêng đi. Đào Sảo trông thấy liền đuổi theo nhưng không kịp, vội gọi điện cho Soái Mập nhưng cậu ta không thể nghe máy. Lúc sau Soái Gầy được đưa đến căn cứ của đám áo đen, lão tóc bạc kiểm tra nhưng chip không hoạt động. Ông ta nói với đồng bọn chuẩn bị máy bay mai về Mỹ. Đúng lúc Soái Gầy tỉnh lại, cầu xin lão tóc bạc đừng đưa đi, tôi còn bà nội ở quê cần chăm sóc. Nhận ra có một ý thức khác đang trong cơ thể cờ rít, lão tóc bạc liền trở nên hiền lành, hỏi Soái Gầy làm sao chuyển đổi cơ thể. Soái Gầy nhận ra lão tóc bạc cũng biết về bí mật, càng không thể nói với ông ta. Soái Gầy giả vờ không biết, lão tóc bạc vẫn cố gắng hỏi. Bất ngờ có người thông báo cảnh sát đang ở bên ngoài, lão tóc bạc quyết định thả Soái Gầy rồi cho người theo dõi cậu ta, phải tìm ra cách chuyển đổi cơ thể mà không cần làm phẫu thuật, đó sẽ là bước tiến lớn trong thí nghiệm của ông ta. Đám áo đen được lệnh đưa Soái Gầy về nhà, nhưng cờ rít lại thức tỉnh trên xe. Cậu ta vào thế cảnh giác, đám áo đen không làm gì, nên cờ rít cũng không ra tay, cậu ta trở về an toàn. Đào Sảo đang lo lắng, nhưng cờ rít lại chẳng nói gì với cô. Cậu ta kéo Soái Mập vào phòng, Soái Mập cho cờ rít xem đoạn băng vừa quay được, chứng minh hai người có thể chuyển đổi cơ thể qua mắt thần hô rớt. Cờ rít bắt đầu tin lời Soái Mập, có những ai biết bí mật này, ngoài tôi cậu thì còn có Tề Quang, tuy nhiên đám áo đen cũng đang điều tra, cả hai chắc chắn chúng là người xấu. Bây giờ cờ rít chỉ có thể tin tưởng vào Soái Mập và Tề Quang, cậu ta quyết định thỏa thuận với Soái Mập, cho Soái Mập sử dụng cơ thể lúc cần. Điều kiện là Soái Mập phải giúp cờ rít tìm lại ký ức. Soái Mập vui vẻ đồng ý, nhưng cậu ta vẫn còn chuyện muốn nhờ, cờ rít phải giúp Soái Mập đóng phim, cờ rít bất lực đành đồng ý. Hai bên đóng dấu vào bản hợp đồng thuê thân xác, từ nay Soái Mập sẽ phục vụ cờ rít không công để được mượn thân xác của cậu ta. Xong việc, cờ rít đến nơi, Soái Mập nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên. Để bắt đầu hành trình tìm lại ký ức, một bên khác Nam Thần Tượng đến gặp đại ca, phát hiện hắn lại bị đánh. Lần này đại ca có thu hoạch, xác nhận trong người Soái Gầy tồn tại hai nhân cách. Nếu có bằng chứng chứng minh, Soái Gầy không thể tiếp tục sự nghiệp, đại ca liền đưa ra gợi ý lắp máy quay lén trong nhà Soái Gầy, Nam Thần Tượng vô cùng tán thành. Hôm sau nhân lúc hai soái ra ngoài, Nam Thần Tượng sai đại ca thực hiện kế hoạch, nhưng đại ca lấy cớ chân què, bắt Nam Thần Tượng tự đi gắn máy quay lén. Hắn buộc phải đồng ý, Nam Thần Tượng định phá cửa phòng, lại phát hiện cửa không khóa. Đúng lúc Đào Sảo đi lên, may mắn hắn trốn kịp, Nam Thần Tượng gắn xong máy quay rồi bỏ đi. Không ngờ trong phòng còn có người khác, đại ca qua máy quay phát hiện, liền đưa cho Nam Thần Tượng xem cùng. Đúng lúc kẻ áo đen đi ra, Nam Thần Tượng sẽ đuổi theo hắn. Đại ca muốn lên phòng văn soái kiểm tra, đại ca phát hiện một máy quay lén khác, liền chào hỏi người sau màn hình, lão tóc bạc xem được hoài nghi. Thằng khứa này là ai nữa đây? Bên kia Nam Thần Tượng đuổi theo kẻ áo đen, nhưng lại bị mấy chiếc xe chặn đầu, nên đành để mất dấu. Buổi tối các bạn học mở tiệc liên hoan. Chúc mừng Đào Sảo đỗ phỏng vấn, vị trí thiết kế trang phục trong đoàn phim, đạo diễn rất ưng chiếc áo Đào Sảo tặng Soái Gầy, cùng với việc Soái Gầy nhiệt tình giới thiệu. Đào Sảo muốn cảm ơn cậu ấy, nhưng cô vẫn chưa hết giận, chuyện Soái Gầy liên tục thay đổi, lúc thì làm như không quen, lúc thì quan tâm quá mức. Soái Gầy giả vờ không hiểu, Đào Sảo trực tiếp nhắc lại, lần đại ca đuổi theo cô ấy, tại sao cậu lại ôm tôi? Soái Gầy vô cùng ấm ức, làm gì đã được miếng nào? Cậu ta chạy vào phòng, muốn hỏi cờ rít ra lẽ. Sau khi hoán đổi thân xác, Soái Mập chất vấn cờ rít, tại sao lại giở trò lợi dụng Đào Sảo, cờ rít còn chẳng nhớ. Chỉ thấy thái độ ghen tuông của Soái Mập thật hài hước, có cơ hội mà không biết nắm giữ. Cờ rít không cho Soái Mập mượn cơ thể nữa, cậu ta còn muốn chọc tức Soái Mập. Cờ rít ra ngoài ngồi cạnh Đào Sảo, dạy Soái Mập vài chiêu tán gái cơ bản. Soái Mập muốn ngăn cờ rít, nhưng làm gì có quyền lên tiếng. Cờ rít được mọi người cổ vũ, còn muốn tỏ tình tại đây. Soái Mập không nhịn được nữa, buộc phải đứng lên ngăn cản, lập tức bị mấy ánh nhìn khó hiểu, ý mình là không nên lấy dao tỏ tình.
Cờ Dít cũng thấy đúng, vậy thì ngày mai mình sẽ tỏ tình lại, các bạn cạn ly chúc mừng, chỉ có Soái Mập không vui. Hôm sau Cờ Dít nhắn tin hẹn Đào Xảo, rồi dẫn Soái Mập đi mua hoa, đồng ý cho cậu ta mượn cơ thể tỏ tình. Bà chủ vừa nhìn đã không ưa, vừa xấu vừa mập lại còn kẹt xỉ, đi tỏ tình gì mua một bông hoa. Cờ Dít cũng thấy ngại thay, hay không cho cậu mượn cơ thể nữa, cứ đi tỏ tình trực tiếp với Đào Xảo. Soái Mập không thể làm được, cậu ta cho rằng Đào Xảo chỉ thích trai đẹp. Cờ Dít cũng hết cách, đành giúp Soái Mập nốt lần này. Xong việc, Cờ Dít đi tìm lại ký ức, cậu ta đến địa điểm giống trong bức ảnh hỏi thăm, nhưng nhân viên không nhận ra. Cờ Dít đành đến nơi khác, bất ngờ vài dòng ký ức hiện về, cậu ta đau đầu ngất đi, vô tình trà xanh ngang qua, liền gọi cấp cứu cho Cờ Dít. Buổi tối đến giờ hẹn với Đào Xảo, nhưng Cờ Dít vẫn chưa trở về. Soái Mập lo lắng cậu ta sẽ nuốt lời, nhưng lại nhận tin Cờ Dít đang trong bệnh viện. Soái Mập lập tức đến bệnh viện kiểm tra, còn không quên mang hoa chuẩn bị cho Đào Xảo. Nam Thần Tượng và Đại Ca thấy Soái Mập gấp gáp ra ngoài, liền đuổi theo chặn đầu cậu ta. Đại Ca muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng Soái Mập nhất quyết không nói. Đại Ca chỉ có thể chuyển chủ đề: bạn cùng phòng mày bị đa nhân cách đúng không? Soái Mập lập tức phủ nhận: vậy thì chắc chắn nó có bí mật khác. Đại Ca muốn Soái Mập điều tra xem bí mật đó là gì. Soái Mập chỉ có thể giả vờ đồng ý để Đại Ca thả cậu ta đi. Sau đó Soái Mập chạy một mạch đến bệnh viện, nhưng Cờ Dít đã đi mất. Soái Mập gọi điện cho cậu ta mới biết Cờ Dít đang đến chỗ hẹn Đào Xảo. Soái Mập nghĩ rằng giờ này muộn chắc Đào Xảo cũng về rồi, nhưng Cờ Dít lại thấy cô ấy vẫn đang đợi. Cậu ta tiến đến ôm lấy Đào Xảo rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy. Đây là cách tốt nhất để xin lỗi con gái đang giận. Soái Mập lạch bạch chạy đến nơi, chứng kiến cảnh này vô cùng đau đớn. Đợi sau khi Đào Xảo về nhà, Soái Mập mới hỏi tội Cờ Dít. Cậu ta điên cuồng lao vào, Cờ Dít giơ nhẹ tay khiến Soái Mập vỡ mũi. Cậu ta chất vấn Cờ Dít: tại sao dám động vào Đào Xảo, nhưng đâu còn cách nào để xin lỗi cô ấy. Đây là Cờ Dít đang giúp Soái Mập, hơn nữa chỉ hôn lên trán mà thôi. Cờ Dít trêu chọc Soái Mập: chắc cái nắm tay còn chưa dám. Cậu ta chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong. Bên kia Đào Xảo về phòng, vui đến nỗi trằn trọc không ngủ được, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Cờ Dít. Soái Mập vội vàng cướp lấy, cậu ta sung sướng vì được Đào Xảo chúc ngủ ngon. Cờ Dít tự hào: tôi đã giúp cậu một chuyện lớn. Cờ Dít hướng dẫn cho Soái Mập thêm vài chiêu, hôn trán rồi đến hôn môi. Soái Mập lại dãy nảy vì nghĩ Cờ Dít đang trêu mình. Hôm sau Soái Mập đến chỗ Vasco và Trấn Thành muốn học vài chiêu để trả thù Cờ Dít. Trấn Thành dạy bước cơ bản là giảm cân, nhưng Soái Mập muốn đốt cháy giai đoạn, cứ dạy oánh luôn là được. Trấn Thành liền dạy Soái Mập chiêu đấm bụng và móc hàm. Về nhà cậu ta muốn thực hành luôn với Cờ Dít, nhưng chưa kịp ra tay lại ăn ngay cú đấm vào bộ nhá. Cờ Dít còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc sau Đào Xảo đến tìm Soái Gầy. Cờ Dít nhìn vào bản hợp đồng, đành bấm công tắc mắt thần hô rớt để cho Văn Soái mượn cơ thể. Soái Gầy ra ngoài gặp Đào Xảo, cô muốn đo quần áo cho Soái Gầy, hai người có cơ hội tiếp xúc gần. Đào Xảo chờ đợi một nụ hôn, nhưng Soái Gầy lại ngu ngơ không hiểu ý. Đào Xảo ngượng ngùng quay đi, tiếp tục lấy số đo của Soái Gầy. Vô tình cô phát hiện mắt thần hô rớt, thử chạm vào một cái. Cờ Dít lập tức khống chế Đào Xảo vì nghĩ rằng có nguy hiểm. Soái Mập vội chạy ra ngăn cản. Cờ Dít lập tức vào trong nhà để Soái Mập tự giải thích với Đào Xảo, chắc có lẽ cậu ấy áp lực quay phim quá nhập vai vào nhân vật. Đào Xảo lại thấy Soái Gầy khác trước đây, cứ như không phải cậu ấy, nhưng cô lại tự động viên không phải thì còn là ai được. Đào Xảo xin phép rời đi. Soái Mập cảm thấy vô cùng có lỗi. Một bên khác, lão tóc bạc xem máy quay lén ở nhà Văn Soái, nhưng vẫn chưa phát hiện ra Văn Soái với Cờ Dít hoán đổi cơ thể bằng cách nào. Ông ta buộc phải cử người hành động, nhân lúc Soái Mập và Cờ Dít đang ngồi trong xe nghỉ ngơi, một người đóng giả nhân viên đoàn phim đưa cho họ hai chai nước. Cả hai không biết gì cứ uống vào, rồi ngất lịm trên xe và bị người kia đưa đi. Lúc sau Đào Xảo đi tìm Cờ Dít, chưa hết cảnh quay mà cậu ta và Soái Mập đều biến mất. Gọi điện cũng không nghe máy, quản lý thì bị ai đó bỏ thuốc sổ, đi vệ sinh hết lần này đến lần khác. Đào Xảo lo lắng nhờ Tề Quang giúp đỡ, nhưng Tề Quang còn vướng bảo vệ. Đành gọi cho Trấn Thành và Vasco bảo vệ cảnh giác vì bị chơi một lần, nhưng vẫn bị hai người hạ gục dễ dàng. Cả ba lập tức lên đường đi tìm Soái Mập và Cờ Dít. Tình hình cụ thể Tề Quang sẽ từ từ giải thích. Trên xe, Tề Quang đưa định vị cho thư ký: hãy đưa chúng tôi tới bến cảng. Lúc này Cờ Dít tỉnh lại trên xe, liền gọi Soái Mập thức dậy. Vừa mở mắt, cậu ta lập tức la làng: sao cậu lại trói tôi thế này? Cờ Dít yêu cầu Soái Mập im lặng quan sát tình hình, có vẻ chúng ta đang bị bắt cóp. Soái Mập đổ lỗi cho Cờ Dít: vì cậu ta xuất hiện mới xảy ra những chuyện này, tại sao lúc mượn cơ thể tôi cậu không nói vậy? Soái Mập xấu hổ chỉ biết im lặng. Bất ngờ cửa xe mở ra, Soái Mập bị ném như lợn nằm dưới đất, Cờ Dít lại được cẩn thận đặt lên ghế. Lão tóc bạc xuất hiện, Soái Mập ngu ngốc nhận ra ông ta. Lão tóc bạc liền khẳng định cậu ta chính là ý thức trong cơ thể Cờ Dít, bị bắt đến căn cứ lần trước. Ông ta cho người khiêng Soái Mập lên ghế, tra hỏi cách hoán đổi cơ thể. Soái Mập nhất định không nói. Lão tóc bạc cho người ép cung, nhưng dù bị oánh bầm dập, Soái Mập cũng không hé miệng nửa lời. Cậu ta muốn lão tóc bạc thả Cờ Dít đi trước, nhưng ông ta đâu dễ thỏa hiệp. Lão tóc bạc lấy ra một liều thuốc, tiêm vào sẽ khiến Soái Mập sống không bằng chết. Soái Mập vô cùng sợ hãi, Cờ Dít phải nghĩ cách cứu cậu ta. Nếu lão tóc bạc muốn cơ thể này, Cờ Dít sẽ thử hủy hoại nó. Đúng như Cờ Dít dự đoán, lão tóc bạc không muốn thấy cậu bị thương, nhân cơ hội Soái Mập húc mũi tiêm vào đùi ông ta.
rồi tự thoát khỏi dây trói. Đám áo đen muốn bắt cậu lại, Soái Mập cố gắng vùng vẫy, cậu ta cướp được thuốc giải của lão tóc bạc, đến đây tôi sẽ dẫm nát nó. Lão tóc bạc lập tức ra lệnh rút lui, đám áo đen không dám hành động. Cờ Dít cũng cởi được dây trói, chạy đến đứng cạnh Soái Mập, bất ngờ có kẻ ném dao về phía hai người, may mắn cả hai đều né được. Đám áo đen lập tức xông lên, Cờ Dít một mình xử lý bọn chúng, lão tóc bạc định cướp thuốc giải, trong lúc giằng co với Soái Mập, không may thuốc giải bị dẫm nát, Cờ Dít bị dồn vào trong xe, vô tình vớ được khẩu súng đạo cụ, lập tức bắn một tiếng cảnh cáo, không may Soái Mập bị bắt làm con tin. Cờ Dít yêu cầu thả người, cậu ta sẽ nói bí mật chuyển đổi cơ thể, lão tóc bạc không chịu thỏa hiệp, Cờ Dít buộc phải lấy tính mạng của mình đe dọa. Lão tóc bạc sợ mất đi mẫu thí nghiệm hoàn hảo, liền đồng ý ra lệnh thả người. Soái Mập bị đẩy đến chỗ Cờ Dít, đúng lúc xe của Tề Quang đi tới, đám áo đen sợ chết vội né hết. Nhân cơ hội Cờ Dít để Soái Mập lên xe chạy trước, cậu ta bắn súng giữ chân đám áo đen, rồi cũng lấy xe chạy theo, đám áo đen chỉ biết đứng nhìn. Bây giờ gã đeo kính mới phát hiện, súng của Cờ Dít chỉ là đạo cụ. Lão tóc bạc cười trong uất ức, cú này bị chơi hơi đau, lúc sau nhóm bạn về sân tập boxing. Trấn Thành thắc mắc, tại sao Cờ Dít và Soái Mập bị bắt cóp? Soái Mập không biết giải thích ra sao, Cờ Dít lại nói các cậu không cần biết, Trấn Thành vô cùng tức giận. Rốt cuộc có coi chúng tôi là bạn hay không? Tề Quang khuyên Soái Mập, đến lúc cho mọi người biết sự thật về Cờ Dít. Vatco thắc mắc ai là Cờ Dít? Tôi chính là Cờ Dít. Soái Mập giải thích cho Trấn Thành và Vatco về việc cậu ta có thể sử dụng cơ thể của Cờ Dít, nhưng không ai có thể tin nổi. Soái Mập đành nhờ Cờ Dít nhấn vào mắt thần hô rớt, cho cậu ta mượn cơ thể một lúc, Cờ Dít buộc phải chấp nhận. Sau khi hai người chuyển đổi, Trấn Thành và Vatco cũng dần tin là thật. Trấn Thành tức giận muốn đánh Soái gầy, nhưng cậu ta né hết, lỡ Cờ Dít tỉnh lại thấy cơ thể bị thương, chắc chắn sẽ làm loạn. Tề Quang muốn can ngăn. Trấn Thành càng tức giận hơn, cậu biết mọi chuyện mà lại giấu giếm, nhưng bí mật cỡ đó đâu dễ nói với người khác. Soái gầy chỉ sang Soái Mập, muốn chút giận cứ oánh cậu ta. Vatco khuyên Trấn Thành bình tĩnh rồi thắc mắc, còn ai biết bí mật này? Soái gầy liền thừa nhận, ngoài những người ở đây thì không ai biết. Vậy là Đào Sảo cũng chưa biết. Soái gầy muốn tìm cơ hội tự nói, cầu xin mọi người tạm thời giữ bí mật. Trấn Thành không đồng ý. Vì Soái gầy lừa mọi người lâu như vậy, tôi sẽ nói hết với Đào Sảo. Nhưng khi Đào Sảo đến, thấy cô lo lắng cho Soái gầy, Trấn Thành lại uất ức không nói nên lời. Bên ngoài đám đại ca đang rình mò, nhưng mãi không thấy ai ra ngoài. Bọn chúng đột nhập vào xe ăn trộm hộp đen, phát hiện đám áo đen bắt cóp Soái Mập và Cờ Dít, cả hai vô cùng khó hiểu. Bắt Cờ Dít được rồi, tại sao chúng lại bắt cả Soái Mập? Đại ca nhận ra một người trong đám áo đen là kẻ đột nhập vào phòng Soái Mập lần trước, chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn khúc. Nam thần tượng gợi ý đi gặp đám áo đen, có thể sẽ giúp hắn giải quyết được Soái gầy. Sau đó cả hai đột nhập vào phòng Văn Soái, thông qua máy quay lén liên lạc với đám áo đen. Nam thần tượng lấy bằng chứng đám áo đen bắt cóp, nếu muốn thu hồi thì liên lạc với hắn theo số điện thoại trên màn hình. Xong việc, nam thần tượng và đại ca rời khỏi phòng. Bên kia, lão tóc bạc xem được đoạn băng, liền cho người sắp xếp một cuộc hẹn với nam thần tượng. Tại buổi gặp, nam thần tượng lấy ra thẻ nhớ trên xe, hắn nhắc nhở lão tóc bạc, bây giờ công nghệ hiện đại, ông làm gì cũng phải cẩn thận. Lão tóc bạc cũng cho nam thần tượng xem thứ hay ho, cảnh hắn gắn máy quay lén trong phòng Văn Soái, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, danh tiếng và sự nghiệp của nam thần tượng sẽ đi tong. Hai bên đều nắm thóp của nhau, thôi thì vào thẳng vấn đề, lão tóc bạc muốn có cơ thể của Cờ Dít. Nam thần tượng và đại ca muốn trả thù Văn Soái. Sau khi đạt được thỏa thuận, đám áo đen tiễn đại ca và nam thần tượng ra về. Trong phòng, gã đeo kính thắc mắc, tại sao lão tóc bạc lại bắt tay với hai người kia, trông họ chẳng có tí tác dụng nào. Hóa ra lão tóc bạc đang tìm người gánh tội, nếu như bị cảnh sát phát hiện, ít nhất cũng phải có người đi tù. Bất ngờ lão tóc bạc nhận được điện thoại, khách hàng mua cơ thể của Cờ Dít gọi tới, yêu cầu lão tóc bạc nhanh chóng thực hiện kế hoạch, khách hàng không chờ nổi nữa, lão tóc bạc vội vàng đồng ý, rồi sai lão đeo kính đi chuẩn bị. Lúc này Soái gầy đưa Đào Sảo về nhà, cậu ta cho Đào Sảo biết, từ nay sẽ đến nhà Tề Quang ở một thời gian, đề phòng bị bắt cóp lần nữa. Soái gầy muốn Đào Sảo giữ bí mật, cô vui vẻ đồng ý, nhưng lại lỡ miệng nói với chị gái, Đào Sảo cũng bắt chị gái giữ bí mật. Chị gái hứa sẽ kín miệng, nhưng lại mềm lòng trước nam thần tượng. Hắn giả vờ có đồ quan trọng cần giao cho Soái gầy, liền cậy được miệng chị gái Đào Sảo. Buổi sáng, Cờ Dít và Soái Mập ở nhà Tề Quang để trả ơn cho cậu ấy. Soái Mập tự vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tề Quang rất vui vẻ vì đây là lần đầu cậu ấy được ăn cơm nhà. Bình thường toàn phải ăn ở nhà hàng, Cờ Dít lại cảm thấy vị đồ ăn có chút quen thuộc, dường như đã từng nếm thử, nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Trong đầu Cờ Dít lại vang lên tiếng chuông nhà thờ, cậu ta vội lấy ra tấm ảnh, muốn nhờ Tề Quang điều tra giúp, nơi trong ảnh là ở đâu, đến trường Tề Quang nhờ thêm Trấn Thành và Vatco hỗ trợ. Trong ảnh là một tiệm bánh mì, nhưng không tìm ra bất kỳ thông tin nào trên mạng, có thể nó biến mất từ rất nhiều năm trước, Trấn Thành gợi ý đăng lên mạng. Biết đâu sẽ có người lớn tuổi nhớ được, Tề Quang lại nhắc thêm, tiệm bánh mì này còn gần nhà thờ, Trấn Thành cũng đăng thêm ghi chú, một bên khác Soái gầy và Đào Sảo đang hẹn hò. Soái gầy nhút nhát không dám nắm tay, Đào Sảo đành phải chủ động, Soái gầy vừa ngại vừa sướng, Đào Sảo thì vô cùng hạnh phúc khi có người yêu đẹp trai như Soái gầy. Cô nhớ ra Soái gầy từng nhắc về một bí mật, cậu ta cũng đang muốn nói hết sự thật, tuy nhiên Soái gầy chưa kịp mở miệng, bất ngờ nhận được điện thoại của Tề Quang.
Thông báo đã tìm ra địa chỉ trong ảnh của Cờ Dít, nhân tiện Soái Gầy dẫn theo Đào Sảo đi cùng, hai người bị gã đeo kính theo dõi, Soái Gầy cùng Đào Sảo đến một cửa hàng bánh mì. Soái Gầy muốn Đào Sảo vào trước, nói dối cần đi vệ sinh, sau khi Đào Sảo đi vào, Soái Gầy để lại ghi chú trong điện thoại cho Cờ Dít, rồi trả thân xác cho cậu ta. Cờ Dít được đánh thức, không biết đây là nơi nào, đọc được ghi chú của Văn Soái, dù tên cửa hàng bánh mì đã thay đổi. Nhưng đây chính là nơi Cờ Dít đang tìm, cuối cùng Cờ Dít cũng nhớ lại, đây là nơi cậu ta chụp ảnh cùng em gái, người chụp là một bà sơ. Cờ Dít bất chợt rơi nước mắt, Đào Sảo đang tìm cậu ta, thấy Cờ Dít bật khóc, Đào Sảo tiến đến an ủi, nhưng Cờ Dít cần đến một nơi. Bỏ Đào Sảo ở lại một mình, khiến cô cảm thấy khó hiểu, bên kia Văn Soái trở về cơ thể soái mập, lo lắng Đào Sảo bị Cờ Dít bỏ rơi, muốn đến gặp cô ấy. Tề Quang muốn đi cùng, đúng lúc mẹ kế tìm đến, cậu đành để soái mập đi một mình, tuy nhiên soái mập vừa ra khỏi cửa, liền bị đại ca gạt giò, thấy đại ca hành hung soái mập, nhưng không cô gái nào dám can ngăn vì sợ bị đánh thêm. Đám con gái gặp được nam thần tượng, xúm lại xin chụp ảnh cùng, soái mập nhân cơ hội cầu xin nam thần tượng giúp đỡ. Để có được hình ảnh tốt, nam thần tượng đứng ra làm anh hùng, đại ca hiểu ý liền thả người trước, soái mập cúi đầu cảm ơn nam thần tượng rồi bỏ chạy, hắn lại ra hiệu đại ca đuổi theo. Lúc sau soái mập đến trước cửa hàng bánh mì, không thấy Đào Sảo và Cờ Dít, gọi điện Cờ Dít cũng không nghe máy, cậu ta lại chỉ lo lắng. Đào Sảo bị Cờ Dít đưa đi nhà nghỉ, phía Đào Sảo bị Cờ Dít bỏ rơi, hẹn bạn thân đến quán cà phê tâm sự, gần đây Văn Soái rất lạ, hình như đang giấu chuyện gì đó. Bạn thân cho Đào Sảo xem tấm ảnh, cậu bé trong ảnh rất giống Soái Gầy, hơn nữa còn có em gái. Nhưng Đào Sảo chưa từng gặp em gái Soái Gầy, cả hai nghi ngờ, cậu ta còn có một bí mật về thân thế khác. Bên này Cờ Dít phát hiện gã đeo kính theo dõi, trốn vào một quán cà phê. Hắn ta hỏi nhân viên thì biết Cờ Dít thoát qua cửa sau, đợi gã đeo kính đi khuất, Cờ Dít mới chui ra, cảm ơn nhân viên đã giúp cậu ta đánh lạc hướng. Cô nàng cũng vì trai đẹp mới giúp, nhân tiện Cờ Dít muốn hỏi nhân viên, gần đây có nhà thờ nào không, nhân viên liền chỉ Cờ Dít đến chỗ nhà thờ. Ở đây Cờ Dít hỏi thăm về một bà sơ, từng chăm sóc cậu ta và em gái lúc nhỏ, theo lời người phụ nữ, bà sơ bị bệnh nặng, hiện đang nằm trong bệnh viện. Nhưng người phụ nữ cũng không rõ là bệnh viện nào, bà ấy sẽ giúp Cờ Dít hỏi thăm, cậu ta để lại số điện thoại cùng tên tuổi rồi rời đi. Buổi tối Cờ Dít trở về nhà, soái mập chất vấn, Cờ Dít đã dẫn Đào Sảo đi đâu, Cờ Dít kể lại tình hình, hai người tách ra ở cửa hàng bánh mì. Soái mập càng thêm tức giận, tại sao cậu lại bỏ rơi Đào Sảo, Cờ Dít không muốn giải thích, nếu quan tâm Đào Sảo, soái mập đi mà hỏi thăm. Cậu ta lại không đủ dũng khí, vậy thì đừng có quấy rầy tôi, soái mập lại chui vào bếp kiếm ăn, Tề Quang mới tiến đến hỏi chuyện Cờ Dít. Có phải cậu nhớ ra được gì không? Cờ Dít nói dối không nhớ, vậy tại sao lại đến nhà thờ? Cờ Dít biết Tề Quang cài định vị trên điện thoại, nhưng không vạch trần cậu ấy. Mà tức giận bỏ lên phòng, rồi gỡ ứng dụng định vị khỏi điện thoại. Một bên khác lão tóc bạc nhận được tin tức, Cờ Dít đang tìm kiếm thứ gì đó, ông ta lật lại hồ sơ của Cờ Dít. Nhưng chưa thể biết là thứ gì, bất ngờ lão tóc bạc nhận được cuộc gọi của khách hàng, muốn được gặp mặt Cờ Dít, lão tóc bạc liền sắp xếp cho khách hàng. Hôm sau là buổi họp báo ra mắt bộ phim, khách hàng của lão tóc bạc là hội trưởng già. Lão tóc bạc phải đỡ ông cụ vào chỗ ngồi, chờ đợi Cờ Dít xuất hiện. Trong phòng chờ Soái Gầy đang đọc kịch bản, Đào Sảo đi đến nhắc nhở, buổi họp báo sắp bắt đầu, thấy Đào Sảo có vẻ giận dữ. Soái Gầy giữ cô lại hỏi thăm, Đào Sảo trực tiếp lấy ảnh Cờ Dít và em gái, rốt cuộc cậu đang che giấu bí mật gì, Soái Gầy lập tức phủ nhận, người trong ảnh vốn không phải cậu ta. Biết Soái Gầy sẽ không nói thật, Đào Sảo muốn ra ngoài trước, đúng lúc quản lý đi vào, nhắc nhở Soái Gầy chuẩn bị nhanh lên, vô tình cậu ta phát hiện. Đại ca cũng xuất hiện ở buổi họp báo, lo lắng bản thể soái mập sẽ gặp nguy hiểm, Soái Gầy đành hứa với Đào Sảo sẽ sớm cho cô biết sự thật, rồi lừa Đào Sảo ra ngoài để trả lại cơ thể cho Cờ Dít, đánh thức soái mập trong xe, may mắn soái mập trốn kịp trước khi đại ca tìm tới. Soái mập chạy vào phòng thông báo với Cờ Dít về sự có mặt của đại ca, chúng ta ở gần nhau thì sẽ an toàn hơn, Cờ Dít lại thắc mắc, đây là chỗ nào? Soái mập muốn cậu ta thay quần áo tham gia buổi họp báo, nhưng Cờ Dít không đồng ý, điều này không có trong hợp đồng, hơn nữa cậu ta đang có chuyện rất gấp. Soái mập năn nỉ mãi, Cờ Dít mới chịu dành ra đúng 10 phút, soái mập đã thấy hài lòng, tuy nhiên trong buổi họp báo, Cờ Dít vô cùng khó chịu. Vì đạo diễn nói quá dài, cậu ta cảnh báo soái mập sắp hết giờ, soái mập chỉ có thể chắp tay năn nỉ, cuối cùng cũng đến lượt Cờ Dít phát biểu, cậu ta tỏ thái độ trịch thượng, không coi ai ra gì, xúc phạm cả đạo diễn và đoàn làm phim, làm mọi người được fan bàn tán. Bất ngờ Cờ Dít nhận được điện thoại, trực tiếp đứng dậy rời khỏi khán phòng. Lão tóc bạc sau khi cho hội trưởng già gặp Cờ Dít cũng đưa ông cụ trở về, hội trưởng già hoàn toàn hài lòng với sự chuẩn bị của lão tóc bạc, yêu cầu ông ta nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật, lão tóc bạc lập tức đồng ý. Bên ngoài Cờ Dít muốn lấy xe, soái mập cầu xin cậu ta ở lại đến khi họp báo kết thúc. Cờ Dít không có nhiều thời gian, tự cướp chìa khóa trong túi soái mập, đúng lúc đại ca xuất hiện, hắn muốn giữ chân Cờ Dít nhưng cậu ta không muốn dây dưa, đại ca cứ lao tới tấn công, lần nữa bị Cờ Dít xử đẹp nằm bẹp dưới đất. Cờ Dít lên xe, soái mập đành đi theo rời khỏi hiện trường. Nam thần tượng chạy đến chê bai đại ca không thể oánh lại Cờ Dít, liền bị hắn ấn đầu mấy cái, có ngon mày đi mà tự xử, nam thần tượng chỉ có gương mặt này để kiếm cơm, không thể bị oánh xây sát.
đại ca chỉ có thể bực tức bỏ đi. Lúc sau Cờ Dít và Sói Mập đến bệnh viện để gặp bà Sơ chăm sóc Cờ Dít lúc nhỏ, nhưng giờ cậu ta đã trưởng thành. Bà Sơ không thể nhận ra, Cờ Dít hỏi thăm tình hình bác sĩ, mới biết bà Sơ mắc chứng suy giảm trí nhớ tạm thời. Trong phòng, Sói Mập thấy bà Sơ định cắt móng tay nên muốn giúp đỡ bà ấy. Hai bà cháu ngồi tâm sự, mặc dù bà Sơ mắc chứng suy giảm trí nhớ nhưng vẫn còn hồi ức về hai anh em Cờ Dít. Bà Sơ đang kể cho Sói Mập nghe. Đột nhiên Cờ Dít xông vào, khiến bà Sơ giật mình hoảng sợ. Sói Mập liền an ủi bà ấy, đây chính là đứa cháu mà bà vừa nhắc đến, nhưng bà Sơ khẳng định không phải. Vì Cờ Dít và em gái đều đang ở nước ngoài, Cờ Dít lấy lại thêm một phần ký ức. Hai anh em được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, nhưng sau khi sang Mỹ, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Cờ Dít lại lạc mất em gái? Quay lại thực tại, Cờ Dít khẳng định lão tóc bạc biết chuyện gì đó. Cậu ta một mình đi tìm lão tóc bạc. Tuy nhiên Cờ Dít phát hiện có kẻ bám đuôi, liền cho xe dừng lại, rồi lôi gã đeo kính ra ngoài. Sau khi khống chế được gã đeo kính, Cờ Dít bắt hắn dẫn về căn cứ. Gã đeo kính mở cửa cho Cờ Dít vào trong, lập tức bị cậu ta đánh ngất. Bên trong Cờ Dít phát hiện hồ sơ của cậu ta và em gái. Bất ngờ Cờ Dít dính phi tiêu chứa thuốc mê, rồi ngã gục xuống đất. Sau đó cậu ta được đặt lên bàn, các nhà khoa học kiểm tra tình trạng cơ thể, có vài vấn đề nhỏ nên chưa thể tiến hành phẫu thuật. Một bên khác, Đào Sảo đến tìm Tề Quang. Dạo gần đây Soái gầy thay đổi rất nhiều, Đào Sảo nghĩ Tề Quang biết gì đó, nhưng cậu ấy muốn để Văn Soái tự nói, che giấu Đào Sảo bằng được. Đúng lúc Soái Mập trở về báo với Tề Quang, Cờ Dít lại biến mất. Đào Sảo nghe được thắc mắc, Cờ Dít rốt cuộc là ai? Soái Mập liền nói dối, Cờ Dít là con chó hàng xóm bị lạc. Họ muốn Sói Mập và Tề Quang tìm giúp. Đào Sảo biết không phải thật, buồn bã ra ngoài một mình. Sói Mập vội đi theo an ủi. Bên ngoài, Đào Sảo hỏi Sói Mập, có phải Sói gầy hết yêu cô không? Sói Mập khẳng định không phải, vì tình cảm trong lòng cậu ta là người rõ nhất. Nhưng Sói Mập vẫn không chịu cho Đào Sảo biết bí mật. Lúc này Cờ Dít tỉnh lại, biết bản thân dính bẫy của lão tóc bạc, nhưng cậu ta không hề lo lắng. Nếu lão tóc bạc có thể lợi dụng em gái đặt bẫy Cờ Dít, chắc chắn biết cô ấy ở đâu. Lão tóc bạc không phủ nhận, nhưng chuyện này để nói sau, ông ta muốn xác nhận một chuyện trước. Lão tóc bạc chạm vào mắt thần hô rớt để Văn Soái kiểm soát cơ thể. Cậu ta vô cùng hốt hoảng khi biết Cờ Dít lại bị bắt cóp. Lão tóc bạc nhấn lại công tắc cho Cờ Dít trở về. Bây giờ ông ta đã biết Văn Soái chính là vấn đề của cơ thể này. Bất ngờ lão tóc bạc nhận được cuộc gọi của hội trưởng già, khi nào mới có thể tiến hành phẫu thuật. Lão tóc bạc che giấu vấn đề mới phát sinh, nói rằng ngày mai có thể thực hiện. Hội trưởng già vẫn muốn kiểm tra cơ thể Cờ Dít lần nữa, lão tóc bạc buộc phải đồng ý. Ông ta trích thuốc mê khiến Cờ Dít ngất đi, chuẩn bị đưa đến biệt thự của lão tóc bạc. Một bên khác, Sói Mập nói với Tề Quang, đã biết Cờ Dít đi đâu, cậu ta chắc chắn ở phòng phẫu thuật, nhưng tìm khắp bệnh viện vẫn không thấy. Cả hai đành tạm thời về nhà đợi tin. Lúc sau, thư ký tới báo cáo với Tề Quang, đã điều tra ra danh tính của Cờ Dít. Cậu ta và em gái là trẻ mồ côi, sống tại nhà thờ Thánh Tâm, sau đó được gia đình người Mỹ nhận nuôi. Điều này Tề Quang và Sói Mập đều biết. Tuy nhiên thư ký còn biết được một chuyện, bố mẹ Mỹ đã bán anh em Cờ Dít cho một người đàn ông châu Á. Sói Mập lập tức khẳng định người đó chính là lão tóc bạc. Vì một nguyên nhân nào đó, Cờ Dít trốn thoát khỏi lão tóc bạc, nhưng em gái cậu ta thì không may mắn, nên vẫn trong tay ông ta. Sói Mập muốn giúp Cờ Dít tìm em gái, để sau này cậu ta không chạy loạn nữa. Sói Mập còn hy vọng Cờ Dít biết ơn mà cho cậu ta tiếp tục mượn cơ thể. Tề Quang cảm thấy không vui, tại sao cứ phải sống dưới cái bóng của người khác. Lý do Tề Quang làm bạn với Sói Gầy là do nhân cách Văn Sói bên trong, chứ không phải vẻ đẹp bên ngoài của Cờ Dít. Tề Quang không hề mê trai. Sói Mập biết Tề Quang là bạn tốt, lập tức ôm lấy cậu ấy. Ngoài Tề Quang còn có Trấn Thành và Vasco, lần này hãy nhờ họ giúp đỡ. Sau đó bộ tứ mai phục ở khách sạn, nơi Sói Gầy bị bắt đến lần trước. Trấn Thành thắc mắc, nếu lão tóc bạc là đám buôn nội tệ, sao lần trước không trực tiếp xử lý Sói Gầy, còn nếu là buôn người thì Cờ Dít có vẻ hơi quá tuổi, chuyện này cần thăm dò thêm sẽ biết. Đúng lúc lão tóc bạc dẫn người đi ra, bộ tứ lập tức lên xe bám theo, cả nhóm đến khu nhà bỏ hoang mai phục, đợi lão tóc bạc rời đi. Họ mới đột nhập vào trong, nhưng Sói Mập đột nhiên bất tỉnh, Vasco phải cõng cậu ta trên lưng. Bộ tứ đến phòng đọc sách của lão tóc bạc thì bị đám áo đen phát hiện. Họ để Sói Mập nằm ngủ, Vasco và Trấn Thành xử lý đám áo đen, còn Tề Quang ở lại lấy thông tin trong máy tính. Tuy nhiên không có mật khẩu, Tề Quang chú ý đến bức tranh trên tường, thử nhập ngày sinh của họa sĩ, không ngờ thật sự mở được máy tính. Bên trong chứa dữ liệu về thí nghiệm điên rồ của lão tóc bạc, Tề Quang vô cùng kinh tởm, lại phát hiện Cờ Dít cũng là một phần của thí nghiệm. Đám áo đen kéo đến ngày càng đông, phải rời khỏi nơi này trước. Tề Quang khiêng Sói Mập nhưng nặng quá, phải nhờ Vasco khiêng cùng. Trấn Thành cầm chân đám áo đen rồi đóng cửa, Tề Quang và Vasco cũng giúp Trấn Thành chặn cửa. Sau đó Tề Quang phá cửa sổ rồi cùng mọi người thoát ra ngoài. Đám áo đen vẫn tiếp tục đuổi theo. Bên kia Cờ Dít bị đưa đến chỗ hội trưởng già, ông cụ vô cùng hài lòng, muốn nói chuyện với Cờ Dít. Lão tóc bạc tiêm thuốc cho Cờ Dít tỉnh lại, nhưng trong cơ thể bây giờ lại là Văn Soái. Cậu ta vô cùng khó hiểu rốt cuộc những người này muốn làm gì. Hội trưởng già yêu cầu thay quần áo cho Sói Gầy, rồi mời cậu ta dùng bữa. Thứ ông cụ ăn là cào cào, khiến Sói Gầy cảm thấy ghê tởm. Lão tóc bạc bắt Sói Gầy ngồi xuống ghế, chuẩn bị tiêm thuốc cho cậu ta ngủ tiếp. Nhưng hội trưởng già không đồng ý, đừng chọc mấy thứ sắc nhọn vào cơ thể tôi.
Sao ông cụ lại nói như vậy? Soái gầy còn chưa hết hoang mang, gã đeo kính liền thổi phi tiêu thuốc ngủ, khiến soái gầy bất tỉnh lần nữa, rồi cho người nhốt cậu ta vào phòng. Không ngờ soái gầy chỉ giả vờ, cậu ta đã né được phi tiêu, không hề bị dính thuốc ngủ. Soái gầy lập tức tìm đường thoát khỏi căn phòng, vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của lão tóc bạc. Ông ta muốn xử lý văn soái. Để ý thức của cậu ta không chiếm cơ thể cờ rít, biết bản thân đang gặp nguy hiểm, soái gầy chạm vào mắt thần hô rớt, trả lại cơ thể cho cờ rít. Cậu ta phải tự cứu lấy bản thân, cờ rít cũng hạ gục đám áo đen, rồi tìm đường chạy trốn. Lúc này bộ tứ trốn khỏi căn cứ của đám áo đen, nhưng chúng vẫn không buông tha, ba người đặt soái mập lên xe đẩy, đúng lúc soái mập được đánh thức. Cậu ta không nhìn đằng sau mà bỏ bạn chạy trước, Nam Thần Tượng và đại ca đang tìm soái mập thì cậu ta tự dẫn xác tới, còn trèo lên xe của Nam Thần Tượng, hắn lập tức đưa soái mập đến chỗ lão tóc bạc, chính là biệt thự của hội trưởng già, nhưng còn chưa đợi được lão tóc bạc. Bất ngờ cờ rít xuất hiện, cho Nam Thần Tượng ăn một đạp, rồi cướp xe đưa soái mập bỏ trốn. Nam Thần Tượng chẳng biết giải thích thế nào. Trước ánh mắt đầy sát khí của đám áo đen, hắn bị dẫn đến chỗ lão tóc bạc, giao kề ngay cổ, đại ca vênh mặt đi đến, cũng bị bắt quỳ xuống, hai người bắt đầu tranh cãi, người đưa đến cửa rồi còn sổng mất. Lão tóc bạc quát cả hai câm miệng, việc tốt không thấy việc hỏng có thừa. Nam Thần Tượng muốn xin thêm cơ hội, nếu ngày mai chưa giải quyết được soái mập, Nam Thần Tượng và đại ca phải trả giá bằng tính mệnh. Đây là cơ hội cuối cùng lão tóc bạc dành cho chúng. Lúc này cờ rít và soái mập trở về phòng tập boxing. Soái mập kể lại phát hiện có thông tin em gái cờ rít ở chỗ lão tóc bạc. Cờ rít muốn đến đó kiểm tra, nhưng soái mập giữ cậu ta lại, cho cờ rít biết thêm một bí mật. Lão tóc bạc muốn xử cả soái mập để hoàn toàn kiểm soát cơ thể cờ rít. Đúng lúc nhóm Tề Quang quay về tập hợp, may mắn không ai bị thương. Tề Quang đã nhờ thư ký đi tìm em gái cờ rít, chỉ cần cậu ta trốn đến nơi an toàn đợi tin tức. Nhưng làm gì có nơi nào, soái mập lập tức nhớ ra một nơi, đó chính là nhà bà nội ở quê. Hôm sau cả hai lên đường về quê, không may bị đàn em của đại ca trông thấy. Ban đầu chúng không biết là ai, liền bám theo cờ rít và soái mập về nhà bà nội. Xác nhận chính xác là soái mập, đàn em lập tức gọi điện báo cho đại ca. Hắn và Nam Thần Tượng đang đi tìm khắp nơi, không ngờ bây giờ lại nằm trong dọ. Cả hai lên đường về quê một chuyến. Một bên khác, Đào Xảo đến phim trường, bắt gặp đạo diễn đang bực bội vì soái gầy chưa đến quay phim, giám đốc cũng không liên lạc được, đành xin đạo diễn bỏ qua cảnh quay của soái gầy. Ông ta vô cùng tức giận, bắt quản lý tìm xem soái gầy ở đâu. Đào Xảo cũng gọi điện nhờ bạn thân hỏi thăm địa chỉ ở quê của soái gầy. Sau khi có được thông tin, Đào Xảo đến nhà bà nội, nhưng người cô gặp lại là soái mập. Đào Xảo vô cùng hoang mang, cờ rít trong nhà liền giải nguy cho soái mập bằng cách dẫn Đào Xảo ra ngoài tâm sự. Soái mập sợ cờ rít ăn thịt Đào Xảo cũng bám theo, thấy Đào Xảo quan tâm và nhớ nhung cờ rít, còn chủ động nắm tay cậu ta, soái mập vô cùng sầu não, rõ ràng văn soái mới là người Đào Xảo yêu. Cậu ta giả vờ ho để được Đào Xảo quan tâm, Đào Xảo đi mua nước cho soái mập, cậu ta cũng muốn đi theo, cờ rít chỉ cười bất lực. Bất ngờ cờ rít nhận được cuộc gọi của lão tóc bạc, ông ta đang giữ em gái cờ rít, bắt cậu ta lập tức trở về, nhưng cờ rít không dễ tin người, lão tóc bạc trực tiếp cho cậu ta nghe giọng em gái, rồi không nói thêm lời nào cúp máy. Cờ rít vội trở về nhà bà nội lấy xe, nhưng đàn em của đại ca đã chọc thủng lốp. Cậu ta ra bến bắt xe khách, lại phát hiện đại ca và Nam Thần Tượng ở đây. Cờ rít sợ soái mập sẽ gặp nguy hiểm, nhưng em gái vẫn quan trọng hơn, cậu ta quyết định không quay lại, vẫn gửi tin nhắn cảnh báo soái mập. Tuy nhiên soái mập là thằng đần, cậu ta gửi Đào Xảo ở chỗ bà nội rồi tự chui đầu vào dọ. Đại ca đang chờ sẵn ở nhà, soái mập vừa trông thấy liền sợ hãi quay đầu, còn chưa chạy được bước nào đã vấp ngã. Soái mập đánh lừa đại ca, muốn giúp đại ca tìm cờ rít, nhưng mục đích lần này đại ca trở về chính là soái mập. Cả hai ôn lại chuyện cũ, đại ca bón hành cho soái mập. Cậu ta nhớ đến bài học của Trấn Thành, thử tung chiêu vào mặt đại ca, đánh xong cậu ta không chạy mà đứng rìa rìa, liền bị Nam Thần Tượng cho ăn cục gạch vào đầu. Đại ca lập tức khiêng soái mập đến một công xưởng bỏ hoang, bất ngờ điện thoại cậu ta đổ chuông. Cờ rít lo lắng gọi về hỏi thăm tình hình, biết soái mập vẫn bị đại ca bắt, cờ rít chỉ có thể chửi thề. Cậu ta đành gọi điện nhờ Tề Quang giúp đỡ, nhưng phải biết soái mập ở đâu mới giúp được. Cờ rít đang đi cứu em gái, cũng không rõ tình hình của soái mập. Tề Quang gợi ý cho cậu ta bấm vào mắt thần hô rớt, sẽ biết soái mập ở đâu. Cờ rít sợ soái mập không đổi lại, hôm nay nhất định cậu ta phải gặp lão tóc bạc để biết em gái còn sống hay đã chết. Cờ rít trực tiếp cúp máy để Tề Quang tự mình lo liệu. Tề Quang lập tức rủ Trấn Thành và Vasco lên đường về quê của soái mập một chuyến. Trên xe, cờ rít cảm thấy không yên tâm, quyết định đổi cơ thể cho soái mập một lúc. Bên kia, soái mập vừa tỉnh lại trông thấy cả Nam Thần Tượng ở đây, mới biết hắn thông đồng với đại ca. Soái mập bị đánh cho ngất tiếp, đúng lúc ý thức được chuyển sang cơ thể cờ rít, cậu ta muốn xuống xe nhưng xe khách đang trên cao tốc. Soái gầy đành trở về chỗ ngồi, để lại ghi chú trong điện thoại cho cờ rít, rồi trả lại cơ thể cho cậu ta. Cờ rít đọc được ghi chú của soái mập, biết soái mập đang ở một công xưởng bỏ hoang. Cùng với đại ca và Nam Thần Tượng, cờ rít liền hẹn Tề Quang ở trạm dừng xe khách, rồi cùng các bạn đi cứu soái mập. Mọi người nhanh chóng xác định vị trí của công xưởng bỏ hoang. Tề Quang thắc mắc tại sao cờ rít lại thay đổi ý định. Cờ rít có dự cảm không lành, dường như đều là kế hoạch của lão tóc bạc.
họ đưa Soái Mập đến công xưởng bỏ hoang, có thể muốn giết cậu ta. Tề Quang lập tức giục thư ký tăng tốc, lúc này đám áo đen đến công xưởng bỏ hoang, rồi tầm xăng ở khắp mọi nơi. Soái Mập tỉnh dậy phát hiện, cảm thấy vô cùng sợ hãi, đúng lúc cậu ta được chuyển về cơ thể cờ rít, Soái gầy cho Tề Quang biết, đám áo đen định thiêu sống cậu ta. Trấn Thành nảy ra ý định, dù sao cờ rít kia cũng không thân thiết, Văn Soái cứ chiếm lấy cơ thể cậu ta, Tề Quang động viên. Lần này Văn Soái có ích kỷ, bọn họ cũng sẽ tán thành. Soái gầy vô cùng phân vân, bất ngờ nhận được điện thoại, bên kia là giọng nói em gái cờ rít. Soái gầy nhận ra cờ rít cũng có chuyện quan trọng phải làm, nhưng vẫn cho cậu ta mượn cơ thể. Soái gầy không thể chỉ nghĩ cho bản thân, cậu ta ấn vào mắt thần hô rớt trả lại cơ thể cho cờ rít. Mọi người vô cùng tiếc nuối, kể lại tất cả chuyện vừa xảy ra cho cờ rít. Cậu ta trách Soái Mập là kẻ ngốc, đến lúc này vẫn nghĩ cho người khác. Cờ rít thúc giục thư ký lái xe nhanh lên. Khi họ đến được công xưởng bỏ hoang, nơi đây đang cháy rất lớn, cờ rít không sợ nguy hiểm, lao vào đám cháy tìm kiếm Soái Mập. Trấn Thành và Vasco cũng lao vào, cùng nhau đưa Soái Mập ra ngoài. Sau khi Soái Mập lên xe cứu thương, Tề Quang thông báo cho Đào Xảo, cô lập tức dẫn bà nội vào bệnh viện. Bà nội lo lắng hỏi thăm tình hình, bác sĩ yêu cầu gia đình chuẩn bị tinh thần. Bà nội vào phòng bệnh gặp Soái Mập, bên ngoài cờ rít trách móc, Soái Mập là thằng ngốc. Trấn Thành tức giận, vì ai cậu ta mới ra nông nỗi này. Tề Quang cho cờ rít biết, tất cả đều muốn Văn Soái chiếm lấy cơ thể cờ rít, nhưng cậu ta không làm việc trái lương tâm. Cờ rít cũng mềm lòng, cho Văn Soái mượn cơ thể lần cuối để nói lời chăn chối với bà nội. Soái gầy bước vào phòng, Đào Xảo ra ngoài để cậu tâm sự với bà nội. Soái gầy kể lại những bất công Soái Mập phải chịu khi sống trong cơ thể xấu xí, nhưng cậu ta không biết, bà nội luôn tự hào vì có cháu trai hiền lành tốt bụng. Soái gầy quỳ gục xuống xin lỗi bà, vì lúc nào cũng tự ti về bản thân, không sống như bà mong muốn. Cậu ta hy vọng từ nay về sau, bà nội hãy sống vui vẻ và an lành. Sau khi tâm sự với bà, Soái gầy ra ngoài tạm biệt mọi người. Không ai muốn cậu trả lại cơ thể cho cờ rít, nhưng Soái gầy cho rằng ai cũng có cuộc đời của riêng mình, cờ rít còn phải đi cứu em gái. Soái gầy không thể ích kỷ chiếm cơ thể này làm của riêng, mọi người vô cùng buồn bã. Soái gầy vẫn phải bấm vào mắt thần hô rớt, tuy nhiên lại không chuyển đổi. Tôi vẫn là Văn Soái. Tề Quang kiểm tra mắt thần hô rớt, phát hiện nó đã mờ nhạt. Chẳng lẽ không thể chuyển đổi được nữa? Soái gầy vô cùng lo lắng, nếu không trả cơ thể cho cờ rít đi gặp lão tóc bạc, em gái cờ rít sẽ gặp nguy hiểm. Soái gầy muốn đi thay cờ rít. Mọi người lập tức ngăn cản, thế khác nào tự chui đầu vào giọ. Nhưng Soái gầy nhất định phải đi, dù sao cũng là một mẹ người. Mọi người muốn đi cùng, nhưng Soái gầy không đồng ý. Như vậy lão tóc bạc sẽ biết cậu ta không phải cờ rít. Buổi tối Soái gầy một mình đến chỗ lão tóc bạc, cậu ta muốn biết em gái cờ rít ở đâu. Lão tóc bạc cho Soái gầy xem đoạn băng chứng minh em gái cờ rít còn sống, nhưng Soái gầy lại phát hiện đoạn băng được quay từ một năm trước. Lão tóc bạc thừa nhận em gái cờ rít không còn nữa và cậu rất nhanh sẽ được đi gặp em gái. Sau khi để lại cơ thể này, Soái gầy vô cùng tức giận, cậu trực tiếp nói ra mình là Văn Soái. Lão tóc bạc bất ngờ, không phải cậu đã chết rồi sao? Soái gầy tuyên bố lão tóc bạc sẽ không đạt được mục đích, ông ta trích thuốc mê Soái gầy, tối nay phải tiến hành phẫu thuật cho hội trưởng già. Lão tóc bạc không có thời gian suy nghĩ, ông ta cử gã đeo kính đến bệnh viện giết Soái Mập thêm một lần nữa. Sau khi giải quyết xong, đàn em lập tức báo tin cho lão tóc bạc để ông ta tiến hành phẫu thuật. Đây là phẫu thuật chuyển đổi ý thức từ cơ thể người già sắp chết sang cơ thể một người trẻ trung để người đó sống lại ở tuổi thanh xuân. Lão tóc bạc đã thực hiện thành công 7 ca phẫu thuật, trong đó có em gái cờ rít. Lần này ông ta tin chắc sẽ không ngoại lệ. Ca phẫu thuật chuyển đổi bắt đầu, bất ngờ xảy ra biến số khiến cả hai lên cơn co giật. Lão tóc bạc hốt hoảng kiểm tra ý thức của cờ rít chuyển sang cơ thể hội trưởng già, tức giận chăn chối mấy lời rồi tắt thở. Ý thức hội trưởng già cũng chuyển sang cơ thể cờ rít, đi lại khó khăn vì chưa kịp thích nghi, nhưng lại vô cùng sung sướng khi được tái sinh lần nữa. Cùng lúc đó trong bệnh viện, thuốc độc phát huy tác dụng khiến Soái Mập lâm vào nguy kịch. Các bác sĩ xác định thời gian tử vong, nhưng một phép màu bất ngờ xảy ra, Soái Mập tỉnh lại một cách thần kỳ. Biết tin, bà nội và Đào Xảo vô cùng vui mừng. Soái Mập lại muốn báo tin cho Tề Quang, cờ rít xảy ra chuyện. Cậu ta kể lại tình hình, ca phẫu thuật chuyển đổi đã làm xong. Đúng lúc Tề Quang và hai người bạn phát hiện cờ rít đang ra khỏi phòng thí nghiệm. Cậu ta bây giờ không còn là cờ rít mà là hội trưởng già. Đám áo đen hộ tống hội trưởng về biệt thự, nhóm bạn lập tức bám theo, nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài biệt thự quan sát bởi nơi đây rất nhiều vệ sĩ. Theo thư ký điều tra được, hội trưởng là người giàu top 3 Trung Quốc, có khối tài sản khổng lồ, bảo sao hội trưởng lại tham sống sợ chết đến thế. Buổi sáng cảnh sát đến bệnh viện hỏi cung Soái Mập để điều tra về vụ phóng hỏa. Soái Mập kể lại tình hình, cậu ta bị đại ca và nam thần tượng bắt cóp, nhưng phóng hỏa là một người khác. Cảnh sát hỏi lý do họ muốn giết Soái Mập, cậu ta đang định trả lời, bất ngờ Đào Xảo xuất hiện, nên Soái Mập lại không nói nữa. Cậu ta muốn che giấu bí mật đến cùng. Sau khi cảnh sát rời đi, Đào Xảo muốn hỏi Soái Mập, Soái gầy đang ở đâu. Soái Mập cùng các bạn diễn kịch, không muốn cho Đào Xảo biết sự thật. Mọi người đều rời đi hết. Vô tình Đào Xảo phát hiện điện thoại Soái Mập để quên. Bên trong có số cờ rít, rõ ràng là chó sao lại biết gọi điện. Hơn nữa số này là của Soái gầy. Đào Xảo đối chiếu và xác nhận mới biết các bạn đang lừa mình. Cô gọi điện nhờ bạn thân giúp một chuyện. Lúc sau bạn gái đến tìm Trấn Thành, thắc mắc cờ rít là ai. Trấn Thành ấp a ấp úng, bạn gái lấy nước mắt ép buộc. Trấn Thành đành phải mềm lòng.
cho bạn gái biết sự thật. Sau đó bạn gái gọi điện nói với Đào Sảo, Cờ Rít chính là Văn Soái. Hóa ra Trấn Thành lại lừa bạn gái, nói rằng Cờ Rít là tên tiếng Anh của Soái Gầy. Đào Sảo vẫn chưa hết nghi ngờ, tại sao chỉ là cái tên mà phải lén lút che giấu. Bên khác, hội trưởng trong thân xác Cờ Rít viết di chúc, chuyển hết tất cả tài sản sang cho Văn Soái. Xong việc lại cùng lão tóc bạc uống rượu chúc mừng, lão tóc bạc giao thông tin của Văn Soái cho hội trưởng, đây sẽ là thân phận từ nay về sau của ngài. Lão tóc bạc còn một ca phẫu thuật ở Nhật Bản, nên xin phép rời đi trước. Bất ngờ hội trưởng xảy ra vấn đề, khiến lão tóc bạc vô cùng hốt hoảng. Hội trưởng tức giận, bắt lão tóc bạc tìm ra nguyên nhân, ông ta buộc phải ở lại thêm một thời gian nữa. Lão tóc bạc giúp hội trưởng kiểm tra, phát hiện con chip có vấn đề, nhưng ông ta lại cố tình che giấu, muốn tiêm một liều cho hội trưởng nghỉ ngơi, hội trưởng không đồng ý. Theo lão tóc bạc nói, có lẽ hội trưởng chưa thích nghi với cơ thể mới, vậy thì hội trưởng cần bắt đầu cuộc sống của Văn Soái thực thụ, biết Soái Gầy từng là một diễn viên. Hội trưởng muốn đến phim trường trải nghiệm, lão tóc bạc cảm thấy không yên tâm nên muốn đi cùng hội trưởng. Trên đường họ xem được tin tức hội trưởng già qua đời, lại tìm được cháu trai thất lạc là Văn Soái nối nghiệp. Soái Mập xem tin tức không thể ngồi yên, lập tức rời bệnh viện đi tìm hội trưởng. Đào Sảo xem được cũng cảm thấy khó tin, liền đến phim trường tìm Soái Gầy hỏi chuyện, nhưng trước mắt cô là một Văn Soái hoàn toàn xa lạ, tự tin và kiêu ngạo, nói chuyện với gái không còn e dè. Hội trưởng gọi Đào Sảo vào xe đóng cửa, chủ động tiếp cận cô. Lão tóc bạc cảm thấy nghi ngờ, lập tức xông vào phá hỏng chuyện tốt. Hội trưởng biết Đào Sảo là người yêu của Soái Gầy, nếu đang diễn vai cậu ta thì cũng phải diễn cho giống. Lão tóc bạc không thể đối đáp được gì. Lúc sau hội trưởng trở về nhà, thấy Soái Mập đang làm loạn trước cửa, hội trưởng không quen cậu ta, Soái Mập cứ thế lao vào, muốn kích hoạt mắt thần hô rớt nhưng chẳng có tác dụng gì. Hội trưởng tức giận sai người đưa Soái Mập đi, còn dặn dò lão tóc bạc không cho cậu ta vào nhà. Lão tóc bạc thấy Soái Mập còn sống, liền đi tìm gã đeo kính tra hỏi, làm ăn kiểu gì thế hả? Lão tóc bạc sinh nghi, không lẽ ca phẫu thuật có vấn đề, ông ta phải điều tra cho rõ. Lúc này Soái Mập trở lại bệnh viện, mọi người đang đợi cậu ta. Đào Sảo chuyển lời của hội trưởng, lúc hai người ở trên xe, hội trưởng nói rằng Cờ Rít còn sống. Hóa ra Cờ Rít đang đánh lừa lão tóc bạc, mọi người vô cùng vui mừng. Bấy giờ Đào Sảo mới thắc mắc, Cờ Rít rốt cuộc là ai? Mọi người đều im lặng. Đào Sảo biết không thu hoạch được gì, đành một mình rời khỏi phòng bệnh, nhưng lại đứng ngoài cửa nghe lén. Bên trong Soái Mập muốn tìm cách nói chuyện với Cờ Rít, để biết mục đích của cậu ta là gì, còn có thể ra tay giúp đỡ. Tề Quang lại cho rằng nếu cố tình bắt chuyện với Cờ Rít, sợ rằng sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu ta. Cách tốt nhất là đợi Cờ Rít chủ động liên lạc. Một bên khác, lão tóc bạc tìm cách xác nhận xem có phải Cờ Rít đang giả làm hội trưởng. Ông ta nhớ ra hội trưởng có một món ăn yêu thích mà rất ít người ăn được, đó chính là món cào cào rang. Lão tóc bạc sai quản gia chuẩn bị rồi mang đến cho Cờ Rít. Không ngờ Cờ Rít lại ăn ngon lành, phong thái rất giống hội trưởng, làm lão tóc bạc vô cùng hoang mang. Tuy nhiên sau khi vào nhà vệ sinh, Cờ Rít lại phun hết ra ngoài, món này thật sự quá kinh tởm. Bấy giờ Cờ Rít cũng nhớ ra, em gái đã chết trong thí nghiệm của lão tóc bạc. Cờ Rít đang cố nén phẫn nộ và đau khổ, nhẫn nhịn tìm ngày trả thù. Lúc này Đại Ca và Nam Thần Tượng đang bị cảnh sát thẩm vấn, bọn chúng nhất quyết không nhận tội, còn yêu cầu có chứng cứ. Cảnh sát cho cả hai xem đoạn băng ghi hình trong công xưởng bỏ hoang, bọn chúng lại tìm cách đẩy tội cho nhau, còn nói rằng bị lão tóc bạc ép buộc. Nam Thần Tượng khẳng định đám áo đen cũng xuất hiện trong đoạn băng, nhưng phần sau đều bị cắt, đến giờ hắn mới nhận ra chỉ là kẻ thế thân cho lão tóc bạc. Đại Ca thì chẳng muốn nói gì, cứ nhận tội cho nhanh. Cả hai bị nhốt vào buồng giam. Lúc sau quản lý đến tìm Nam Thần Tượng, cho hắn biết đã bị công ty sa thải, nhưng giám đốc còn chút tình người vẫn sẽ giúp Nam Thần Tượng được bảo lãnh, hy vọng hắn có thể làm lại cuộc đời. Nam Thần Tượng vô cùng hối hận. Thông báo xong, quản lý cũng trở về ngoan ngoãn làm tay sai cho Cờ Rít. Quản lý đưa Soái Mập và Cờ Rít đến phim trường. Chiếc xe dừng lại giữa đường, nhân lúc quản lý ra ngoài, Soái Mập lao tới ôm lấy Cờ Rít, cảm ơn cậu ta còn sống và cứu Soái Mập một mạng. Soái Mập thắc mắc tại sao Cờ Rít phải đóng giả hội trưởng. Cờ Rít muốn trả thù, hơn nữa không muốn lão tóc bạc tiếp tục lợi dụng những đứa trẻ vô tội như anh em Cờ Rít. Cậu ta đau khổ kể lại, lão tóc bạc mua những đứa trẻ mồ côi, tiêm thuốc xóa ký ức của chúng rồi bán cho người khác với giá cao, thực hiện phẫu thuật chuyển đổi cơ thể, giúp các cụ nhà giàu cải lão hoàn đồng. Nhất định Cờ Rít phải cho cả thế giới biết chuyện này. Cờ Rít muốn nhờ Soái Mập và các bạn giúp đỡ. Sau khi Cờ Rít lấy được chứng cứ, Soái Mập hãy lập tức báo cảnh sát. Soái Mập gật đầu đồng ý, tuy nhiên cuộc nói chuyện của hai người đều bị lão tóc bạc nghe lén. Ông ta vô cùng tức giận, đợi Cờ Rít trở về phải lập tức trừ khử cậu ta. Lúc này Tề Quang, Vasco và Trấn Thành bắt đầu thực hiện kế hoạch của Cờ Rít. Tuy nhiên khi họ đến căn cứ bí mật, lão tóc bạc đã cho người thu dọn sạch sẽ. Tề Quang vẫn phát hiện ra điểm bất thường, trên nóc nhà có vết tích gắn máy quay lén, đây chính là kế hoạch B của hội trưởng già. Trước khi phẫu thuật, ông ta từng nói với Văn Soái, nếu như phẫu thuật không thành công, hội trưởng già muốn lão tóc bạc chôn cùng. Soái Mập cũng đem chuyện này nói hết với Cờ Rít. Trùng hợp có vết tích máy quay lén Tề Quang phát hiện, lão tóc bạc cũng nghe được tất cả. Vậy đoạn băng đó giờ đang ở đâu? Theo suy đoán của Cờ Rít, nó đang ở nhà hội trưởng già. Cờ Rít quyết định về nhà một chuyến, không ngờ lão tóc bạc đang chờ sẵn ở đây. Ông ta muốn trích thuốc Cờ Rít, cậu cần phải biết lý do.
Điều này cậu rõ hơn ai hết chứ Cờ Rít. Thấy lão tóc bạc đã phát hiện thân phận, Cờ Rít vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông ta khen Cờ Rít diễn tốt, đúng là có tố chất làm diễn viên. Lão tóc bạc cho người khống chế Cờ Rít. May mắn quản gia dẫn Đào Sảo đi vào. Đào Sảo cần Cờ Rít thử đồ, vì không muốn bị quản gia phát hiện, lão tóc bạc quyết định bỏ qua. Trước khi đi, quản gia thắc mắc tối nay cậu chủ muốn ăn gì, như mọi hôm là được. Sau đó Cờ Rít dẫn Đào Sảo trốn vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Cờ Rít tìm đường thoát qua cửa sổ nhưng lại thấy có đám áo đen canh gác. Đào Sảo nhận ra tình hình nguy hiểm, muốn kéo Cờ Rít bỏ trốn nhưng cậu ta vẫn còn chuyện phải làm. Bên kia, Soái Mập tập hợp mọi người, nhờ họ nội ứng ngoại hợp cùng Cờ Rít thực hiện kế hoạch. Soái Mập nhận được tin nhắn của Cờ Rít bảo mọi người lập tức hành động. Cả nhóm cùng nhau lên đường đến biệt thự. Quay lại phía Cờ Rít, cậu ta dặn Đào Sảo ở trong phòng giả vờ vẫn đang thử đồ, Cờ Rít sẽ trốn ra ngoài đi tìm chứng cứ hội trưởng già để lại. Vô tình Cờ Rít phát hiện quản gia đang nằm trên đất, ông ta cũng biết Cờ Rít không phải hội trưởng, tự nhận là người giấu chứng cứ. Quản gia nói nhỏ vị trí cho Cờ Rít, đúng lúc lão tóc bạc đi đến, ông ta muốn bắt Cờ Rít lại bị quản gia ngáng chân. Lão tóc bạc tức giận tiễn quản gia trước rồi ra lệnh đuổi theo Cờ Rít. Cấp dưới đi đến thông báo, nghe lén được cuộc nói chuyện của Cờ Rít với Soái Mập, chứng cứ được giấu trong kho. Lão tóc bạc dẫn đám áo đen đến kho vây bắt Cờ Rít ở đây, tuy nhiên trên tay cậu ta chỉ có một con cào cào. Lão tóc bạc mới biết bị lừa, hóa ra Cờ Rít biết lão tóc bạc nghe lén nên mượn điện thoại của Đào Sảo nhắn tin chỉ vị trí thật cho Soái Mập, nhờ các bạn yểm trợ Đào Sảo lấy chứng cứ, còn Cờ Rít sẽ đánh lạc hướng lão tóc bạc. Ông ta tức giận cho người đi tìm Đào Sảo, nhân cơ hội Cờ Rít thoát ra bắt lão tóc bạc làm con tin, hỏi ông ta vị trí chôn em gái. Lão tóc bạc đã hỏa táng ném cho cốt cô xuống biển. Cờ Rít giã liên tiếp vào mồm trả thù ông ta. Đám áo đen vội vã can ngăn. Bên kia Đào Sảo tìm đến thư phòng, là nơi quản gia giấu chứng cứ. Cô lấy được USB, còn vô tình phát hiện thêm đoạn băng Cờ Rít đổi cơ thể với hội trưởng. Bất ngờ đám áo đen xông vào, Đào Sảo lập tức trốn đi, nhưng vẫn bị chúng phát hiện. May mắn vắt cô và Soái Mập đến kịp. Soái Mập hỏi thăm Đào Sảo, nhưng cô tìm cách né tránh. Phía Cờ Rít một mình không phải đối thủ của đám áo đen. May mắn Trấn Thành xuất hiện kịp, dẫn theo cả đám cảnh sát cơ động. Lão tóc bạc cùng đồng bọn bị tóm sống, Trấn Thành và Tề Quang đưa Cờ Rít ra ngoài, Đào Sảo giao chứng cứ cho cảnh sát. Lần này chắc chắn ông ta sẽ bị trừng phạt. Sau đó mọi người tiến đến kiểm tra vết thương cho Cờ Rít. Cậu ta trách móc Soái Mập hành động chậm như rùa, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Cờ Rít cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Bấy giờ Đào Sảo mới xác nhận xem ai là Văn Soái thật sự, dường như mọi người đều biết. Chỉ mình tôi là không biết gì, Soái Mập định giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, Cờ Rít lại phải làm thay cậu ta. Soái gầy mà Đào Sảo quen là Soái Mập khống chế cơ thể Cờ Rít, nhưng bây giờ Cờ Rít đã lấy lại được cơ thể, tức là Soái gầy sẽ hoàn toàn biến mất. Đào Sảo không chấp nhận được sự thật, Tề Quang giúp cô ấy xác nhận lần nữa. Vậy bạn trai tôi đâu? Đào Sảo vô cùng đau buồn. Bất ngờ Cờ Rít ngất đi, lập tức được mọi người đưa vào bệnh viện, các bác sĩ làm kiểm tra cho Cờ Rít. Mọi người bên ngoài đợi kết quả, Tề Quang lại nhắc nhở Soái Mập hãy đi gặp Đào Sảo giải thích, mọi người đều cổ vũ để cậu ta có thêm động lực. Soái Mập đến chỗ Đào Sảo, giải thích hết tất cả mọi chuyện. Đào Sảo đã bình tĩnh hơn, tin lời Soái Mập là sự thật, mọi thứ đến với Soái Mập như một giấc mơ mà cậu ta không bao giờ muốn tỉnh lại. Đào Sảo hiểu cho Soái Mập phải chịu rất nhiều bất công mới mong muốn có cuộc sống mới, cô chỉ trách Soái Mập vì không cho mình biết sự thật sớm hơn. Soái Mập nói lời xin lỗi, nhưng Đào Sảo chưa thể tha lỗi. Hai người chính thức chia tay làm bạn, cô muốn Soái Mập học cách yêu bản thân. Trước khi đi yêu người khác, Đào Sảo bỏ lại Soái Mập rời đi. Trong lòng cậu ta vô cùng day dứt. Hôm sau bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra cho Cờ Rít, cậu ta có khối u ác tính trong não. Chỉ còn sống được khoảng 3 tháng, Cờ Rít gấp rút bỏ đi vì có chuyện quan trọng cần làm. Sau đó cậu ta đến gặp lão tóc bạc trong tù để hỏi vị trí ông ta chôn em gái. Lão tóc bạc đưa ra điều kiện, muốn Cờ Rít đứng ra làm chứng, thí nghiệm của ông ta không phải điên rồ, mà là phát minh vĩ đại. Lão tóc bạc chấp mê bất ngộ. Cờ Rít lợi dụng điểm này đánh lừa ông ta, nói sẽ đứng ra làm chứng trước tòa. Lão tóc bạc liền cho Cờ Rít biết, em gái được chôn sau viện nghiên cứu ở Mỹ, tất cả thí nghiệm thất bại đều ở đó. Cờ Rít vô cùng tức giận, muốn lão tóc bạc vĩnh viễn ở lại đây. Lão tóc bạc cay cú vì bị lừa, Cờ Rít cứ thế rời đi. Buổi tối Cờ Rít giúp Soái Mập sắp xếp một cuộc hẹn với Đào Sảo, đưa cô đi thực hiện điều ước, thấy được thật nhiều đom đóm, Đào Sảo vô cùng hạnh phúc. Cờ Rít lập tức xuất hiện trước mặt, rồi cùng Đào Sảo ngồi xuống tâm sự. Cậu ta muốn giúp Soái Mập xác nhận một chuyện, Đào Sảo thích gương mặt đẹp trai hay thích tính cách của Văn Soái. Đào Sảo liền phủ nhận, người hiểu rõ cô sẽ biết, Đào Sảo không thích người đẹp trai bởi vì họ kiêu căng ngạo mạn, làm mọi thứ theo ý mình. Nhưng Soái gầy lại khác, cậu ấy đẹp trai, lại hiền lành tốt bụng, luôn thích giúp đỡ mọi người. Cờ Rít hỏi hộ Soái Mập, vậy cô có thích Soái Mập không? Dù cậu ta chính là tính cách thật sự của Văn Soái, nhưng Đào Sảo không thể chấp nhận một người hèn nhát phải sống trong vỏ bọc của người khác. Khi là Soái gầy cậu ta tự tin bao nhiêu thì khi là Soái Mập lại yếu đuối hèn nhát bấy nhiêu. Cờ Rít nói đỡ cho Soái Mập, có thể cậu ta trải qua những chuyện khủng khiếp mới phải sống thu mình như vậy. Đào Sảo cũng từng trải qua, khi cô là đứa trẻ mập ú, người khác ghét bạn, bạn có thể ghét lại họ nhưng không thể ghét chính bản thân mình.
có nỗ lực sẽ có thay đổi. Đào Sảo cho Cờ Dít biết một sự thật, cô không hề thích Văn Soái, mà do cậu ta tự luyến khi sống trong cơ thể hoàn hảo của người khác. Soái Mập đứng một bên nghe được tất cả mọi chuyện, trong lòng vô cùng buồn bã. Lúc sau Cờ Dít đưa Đào Sảo về nhà, Soái Mập cũng đi theo. Cờ Dít hỏi cậu ta đã biết hết tâm ý của Đào Sảo, biết nên làm gì rồi chứ? Soái Mập mông lung suy nghĩ. Bất ngờ Cờ Dít nhận được cuộc gọi của Tề Quang, cậu ấy biết hết bệnh của Cờ Dít nên muốn hẹn riêng nói chuyện. Cả hai ra bờ sông, Tề Quang nói với Cờ Dít đây là nơi cậu ấy có nhiều kỷ niệm nhất, lần đầu tiên kết bạn, lần đầu tiên nói hết những điều trong lòng. Tề Quang cảm ơn Cờ Dít vì vô tình xuất hiện trong cuộc đời của mọi người. Cờ Dít xúc động, Tề Quang ôm lấy cậu ta. Cờ Dít vỗ lưng động viên Tề Quang, có thể đây chính là lời chào tạm biệt. Sau đó Cờ Dít trở về phòng. Soái Mập cũng biết tin Cờ Dít bệnh nặng, hỏi tâm nguyện cuối cùng của cậu ta là gì. Cờ Dít muốn ăn xiên bẩn của bà nội. Hôm sau Soái Mập gọi bà nội đến nhà làm xiên bẩn cho Cờ Dít ăn thoải mái. Bà nội còn ngỏ ý mời Cờ Dít ở lại, coi cậu ta như con cháu trong nhà. Cờ Dít vô cùng xúc động nhưng vẫn phải về Mỹ tìm em gái. Bà nội gửi cho Cờ Dít ít quà mang về để cậu ta từ từ sử dụng. Sau đó Cờ Dít dẫn Soái Mập ra ngoài tâm sự. Không hiểu lý do gì khiến họ có duyên gặp nhau, Cờ Dít nhớ lại, tối đó thấy rất nhiều đèn hoa đăng, cậu ta ước tìm được em gái. Tình cờ lúc đó Soái Mập cũng ước có được một cuộc sống mới, chắc hẳn ông trời gắn kết hai người để thực hiện điều ước của nhau. Trước khi về Mỹ, Cờ Dít muốn nhắn nhủ Soái Mập, hãy tự tin là bản thân cậu, sống cho chính mình đừng cho ai hết. Hôm sau Soái Mập tự tin đến trường, đại ca lì đòn vẫn tìm đến gây chuyện, Soái Mập không muốn trốn tránh, phải ra cho hắn một bài học. Đại ca ấn đầu Soái Mập được một cái liền bị cậu ta tung liên hoàn cước vào mồm. Đại ca cảm thấy thật bất ngờ, Trấn Thành và Vasco cũng không tin vào mắt mình. Đại ca cay cú hẹn quay lại trả thù rồi lập tức chạy mất dép. Đào Sảo vô cùng hài lòng với sự thay đổi của Soái Mập, trong trường xuất hiện bộ tứ mới được mọi người ngưỡng mộ. Soái Mập hơi thụt hậu về nhan sắc nhưng mập một chút cũng đáng yêu. Soái Mập cũng gan dạ tìm Đào Sảo tỏ tình, không ngờ lại được cô ấy chấp nhận. Bên kia Cờ Dít về Mỹ cũng tìm được cho cốt của em gái, cậu ta vẫn nhớ đến những chuyện xảy ra. Cờ Dít từng có những người bạn tốt, cậu ta quyết định ngao du khắp nơi kiếm thêm bạn vào những ngày cuối cùng của cuộc đời. Cơ hội làm lại cuộc đời chính là cách các bạn thay đổi bản thân, chỉ cần cố gắng mỗi ngày, bạn sẽ được đáp trả bằng giá trị tương xứng. Nếu như mãi sống trong cái bóng của quá khứ, hèn nhát không dám đối diện với hiện thực, bạn sẽ chẳng có cả cơ hội được làm chính mình. Bộ phim đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp.